nó ồn ghê luôn trời, nó không có một cái gì mà gọi là che chắn luôn á. Thế này mà lên mà không bán được nữa rồi, để ngày mai bán luôn. Hôm nay đẹp mà nhìn thấy, nhìn vòng vòng không biết bán cái gì trời. Anh chưa chia sẻ chưa? Hả? Nãy giờ hai cái kia có chia sẻ chưa? Hả? Nãy giờ hai cái kia có chia sẻ không? Chia sẻ cái này đi. Giùm em mấy chị, quần bét ghi đợi tí xíu nha. Quần bét ghi đợi em tí xíu đi. Chú lên được quần bét ghi mấy bà ơi. Chân váy 57kg vừa nha chế. Em lên chân váy luôn nè mấy bà. Em lên chân váy luôn nè. Chân váy này em có size chị ơi, SML giùm em luôn. Chân váy này 58kg mấy chế, chọn lại mấy chế ăn vừa giùm em luôn ha. Chân váy này em có hai màu mấy chị. Màu đen và màu trắng nè. Chân này mới về mấy bà ơi. Mẫu này 55.000 một chân váy giùm em nha mấy bà nha. 55.000 một chân váy giùm em luôn mấy chị ơi, dễ thương lắm. Túi lát hồi cái túi kia em sẽ công bố vào cái like này nha mọi người nha. Cái túi màu trắng á, mà không có coi được ai chia sẻ nhiều nhất, cái ghép bị hư rồi, không biết cách nào mà tặng quà chứ bà em tức dễ sợ luôn vậy đó. Rồi hello mấy chị, vô lại giùm em đi. Rồi like này bán hàng mọi người thôi, đây là bán hàng ha. Chị đã mua hàng trong like giúp em ha, còn không thì cũng ở trong like coi chơi đi mấy bà, coi chơi đi. Lát hồi nó có nhiều thứ có mẫu mình thích mà mình mua nha mấy bạn gái ơi. Rồi lên giùm em mấy chị ơi, chân vẫy giùm em ha cả nhà ơi. Đây nè, chân váy này dễ thương lắm mấy chị. Chân váy này chân váy nút mọc luôn, mà hàng này nhà em có size cho mấy chị luôn ha, S, M và L giùm em luôn ha. Bữa nay về cho mấy chị được hai màu là màu trắng và là màu đen giùm em mấy chị ơi. 55.000 một chân váy giùm em mấy bà. Hàng này cho em mấy bà ơi, hàng như là hàng shop cho mấy chị. Như là hàng shop giùm em luôn nha. Ok anh, chị anh đặng lấy một cái áo này em mặc màu nâu nè. Anh đặng nè. Cái mẫu này là siêu xinh em á, thiệt sự luôn, cái mẫu này là siêu siêu dễ thương luôn á. Em bán cái mẫu này em về được hai lô mấy bà ơi, đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị. Có 55.000 cái áo giùm em thôi nha mọi người nha. Hàng chuẩn shop giùm em luôn mấy chị ơi. Hàng chuẩn shop giùm em luôn ha mấy bà ha. Lên cái form là siêu đẹp cho mấy chị luôn. Rồi, em chốt cái chân váy này luôn cho mấy bà luôn nè ha. 55.000 một chân váy giùm em luôn ha. Mới lên nè em ơi, nãy giờ chị nhắn tin cho em để em lên chốt hàng giùm chị luôn á. Sỉ mẫu này cho em là 40.000 giùm em nha mọi người nha. Sỉ 40 giùm em mấy bà ơi, và lẻ mẫu này là 55.000 một chân váy giùm em nha mọi người nha. Ai lấy chân váy chốt chân váy kèm số điện thoại giùm em luôn. Và mẫu nào thì bà Trần Duyên ơi, nó nghe là chốt trên livestream giùm em luôn đi nha. Còn không lát hồi nữa em vô em chích bóc lại cho gái ơi. Còn hàng em chùa cho gái. Rồi. Ấy hả? Đâu hả Tuyền? Ừ, cô rang à. Cho em xin màu luôn nha cả nhà ơi. Đang rằng á, tụi này quá. Đây mấy bà ơi, hai màu giùm em nha mấy chị nha. Màu trắng và màu đen giùm em luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em luôn ha mấy chị nha. Nhớ chốt màu giúp em mấy chị, nhớ chốt màu giùm em luôn ha. Tụi hôm nay nghỉ. Chắc chắc hôm nay tụi em nghỉ bán hay sao mấy bà ơi. Hôm nay nãy giờ câu tương tác không lên nổi mấy chị. Dạ cho em xin màu nữa nha mấy chị ơi, cho em xin màu với nhé. Rồi ok. Set hai set tôi đặt có cho bên bóc chưa, gửi cho tôi nha bà. Ok bà ơi. Rồi à bà biết rồi, biết cái mẫu đó rồi. Chị Trần Duyên biết cái mẫu đó rồi, đợi chút xíu. Ngày mai em gửi cho, tại hôm nay chủ nhật hàng chú đi đơn được nha. Chị Ngọc Suri lấy chân váy đen 57kg em chốt nè. Chân váy này nhà em có size đó mấy chế ơi. Tại vì mấy bà ơi, mấy bà để ý đây, mấy cái hàng á mà phải về size mấy bà thì hàng nó mới đẹp nha mọi người nha. Tại vì em may
Bình thường mấy cái mẫu này là cũng có hàng luôn, nhưng mà nó không có về đủ size cho mọi người, nên là mọi người rất là khó mang luôn. Còn nhà em là về cái hàng này là em kêu nhà người ta làm là lên size cho bà luôn nha. Để mấy chị bao nhiêu cân mình cũng mang vừa hết, mình không có sợ gì hết nha mọi người nha. Rồi ba size SML giùm em luôn, ai lấy size nào mình chốt size giùm em luôn ha. Chị Ngọc Suri nè, lấy một chân váy 57kg. Tố trên lấy size S cho em xin màu luôn tình yêu ơi. Chị Son Son Trần lấy một trắng một đen 57kg. Ôi lộn, size L luôn mà chị đẹp ơi, nếu thiệt sự luôn. Chân váy này là size S dưới 58, size S là dưới 48 cân, size M là dưới 53 cân và size L là dưới 58kg giùm em nha mấy chị nha, là mặc vừa giùm em luôn. Đó, ok chị Thu Nguyễn. Chị Thu Thu 1S, 1S đen chút chị Xuân Thu nè, chân váy này dễ thương lắm mấy chị ơi. Ai lấy màu nào mình xin chút màu giùm em với nha. Chân váy 50kg cho em xin màu luôn chị Nguyễn Thoại. Chị Tố Trinh màu đen mà chốt lại giùm tôi màu kèm cân nặng giùm tôi, kênh trên cùng một dòng với bà Tố Trinh. Chắc size S nè. Tố Trinh size S em chốt nè ha. Dạ rồi. Anh Đào Trần ơi, chắc chốt đơn trên Facebook giùm em với. Chốt đơn trên like giùm em với gái ơi, sợ không nhớ nè. Rồi Nguyễn Thoại một chân váy M luôn. Dạ có, hôm nay có lên bộ nha chị ơi. Tố Trinh có đây nè. Ok bà, lên set vest chưa chị? Em chưa lên set vest nha gái ơi. Nguyễn Thoại em thấy rồi nha chị, em thấy chị rất là đẹp rồi nè. Rồi, chân váy em có hai màu mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ giùm em luôn. Áo còn không chị? Áo chưa có like luôn nè, gái đợi xíu em lên cái áo này liền luôn. Cái áo này mới thật sự luôn, rất là đẹp mấy chị này, có cái chất nè, mặc sướng lắm luôn mọi người. Bên trong em đang mặc là áo màu đen luôn chị, mấy chị thấy không? Nhưng mà không có bị lộ ha mọi người ha. Hôm nay mấy chị thấy cái camera của em rất là sáng các mọi người, có nghĩa là nhìn thấu được bên trong luôn mấy bà ơi. Cái nào mỏng là nhìn bên trong là thấy liền giùm em luôn nha. Đen 50kg em thấy luôn rồi. Ok chị. Úc chị Nguyễn Thoại em thấy comment, em thấy 50kg của chị, em lấy size quần cho chị đẹp rồi nha. Rồi chân váy em có hai màu mấy chị ơi, rất là dễ thương, em nói thiệt sự luôn mấy chị coi nè ha. Hai cái này là hai túi giả giùm em mọi người ơi, hàng này là hàng hai lớp nha mấy chị. Hàng hai lớp, nó là cái phơn kiểu như là dán quần giả váy giùm em ha. Dán kiểu như là quần giả váy giùm em luôn, rất là dễ thương mấy chị ơi. Nè coi nè, đằng sau là cái quần giùm em mấy chị ha. Đây nè, à, lộn, nó là cái lớp quần giả váy mấy chị nè. Đây, nó vẫn có lớp váy đằng sau luôn. Đằng trước đằng sau gì đều là lớp váy hết ha mọi người ha. Bên trong có lớp quần cho là chế nổ, nhưng mà cái quần mấy chị ơi, quan trọng là cái quần đó là hàng kaki của mấy chị luôn nha. Quan trọng là cái quần đó là hàng kaki cho mấy chị luôn. Nói chung là nó là cái sợi vải của mấy kiểu chân váy luôn. Cái form lên rất rất là đẹp giùm em luôn mấy chị ơi. Có 55.000 cái mấy chị, quá rẻ luôn nha. 3 size SML giùm em, 3 size SML giùm em mấy chị. Ai lấy chân váy size nào mình chốt size kèm số điện thoại cho em liền tay luôn nha. Chân váy rất rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái chân váy này mà ai không lấy tôi nói thiệt sự, em tiếc giùm luôn mấy bà ơi. Nút bọc cho em ha mọi người ha, rất là xinh luôn. Rồi nó có hai màu, màu đen với lại màu trắng giùm em ha mấy bà. Ai lấy chân váy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị ơi. Chân váy màu lên cho em thật sự luôn. Tao nói là nhức nách nha mấy bà nha. Hàng này mua về mặc lên cho em là xuất sắc trời mai luôn. Dạ rồi, em lên áo luôn mấy chị. Áo em đang mang mấy chị ơi, có 5 màu giùm em mấy chị, màu nào cũng xinh hết mọi người. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng cute hết trơn hết trọi mấy chị ơi. Em mở màu ra mấy bà xỉu liền giùm em luôn. Dạ em ship ở tỉnh là 30.000 nha mấy chị. Ship tỉnh là 30.000 giùm em luôn, thành phố thì tùy khu vực mấy chị ơi. Ha, ở quận mấy 20-30 ngàn nha mấy chị. Nói chung là ship nhà em cũng rẻ lắm mọi người, không có mắc đâu nha. Với lại hả mấy bà, mua hàng online đừng có ngại tiền ship mấy chị. Mình mua một lần mua 2-3 món mấy bà ơi. Một lần ship là một lần khó mấy bà nha, mình ráng mua lần 2-3 món giùm em. Đơn em ship trên 70 ngàn giùm em nha mọi người nha. Lưu ý giùm em, đơn ship trên 70.000 nha mấy chị. Rồi em chốt mấy bà. Đây là màu mấy chị. Em có màu hồng, màu cam, màu trắng, màu nu và màu đen giùm em ha. 3 màu, 4-5 màu giùm em mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, màu nào cũng dễ thương hết. Ai thích màu nào mình chốt màu giùm em liền tay luôn, nó thật sự luôn, cái áo quá trời dễ thương. Dáng là dáng dài giùm em mấy chị, dáng là dáng dài ha, mình mua về tranh thủ mua từ hôm nay là tới ship tới Noel là vừa rồi mấy bà. Ship tới Noel mình mặc, mình đi chơi lễ, mình đi chơi Tết cho em là vừa luôn nha khách ơi. Form là dáng dài giùm em mấy chị nha, rất là đẹp luôn mấy thật. Sợi vải cực kỳ mềm, sợi vải là cực kỳ mềm giùm em ha. Đây, cái vải này mặc sướng lắm mấy bà ơi. Em có màu đen nè, trời ơi mấy chị coi màu đen nó lên cái chữ vàng nè mấy chị ơi, nó đẹp dễ sợ đẹp chưa, xinh dễ sợ xinh giùm em chưa nha. Rồi màu đen, màu đen lên chữ vàng mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi màu nâu, màu trắng, màu hồng và màu cam đang mặc mấy chị. Màu cam mặc mấy chị coi nè, rất là trắng da cho bà luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em liền tay luôn mấy chị. Áo này rất rất là dễ thương, em nói thật sự luôn, không mua cái này là tiếc thật sự mấy chị coi nè ha. Cái chất nè mấy bà ha, rất là đẹp giùm em luôn. 55.000 một áo mấy chị ơi, mặc lên mấy bà coi ha, trắng da kinh khủng khiếp giùm em luôn mấy chị. Phối cho em một cái túi đi chơi nó là hết sạch của bà bảy luôn, phối một cái túi đi chơi là hết sạch của bà bảy luôn nha. Ok nè, Vũ Thùy Trang nè,
có áo vẹt vai em ơi, đợi chút xíu đi chị lên cho em gái. Cái gì cũng có mọi người, mọi người muốn em coi, em biết anh em like cái gì mà làm ơn lên coi hình giùm em ha, em có đăng hàng ngày với bà chị luôn. Vũ thì trang nè, lấy ok, lấy áo đủ màu nè, áo này đẹp lắm, là không mua tiếp dạ sợ luôn á. Không mua là uổng, dám uổng luôn nha mấy bà nha, tại về cũng được ít lắm mấy bà ơi, không có về được nhiều mấy bà nha. Rồi ok. Chốt màu kèm sức hỏi giùm em mấy bà. Đẹp quá. Ô quên ăn lộn rồi. Mấy cá là ba cá là không? Quá đẹp mấy chị ơi, có 55 nghìn. Có 55 nghìn một áo giùm em thôi mấy chị. Ai thích màu nào mình chốt màu giùm em luôn ha. Form xinh xỉu giùm em luôn á. Ê nó nghe nè. Hạnh mới nho cá này giờ, nó dặn một ly nè, hạnh mới nho nó. Rồi ok, lên màu giùm em luôn mấy bà ơi, 55 nghìn một áo nha cả nhà ơi, 55 nghìn giùm em thôi à. Rồi em lên lại màu cho mấy chị một lần nữa nè, áo này lên form siêu siêu cân giùm em luôn. Nha, siêu siêu cân giùm em luôn. Cái này mà không lên được view chắc hỉ la thiệt luôn á. Đây màu hồng, màu trắng đẹp quá à. Trời ơi, cái màu cam nó thật sự luôn, rất là lạ luôn mấy chị nè. Màu cam cực kỳ lạ giùm em luôn á. Trời ơi, bữa giờ em nói thiệt em lên cái màu cam là xỉu luôn á trời. Xuân thu láo màu đen em chốt nè. Màu đen lên chữ vàng rất là đẹp luôn mấy chị. Màu đen lên chữ vàng đẹp lắm. Chốt màu giùm em nha cả nhà ơi, chốt màu giùm em nha. Nè, xuân thu nè, màu cam nè. Ok la nè. Rồi màu nâu, màu đen, màu màu trắng, màu hồng với lại màu cam giùm em luôn ha. 55 ngàn một áo giùm em thôi. Cái chất này lưu ý giùm em là hàng thun, gọi là thun giấy Quảng Châu mọi người nha. Form rất là xinh luôn. Trời ơi, cái màu đen, cái màu đen má ơi nó đẹp gì đâu luôn mấy chị ơi. Màu đen nó đẹp gì đâu mấy chị. Màu trắng, màu hồng, màu nâu và màu cam giùm em luôn nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn mấy bà ơi. Quá đẹp luôn. Lên hàng kiểu này chắc lên mất mình bị lộ mẫu hết trơn. Trời ơi, luôn làm biến lên quá đa. Để lên cái mẫu gì hot hot cái bà coi. Để em lên một cái mẫu siêu siêu phẩm coi. Đây. Lên một cái mẫu siêu siêu phẩm coi. Mấy bà còn không vô coi nữa là thôi chắc nghỉ like luôn. Để bữa sau like luôn quá. Đây cái đầm kia về là cái đầm sườn sắm xẻ xến mà sang về rồi kìa. Ok chị Duyên Lê lấy một áo cam em chốt luôn nè. Duyên Lê áo cam đang mang luôn. Ok chị Duyên Lê nha. Vậy là em hết cam nha mấy bà. Hết cam giùm em luôn. Từ từ em lên cái đầm này cái đã. Cái gì? Chưa tới giờ, 8 giờ mới đúng giờ. Giờ này còn sớm. Giờ này còn sớm chưa có đúng giờ mấy bà. Thiệt. Em là phải 8 giờ mấy bà mới vô. Biết vậy tôi like trẻ trẻ, like sớm cũng không phải câu thì thiệt luôn cái Tuyền. Tuyền. Trời ơi má ơi, cái miệng nó thơm. Nó thơm xỉu. Thiệt luôn, nó thơm xỉu luôn á trời. Nên ta bị nghiệp rồi bay ơi. Nghiệp buộc cho thẳng mặt luôn. Không lẽ nghỉ tới 8 giờ rồi lên trời. Trời ơi, nãy giờ like chắc không siêu phẩm đâu. Chắc like nó giờ like mẫu gấm chó không à. Nãy giờ chắc like mấy mẫu gấm gớm không à. Chưa đủ siêu phẩm. Cái này có gì vậy? Cái nào nó dặn mồ quá. Cái nào dặn mồ quá thì cho hai. Cái nào mà dặn hai á, dặn nhiều thì cho một. Mấy cái này không biết nó được cái nó không được nữa. Làm biến quá à. Thiệt luôn, để mai đóng hết lại trả đi cho nó rộn á. Em lên một cái mẫu đầm cho bà chế mặc đi tiệc à. Cái mẫu này mà bán không được nữa thôi tắt live stream tao nghỉ luôn á. Thiệt. Off live stream hôm nay luôn á, ngày mai bán cho nó sướng á. Đáng lẽ cuối tuần người ta phải ở nhà ta tại coi live stream của em chứ ta. Chứ em nghĩ em quan trọng. Rồi lên đầm đi tiệc giùm em luôn, quá xuất sắc mấy chị ơi. Ok. Áo cam bao nhiêu ký vừa vậy sếp? Dạ chị ơi, áo cam nhiêu ký mà cũng vừa hết chị, không giới hạn cân nặng giùm em nha. Rồi ok, đầm tiểu thư chưa chị? Chưa em ơi. Xách vest đợi đi mấy má ơi, vô coi xách vest hoài, lên không mua. Phương Nguyễn lấy hai áo đen nâu, ok Phương Nguyễn nè. Hai áo đen nâu nè, ok tình yêu luôn 55 ngàn giùm em nè. Rồi em lên cái mẫu đầm siêu phẩm mấy chị ơi. Đầm này tao nói là siêu phẩm thật sự với mọi người nha. Rồi em này mà thiệt luôn, tôi mà không bán hết tôi nói thiệt luôn, tôi tắt livestream tôi nghỉ, tôi không bán luôn mấy bà ơi. Cái đầm đi tiệc giùm em mọi người ơi, nó quá sang chảnh giùm em mấy chị. Đây, báo giá cái xỉu xỉu liền giùm em luôn mấy chị. 89 ngàn một đầm cho em thôi mấy chị. Em có được 10 cái. Cái đầm này em nói được 10 cái mấy bà ơi, em dặn số lượng mấy chị mà không có đủ hàng cho em luôn á nha.
Trời ơi, rộng vai thì chỉnh lại giùm em đi chị. Chứ ở đây em bán hàng đại trà mà chế, chứ không phải em cắt may em đông đo. Em đâu phải mà em cắt may từng người xong mà em may lên đâu chứ ơi. Em may thuộc dạng là đại trà mọi người ơi. Thì có nghĩa là cái phơn của nó sẽ là vừa ổn như mọi người nha. Còn mấy chị muốn đẹp, muốn xinh, muốn xuất sắc, mấy chị ơi, mấy chị mua chịu khó về chỉnh lại giùm em chút là nó vừa người cho mọi người ha. Trời ơi, đó đẹp, người ta nhận hàng luôn kìa, người ta khen đẹp kìa mấy bà chế. Trời ơi, nó mà có bị một chút xíu mấy bà ơi, mọi người chịu khó chỉnh lại giùm em một chút xíu đó thôi nha mọi người. Chứ bây giờ mà ai cũng đòi vừa hết trơn hết trọi, không có vừa mấy chị nha. Nè chị, rộng vai em chị nè, chị về chị làm ơn chị ra tiệm chị kêu nó chỉnh giùm em trên cái vai này một cái thôi là ok cho tình yêu nha. Rộng một cái về chỉnh lại giùm em một cái thôi chị, đẹp rất là dễ dàng luôn nha chế ơi ha, chứ không có gì khó khăn hết trơn hết trọi mấy bà nha. Trời ơi em nè, trời ơi quá đơn giản thật sự luôn á. Mấy chị mà muốn mua hàng mà vừa người mới thật sự, chỉ có đi ra ngoài mua vải về cắt may là vừa mình nhất thôi mọi người. Chứ còn mấy chị mua hàng mà hàng đại trà thì phải chịu thôi mấy bà ơi. Nó sẽ xê xích nhau một tí xíu mọi người ha. Miệng sao mình mặc không có bị chật mọi người ơi. Hàng không rách, không gì hết trơn. Trời ơi mấy bà muốn đẹp, muốn thật sự là vừa với con người mình luôn là chỉ có về một cách duy nhất là đi chỉnh giùm em 10.000, 20.000 mấy bà ơi, rất là dễ luôn. Nhớ bà gái nha. Trời ơi, đầm này cao 1m54, nặng 54kg vừa không chị, vừa luôn em yêu ơi. Chị đang 56kg nè gái. Rồi, form này giùm em là 58kg độ về, không biết là 56-57kg độ về giùm em là mặc vừa thôi nha mấy bà nha. Rồi em lên màu cho mấy chị luôn, 89.000 một đầm giùm em mấy chị, 89.000 form. Form là siêu siêu xinh giùm em luôn. Em có màu xanh nè, màu nu nè, màu hồng, màu đỏ giùm em luôn, rất là đẹp nha. Đây đây đây, rất là dễ thương giùm em luôn. Dạ, em cũng nói vậy thôi đó chị, chứ em không có nói gì đâu gái ơi. Đây, mọi người ơi, màu đẹp xỉu giùm em luôn mấy chị nha. Trời ơi, cái mẫu này em về được có 10 cái thôi mấy chị. Em về được có 10 cái thôi mấy bà ơi. Rất là xịn xò giùm em luôn. Cái chất vải mấy chị coi nè, nó là hàng tơ kiến giùm em nha mấy chị nha. Như hàng shop 200-300 ngàn luôn, nói thật sự luôn. Rồi em lên màu mấy chị. Màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu nút, màu hồng nhạt, màu hồng đậm và màu nu giùm em. Màu có lục. Ờ đúng rồi. Đây mấy chị, màu siêu siêu đỉnh luôn mấy chị ơi. 55.000 một đầm cho em nha mọi người. Ờ lục. 89.000 một đầm giùm em ha. Mẫu này đi tiệc cho em thôi là khỏi nói mấy chị. Đây phố cho em mấy bà ơi, đẹp xuất sắc luôn. Dạ chị, mấy chị em có thông báo hết trơn mấy chị mà mấy chị không coi, mấy chị không có lướt Facebook, mấy chị không có thông không có chịu thèm lướt Facebook của em. Dạ. Chứ em có like nha mấy bé mấy chị nha. Rồi mấy chị ngày mai mấy chị không có hàng mấy chị đừng có vô mấy chị nói em nha mấy chị. Dạ. Rồi ok, lên màu giùm em luôn. Ok em yêu, ráng ăn cho mập mập đi, mặc đồ chị cho đẹp. Lên màu giùm em mấy chị ơi, đầm nơi em mới về hàng luôn nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Tao la đúng 8 giờ mà không lên được người lượt xem mà tao nghỉ đó. Tao nghỉ đó, tao nói thiệt á, tao mệt quá mệt rồi, tao nói ra rã nãy giờ mấy một tiếng đồng hồ rồi đó. Tao chưa bán được cái mẫu nào mà dưới cái mẫu nào luôn nè. Còn vô mà comment điên điên khùng khùng đi nè. Cười hả mày? Gì con? Cái gì? Ừ, nghỉ hả? Nghỉ nha. Ờ chưa ngủ gì hết trơn, tao mệt cũng chết luôn nè. Mấy nhỏ này lên còn nhảm nhảm, tao nghe tao nhức đầu quá đa. Giống như niệm chú, niệm chú đại bi vậy. Đây mấy bà ơi, lên màu giùm em mấy bà. Hôm nay like giờ thấy tàu lao super chao nãy giờ rồi đó. Nãy giờ tắt like để tắt đi like lại 2-3 lần rồi đó. Vô chơi game á hả thì comment điên comment khùng. Cái game á thì không hoạt động được. Tao nói chứ hả, trốn mắt cái gì rồi đó. Rồi nên màu giùm em luôn. Đầm nơ nha mấy chế ơi. Trời ơi không một ai comment luôn. Không một ai comment cái đầm nơ là thấy là super chao tiếp tục rồi đó. Rồi lên màu giùm em mấy chị. Đầm nơ giùm em mấy bà nha, 89.000 một đầm giùm em đúng mấy bà ơi. Trời ơi cái đầm nơ mà lên mà đứng comment cho em thiệt luôn á. Em hết muốn bán mấy bà. Đầm nơ mà lên đứng comment là em hết muốn bán luôn. Trời ơi mẫu này hôm trước em về em không có đủ hàng em bán cho khách nè mấy bà. Bữa nay em mới về thêm cho mấy chị thêm một lô nữa nha mọi người nha. Cái vải giùm em đó mấy chị ơi, quá đẹp quá dễ thương luôn. Đứng xa xa cho bà gái coi cái dáng của nó nha. Đứng xa xa cho mấy chị coi cái dáng đầm của em ha mấy chị ha. Rất là xịn sò giùm em luôn đây. Trời ơi má
Trời ơi em nào mặc đi tiệc giùm em ấy chị ơi. Nó hết sảy qua 7 luôn á chị. Form siêu đẹp giùm em luôn á chị ơi. Nguyên cái nơ bự cho bá, bự cho bảy luôn. Đây, phổ cho em một cái dây hàng ren nữa chị nè. Quá xịn sò luôn. Rồi đầm nơ 89 ngàn giùm em. 89 ngàn một đầm nha mọi người nha. Em lên màu mấy chị ơi. Màu rất là đẹp giùm em luôn. Ai lấy màu nào chốt màu giùm em liền tay nó thật sự luôn. Đẹp mê ly nha mấy chị nha. Cái vải này cho em mấy bà. Thấy không? Hàng vải bóng lụa giùm em nha mấy chế nha. Siêu xịn sò cho mấy chị luôn. Rồi em có màu đen, màu đỏ. Trời ơi cái màu hồng này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái màu hồng nó dễ thương vô cùng luôn. Đây mấy chị. Đây nha, hồng nhạt giùm em nè. Rồi cái này là màu xanh mấy chị ơi. Xanh này là xanh min, xanh bạc hà mấy chị. Form siêu xinh luôn. Bà gã nào muốn đi mặc đi tiệc giùm em nè. Đi tiệc nè mấy bà chế nè. Hoặc là đi Noel đi chơi đó. Tết tư rồi nè. Lấy cho em cái màu đỏ này nha. Lên form là cực kỳ đỉnh giùm em luôn. Với lại cái màu hồng nha mọi người nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em luôn nha mấy bà. Đẹp quá. Ôi cái đầm mấy chị ơi. Xuất sắc trời may luôn. Gì vậy? 89 ngàn một đầm giùm em thôi nha mấy chế. Thôi nghỉ cho mọi người nha, nghỉ nha. Không có đủ em ơi, không có nha. Lên mơ cái mẫu đó không cho em được có 1 ri à bé ơi, tại không có đủ hàng chia cho khách đâu. Mẫu đó không đủ hàng chia cho khách nha. Em like tới đúng 8 giờ mọi người. Cái lượt view không lên được mà cái mẫu em like cũng không chốt được là thôi em xin offline mọi người ha. Chứ em lên hàng mà mấy bà không lấy thì thôi em cũng đâu có biết quán cái gì đâu. Thôi để ngày mai em like đi chứ giờ em lên hàng mà vậy sao em like mấy bà. Lên hàng vậy sao like. Hôm nay tôi bị niệm chú đại bi rồi. Lên mà mấy bà chế lấy hàng kiểu này là chết rồi. Xanh chịu hình chi nè. Nè nè xanh là cái này nè. Quăng lại cái đó lại đây đi. Xanh nè chịu hình chi nè. Chờ cái mỏ má thúi. Quăng lại đây đi. Trời ơi. Áo kiệu. Không tin luôn á má. Đúng rồi đó. Áo kiệu đi chị ơi. Có hồng lợt cho em nha bé ơi. Có hồng lợt cho em nha Kim Xuân ơi. Chứ không có xanh hết xanh rồi nha. Ok hồng lợt cho Kim cho Hưng Xuân nè. Ok tình yêu nè. Rồi em còn cái hồng đậm luôn. Hồng đậm nu đen đỏ giùm em. Không lên được mấy chị, lên mà lên lượt xem mấy chị, mấy chị không chia sẻ là không làm được gì hết trơn, em không có lên được. Ví dụ như mẫu này mà em về 10 cái em bán bây giờ còn chưa xong nữa rồi em rớt mẫu rồi bán mai bán lại mệt lắm. Nên là thôi để đông đông vô coi giùm em luôn đi cho em like luôn cho nó gọn nha mấy chị nha. Rồi, màu nu giùm em luôn mấy chị ơi, bao là sang chảnh cái bà luôn nè. Bao là sang chảnh giùm em luôn nha, ai lấy chốt em liền luôn nè, rất là đẹp luôn. Thôi đừng có rên nữa. Tao xúc mày một xúc bây giờ đó, tao đang bán ế, tao đang quạo chó, mày ngồi mày rên đi. Màu nâu giùm em luôn nha. Rồi ok, còn quần nỉ không chị, chứ không có quần nỉ em ơi. Đỏ nữa ok chị Hương Xuân nè. Hương Xuân cái đỏ đang mang nè, ok tình yêu luôn. Trời cái đầm mà đẹp mê ly mấy chị ơi. Cái gì vậy em ơi? Là cái quần á hả? Quần nỉ á hả? Quần nỉ chị không biết có hàng không nữa. Thiệt sự luôn, quần nỉ chị biết có hàng cho em không nữa nè. Vô comment cái mẫu nào cũng được phải không Lê Mơ? Mẫu nào cũng được mới có hàng nha bé ơi. Chứ mà mẫu nào chứ em chọn. Ừ tao lấy giờ tao chưa like được cái gì mà một tiếng hồ rồi đó. Ai? Hình chi lên thông tin giùm em Hình Chi ơi. Thôi chị ơi em up live chi mọi người ơi. Em up cho mấy chị, lên 8 rồi em like nha mấy bà. Chứ nãy giờ em lên hàng mấy chị không có lấy gì hết trơn. Trời em lên hàng mất thời gian của em nữa. Mất thời gian của mấy bà kia nữa, thôi để mai luôn đi. Bây giờ làm được gì luôn á, một tiếng hồ rồi đó. Thôi để 8 giờ đi mấy chế, cho em xin 15 phút đi mấy bà ơi. Cho em xin 15 phút và mọi người lát em quay lại nha, chứ giờ em lên hàng mà giày em không lên đâu. Hương Xuân ơi, cho em xin thông tin đi tình yêu ơi, nãy giờ comment quá trời, không lên số điện thoại bà ơi. Rồi cái màu xanh này làm sao vậy? Hình Chi lên thông tin giùm em đi Hình Chi ơi. Ừ chị biết mẫu đó rồi gái. Mẫu nào cũng được nha. Mẫu nào cũng được nha. Em không lên hàng đâu mấy bà ơi. Tôi lên hàng kiểu này chắc tôi khùng luôn. Cái tâm thần phân liệt luôn á. Tôi lên hàng mà rớt mẫu như vậy sao lên. Chấm bài và chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Không lên nữa đâu. Lên gì chán chết.
hồng đen nu đỏ, rồi còn dưới này màu giùm em thôi nè. Có 10 cái bán được, có 2, 4, 5, 6 cái bán gì. Bán 5, 6 cái đó bán gì với bà. Thôi đã 8 giờ đi mấy bà ơi, em lên lại luôn nha. Em nhắn tin cho mấy bà kia vô đó đã. Trời ơi cái mẫu này đẹp xuất sắc luôn á trời. Bán không được tức dạ sợ luôn á. Cái phơm đầm này á hả, bữa hôm em về em bán nè. Quá trời xuất sắc trời may luôn. Lên mà chê má ơi. Em ơi đâu có lên được xem đâu. Trời mấy bà ơi chia sẻ giùm em đi. Không chia sẻ em đâu có lên được lượt xem mấy bà. Có mấy, có 10 cá về bán còn hết. Bị bùa yêu nó bị con này nó chiếu tướng em rồi mấy bà. Muốn xỉu vậy. Lên áo luôn rồi đó. Nãy giờ lên áo luôn rồi đó. Lên quần, lên tùm lum tè le luôn rồi đó. Cái mẫu nào cũng ké hết trơn sao bán đây. Rồi lên cái dáng quần baggy cho mấy chị luôn nè. Tôi like lẻ còn không biết thông báo nó chứ là sĩ. Trời ơi tôi có thông báo cho người ta biết là hôm nay tôi bán. Mà bây giờ tôi nghĩ cho khỏe cái háng của tôi, mai tôi bán cho nó sướng. Tôi bán chị lên nói ra rạ nãy giờ. Tí đồng hồ mệt mỏi cũng chết luôn vậy đó. Đấy mấy chị ơi quần giùm em nè mọi người nè. Đẹp ghê không. Đó xuất sắc ha. Trời ơi mẫu này mà bán không hết nữa là thôi luôn á trời. Dáng baggy sĩ 100 lẻ 115 ngàn giùm em mọi người. Cái này là lưng chuông nha mấy chị. Lưng chuông giùm em luôn. Bo ổng nè. Siêu đẹp cho mấy chị luôn nha. Siêu đẹp giùm em luôn. Xanh size S cho Yến Vy nè. Ok em nè. 115 ngàn một quần giùm em mấy chị. 3 size SML ha. 3 size SML. Quần này có hai màu giùm em. Màu xanh với lại màu đen nè mấy chị. Có màu đen nữa nha. Màu muối tiêu quá mọi người. Quần này đẹp lắm đẹp luôn. Rồi ai thấy quần màu nào chốt em màu kèm xin thoại giùm em. Để em mở cái màu đen lên cho mấy bà coi nè. Màu đen đẹp lắm. Quần 57kg cho chị Ngọc Suri nè. Ok nè, quần này mặc chung với lại cái áo hồi nãy dễ thương lắm mấy bà ơi. Mặc L giùm em là vừa nè chế. 57kg cho chị Huỳnh Trang nè. Ok la nè. Một ly cho bé Phương nè. Một ly cho bé Phương nè. Mạng mà mạng này nó bị đơ hả. Chắc em số em xui á chứ ơi. Thiệt lên hàng đẹp mà dày chết rồi. Cho Phạm Kiều màu ri nè. Like mà thì không muốn like luôn á. S xanh với đen cho chị Ly Giao nè. Đọc cái giá rồi không thể nào mà nhớ được. Cái lúc nào cũng phải hỏi lại lần thứ hai mới biết được cái giá hay gì vậy. 100 lẻ 115. Có ai hỏi gì nữa không? Bán ế mà còn hỏi bị hỏi tới hỏi lui nữa chứ. Làm biến thì chứ. Một ri đen một ri xanh luôn chị. Ok em. Còn ri đen cho em nè bé. Còn ri đen cho em nè. Ok nè. 35kg mặc S rộng không chị? Rộng thì chịu khó giờ bóp lại giùm chị đi. Chứ giờ sao giờ? 35kg chắc cao cỡ chừng mét rưỡi chứ gì? Chứ lẽ 35kg mà cao mét 65 bà. Một quần xanh 50kg cho chị Ngọc Giang nè. Ok nè. Xanh 50 cân nè. Quần này đẹp lắm mấy chị ơi. Em còn ít lắm nha mấy bà nha. Út Nguyễn một ri. Bây giờ còn đen em ơi. Xanh hết rồi nha. Ở đây còn ri xanh nè. Ri xanh nè. Ok. Không rộng đâu chị, kìa bé Phương nó trả lời luôn rồi đó. Ok, Ly Giao có hai quần cho bà gái rồi. Em còn màu đen mấy chị ơi. Đen em còn M, L. Xanh em còn hai cái L mấy chị. M, L luôn. Nói chung là xanh với đen còn hai size M, L nha. Như Khánh em hết S mấy chị ơi. Như Khánh em hết S đen nha tình yêu. Như Khánh hết S đen giùm em rồi. Nè, quần đẹp lắm. Trời ơi, quần xuất sắc luôn. Màu đen mấy chị ơi, trời ơi, thiệt sự luôn. Dáng này mà lên với lại... Cái này có bo ổng giùm em luôn nè cả nhà. Có bo ổng cho mấy chị luôn nha. Có 115 ngàn quần mấy chị. Cái dáng quần này quán quần baggy giùm em nha. Quần baggy thì chất nó sẽ dày hơn và nó không có co giãn mấy chị nha. Lưu ý giùm em. Hàng này không co giãn nha. Quần em có ri màu xanh rồi đó Út Nguyễn. Quần em có ri màu xanh rồi đó. Rồi quần nha mấy chị ơi, còn hai size ML giùm em mấy chị. Màu nào cũng còn hai size ML hết nha. Rồi mẫu này cho em 115 ngàn một quần giùm em mấy chị. Lưng là lưng chun nè. Lưng là lưng chun nè mấy chị ha. Phối xích, phối dây kéo giùm em luôn ha. Rất là đẹp luôn, trời ơi cái quần. Má ơi, nó đẹp xuất sắc. Trời thần mấy chị ơi. Cái này có bo ổng giùm em mấy chị nè. Cái này mặc mấy bà ơi, hơi bị chất luôn. Cái phone này mặc rất là chất luôn nha. Đẹp mê ly giùm em luôn mấy chị nè. 115 ngàn quần luôn, trời ơi quá đẹp chưa. Quá dễ thương chưa mấy chị ơi. Đây, lưng là lưng chun giùm em luôn ha. Cái phone này là đẹp xuất sắc. Trời may cái bà luôn nha. Rồi, quần em còn hai màu. Màu xanh với lại màu đen giùm em luôn nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Rồi. Đây mấy chị.
xanh đen hai màu giùm em, xanh đen hai màu giùm em ha, màu nào cũng đẹp hết trơn á chị ơi. Bây giờ em sẽ lên cho bà chế cái form này màu xanh nha, đây nè, đó đẹp lắm, mặc chung với lại cái áo này chứ bà nè, mặc chung với con áo này đi, lên form là bá cháy liền luôn, lên con lên chung với áo chị chứ bà nè, để lên cho bà chế con cái mẫu này đẹp lắm đây nha, đó màu trắng lên luôn, xuất sắc luôn nè, kéo xuống chéo này lên. Kéo xuống ơi. Treo lên luôn nha. Xanh 53kg 1m54 chị Duyên Lê nè. Xanh 53kg 1m54 nè. Duyên Lê nè. Ok nè. Rồi bây giờ em còn màu xanh xem là size L giùm em. Còn màu đen em còn hai size ML nha, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em với chị. Lên thử cho chị có cái form là đẹp lắm, trời ơi quần đẹp quá à. Nó quần này xuất sắc trời mây luôn mấy bà ơi. Ổng mua quần là cái thực sự nha mấy bà nha. Form đẹp mê ly giùm em luôn. Ủa cái set Burberry này sao đây con? À cái đó, rồi ok. Trời ơi, mới thiệt sự luôn mấy bà ơi. Quá dễ thương luôn. Chủ nhật tôi đi chơi cho sướng, ai hầm tôi không biết nữa. Ai hầm tôi không biết nữa. Rồi mấy chị. Đẹp quá à. Đây ha. Rồi, quần này em còn size L mấy bà ơi. Baggy này em còn có size L mọi người nha. Rồi, cái mẫu này em còn hai màu nè. Đó, ô lộn. Cái này em còn hai size nè ha, M với L giùm em. Đen thì còn hai size. À, màu này màu xanh đang mặc là còn có size L của mấy chị, trời quần dễ thương quá. Đây mấy chị có cộng dây xích ở đây nữa nè. Trời ơi nhìn chất chơi người dơ dễ sợ không? Dây kéo cho em ha. Dây kéo giùm em luôn. Đây, chất chơi người dơ cực kỳ với bà luôn. À, lấy quần màu nào mình chốt màu kèm số mấy em luôn nha. Quần đen giống vậy luôn hả Trang? Ừ đúng rồi chị Vân Trần ơi. Dạ đúng rồi chị. Nó giống y chang vậy luôn á gái ơi ha. Rồi ai lấy quần màu nào mình chốt màu giùm em luôn mấy chị. Quần đen nó giống y chang vậy luôn nha, mà nó màu đen thôi mấy chị nè. Chất chơi người dơ dễ sợ không? À, rồi, áo em đang mang hiện tại em còn đủ màu luôn nha mấy bà nha. Áo em mặc chỉ có 55.000 một áo giùm em thôi mấy chị ơi, cái chất nè. Đừng hỏi em bao nhiêu cân mặc vừa mấy chị. Cái câu này em khó trả lời lắm. Nó co dạng thoải mái luôn, em lên màu trắng cái bà nè ha. Em lên màu trắng cho mấy chị luôn á là mấy chị biết rồi đó. Form áo rất là xinh luôn nha. Rồi quần em còn hai màu. Đen xanh còn được size L thôi là hết. Dạ không chị, size L là 60kg mà không vừa. Size L 58kg trở về giùm em thôi chứ ơi, tại vì cái lưng nó lưng chun nè, đây em báo số cân dư cho mọi người á. Chứ còn mà cái lưng bảy em không dám báo số ký vậy nữa. Nãy giờ nửa tiếng hồi chưa treo được cái đầm lên luôn á trời, đưa đây cho em coi. Làm cái gì á, ngồi nó ngồi không cũng ngồi vậy luôn, nó chán ghê luôn á. Trời ơi, hôm nay tao nói thiệt luôn, tao bán thế thì cái tào lao thì chứ cái gì tao bị mẹ cho rồi đi không biết. Tại bà đó, mấy bà cứ hỏi tôi là hôm nay có like không á. Làm tôi cũng lật đật tôi lên tôi like, thường tôi bán đắt lắm. Bình thường mấy ngày nào em đâu có like mấy chị, chủ nhật em không có like em nghỉ. Em nghỉ. Em ngựa bà em. Em thấy khách hỏi nhắn tin hỏi quá trời luôn mấy chị. Em lật đật em lên em like mấy chị. Trời ơi, rốt cuộc không mấy má đi chơi hết trơn. Mấy má đi chơi hết trơn luôn. Mấy má bắt con lên nói như một con điên. Tôi nói nhẹ như một con điên. Tôi nói chạy tôi đi chơi cho nó sướng cái háng của tôi. Chán ghê không. Như Khánh một cái quần em mờ đen nè. Chốt chị Như Khánh nè, ok luôn. Áo đang mặc có. Trên người em gì em bán á chứ. Ai mua thân em bán luôn nè. Quá trời mệt mỏi. Em mấy chị 55.000 nó có nhiều màu lắm mấy chị ơi. Màu đen dễ thương lắm nha. Trời ơi màu này em thật sự luôn á trời. Cái áo nhà em á chị coi nè, trời ơi cái form lên đẹp xuất sắc trời mây luôn á chị nè. Dáng áo là dáng áo dài nha khách nha. Trời ơi có 55.000 cái mấy chị mà nãy giờ bán cái áo này mà tức ghê hồn luôn á trời. Bình thường mấy cái mẫu này là dơ lên một cái thôi là phải chốt đơn liền. Nãy giờ nó muốn rát cái cổ họng luôn mấy chị ơi, mà còn ế nè. Thiệt luôn á, tức dễ sợ tức mấy chị ơi. Cái form áo nhà em nha mấy bà ơi, nó đẹp quá luôn cả nhà ơi. Rồi 55.000 giùm em nha, màu nâu, màu hồng, màu đen, màu trắng.
nu hồng đen trắng mấy chị. Trời ơi không lẽ mới thật luôn, không lẽ em nói chị thôi. Mấy chị ơi mua chị, mấy chị mua 4 cái về mấy chị mặc thay đổi đi mấy chị, nó rất là xinh luôn giùm em luôn nè mấy bà. Coi đẹp không? Trời ơi coi mấy bà ơi, lên cái form nè mấy bà. Tao nó nhức nách trời mây mà trời ơi, bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. 40 tới 60 cân giùm em luôn. Đây đẹp không? Bảo cho ra nằm xuống. Lên màu giùm em luôn nha. Ờ chắc dậy quá mấy mốt đủ thiệt. Chắc nghiệp tao mà nghiệp 8 giờ quá. Chắc nghiệp tôi nghiệp 8 giờ mấy bà ơi. Chắc tôi like sớm không có được quá. Thì cũng like sớm nghỉ sớm cũng không được. Mấy bà giờ em con nhỏ chị ơi, mấy chị thông cảm mấy chị. Vô coi live stream sớm cho em xíu đi mấy chị. Cho em nghỉ coi. Mấy bà lừa tôi. Mấy bà kêu hả. Ờ thì em đập cái máy đi chứ giờ em hỏi chị cho chị biết. Ngọc Tư này leo đen. Ok, Nguyễn Thủy leo trắng. Tao nói nghiệp quật là có thiệt nha mấy bà nha. Tượng má ơi. Mấy bà nhắn tin cho mình như lúc rồi. Trang ơi, chừng nào em like vậy? Trời ơi, rốt cuộc má ơi, tôi like lên mua cho tôi đúng có một món mấy bà thích thôi. Không ủng hộ thêm một món nào hết trơn. Trời thấy buồn vậy, sợ không? Áo còn trắng giùm em mấy chị. Màu trắng mặc sang ghê ha. Màu trắng mặc sang quá trời luôn. Trời em mặc cái set này mà đứng nãy giờ. Em thật sự em đứng đây nãy giờ một tí đúng rồi, em đợi mấy chị mua cái áo này cho em, em mới thật sự luôn, nó quá đẹp mấy chị ơi. In là in full áo cho em luôn nè. Thấy chưa, xịn chưa. Nãy giờ lên nãy giờ luôn mấy chị có 5-7 người coi à, buồn ghê luôn á. Không lượt xem lên nổi luôn á, chán buồn cái sợ luôn á. Mới lên được 7-mấy người rồi xong xuống lại tiếp. Chừng nào mô vật ước gì có bà tiên xuất hiện ra hiện lên 100-mấy người coi. Nhưng mà ở nhà quan trọng là ta đi chơi. Mấy bà hiểu không? Hồi đó đi làm là coi lén coi lúc mấy bà ơi. Cái dòng có thứ dạy mấy bà cái gì cấm là người ta phải làm. Ví dụ như mấy chị đi học đó, cấm xài điện thoại là phải ngồi trong lớp bấm điện thoại mấy chị. Chẳng hạn vậy đó, cái gì cấm là người ta phải làm mấy chị. Còn giờ về nhà thảnh thơi. Trời ơi, thời gian rảnh tôi phải đi chơi chứ tôi ngoài nhà tôi bấm điện thoại nha. Đi làm tôi bấm điện thoại. Còn ở nhà là tôi bấm điện thoại tôi đi chơi. Đó. Ai cũng đợi 8 giờ. Bây giờ hiện tại là 8 giờ 1 phút luôn, vẫn chưa có người vô coi. Không, mới có 7 giờ 59 nè mọi người. Phải đúng 8 giờ, giờ link của em mới hiện lên. Mọi người ơi, nãy giờ vô 8 dốc với mấy chị 1 tiếng đồng hồ mấy chị. Nãy giờ lên được 1 mẫu, 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu. Lên được 5 mẫu mấy chị. Ế lại y thinh luôn, trời ơi xuất sắc ghê. Like từ nãy tới giờ mấy chị nói rác cổ họng luôn. Ồ buồn ghê mấy bà ơi. Mai mốt tôi không like sớm rồi nha. Nãy giờ like 1 tiếng mấy luôn, phải 1 tiếng mấy nha. Like từ 6 giờ mấy luôn á. Mà mình hẹn là 6 giờ mình lên like nha mấy bà. Mà tôi đã còn nhây như đó. Tôi tới 6 giờ 49, 6 giờ 50 mới lên mấy ổi chế. Mà tới giờ này còn chưa có ai vô coi luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Rồi em có màu nu nha, màu trắng hồng. Còn 3 màu thì em thôi, nu trắng hồng. Bây giờ không mấy giờ mình thử dạ bộ. Mình bận cái màu nu lên mình đổi phong thủy xem sao nha. Nha mấy bà. Nãy giờ đợi đông đông vô đợi lên hàng hot đó mấy bà chế. Đó, có người vô hỏi cái đầm đỏ phía sau được kìa, mừng quá đi. Cái đầm đỏ phía sau 89 ngàn giùm em chứ ơi, hàng hot luôn. Bình thường em đắt đắt lắm mấy bà. Bữa nay không biết em bị cái dĩa gì rồi mấy chị. Em lên cái đầm đỏ em treo đây là em thấy tào lao rồi đó. Em nói thiệt, cái đầm đỏ này mà em phải treo hàng là em thấy hồi hôm nay em quá tào lao rồi mấy chị. Cái đầm đỏ này 89 ngàn một đầm giùm em hả mấy bà ha. Phơm dáng cho em cực kỳ xịn sò luôn. Cực kỳ xịn sò giùm em ha mấy bà nha. Đây da kéo đầu sau lưng. Cái phone này là em báo là 55kg độ về giùm em thôi. 55-56kg độ về thôi nha. Bà chế nào mặc bự hơn là không có vừa giùm em luôn. Tại vì cái chất này không có dạng mấy chị. Cái chất này không có dạng nhưng mà cái chất này mặc lên người nó rất là sang luôn nha. Rồi cái này em có nhiều màu lắm. Lát là em lên màu lại cho xem luôn. Đợi chút đi. Rồi. Trời ơi sao được không vậy vậy. Sao mấy bà được tượng 8 giờ không vậy. Thì đó, tao nói mà. Tao nói thì tao rảnh cái hán tao làm chi, tao lên tao live chi chi không biết nữa. Không vừa là coi như xui đi chứ sao giờ bà. Đó nãy giờ lên được có 57 người, con người coi à, tức gần chết chưa. Live muốn chết luôn vậy đó. Quần có đen nhưng mà chắc có size L, còn có size L nè bà ơi. Quần còn có size L, xanh còn L luôn. Còn hai cái L thôi nha mấy chị nha. Một xanh L chứ lại một đen L giùm em luôn. Trời ơi áo tôi nó thiệt sự luôn, có đẹp má ơi luôn á trời. Cái áo này về mà người ta tức ghê lên. Tức giả mang con ngang mấy bà ơi. Rồi lên lại màu giùm em nha.
Dạ em đang mặc áo thun giấy nè chị Nguyễn Thúy. Em đang mặc áo thun giấy nè chế. Trời ơi chế ơi, chứ muốn đòi thun giấy gì nữa. Rồi lên màu lại giùm em đi, rồi còn có 3 màu nữa má. Rồi ai lấy giùm em đi mấy bà ơi, cứu giúp. Rồi em nãy giờ cho em hết mẫu coi. Còn thế bà mua giùm em cái quần cũng được nữa, cho em hết mẫu coi. Anh ơi bé con hay đi tỉnh nằm tội tội nghiệp quá kìa. Màu nâu, màu đen với lại màu hồng. Ừ, nên nói chuyện nhảm nhảm thôi, nhảm chút xíu rồi tắt livestream đi ngủ, ngày mai bán chứ giờ lên live mà hàng kiểu này chắc lỗ hết mẫu luôn, làm biến bán lắm mấy bà ơi. Làm biến bán lắm thiệt luôn á. Lên hàng nó có dứt mẫu mấy chị. Mẫu nào cũng còn lại 5-7 cái chắc bán chắc tới ngày mai luôn á. Cái mẫu kia về có 10 cái bán mới là 6 cái luôn kìa, tàu lao ghê không. Dạ rồi ok, chế đợi chút xíu em lên chứ ơi. Rồi ai lấy áo nữa không chốt em nha, rồi lên cái set thử nè. Lên thử một cái set nào bán ế thì là tắt livestream luôn á. Ủa mấy chị có cục hàng của em nè. Vừa nha gái ơi, đầu thời gia bạo. Vừa cho em cái quần luôn. Dạ đây mấy chị. Cái set hot nhà em đi mấy bà ơi, nó đẹp rạng ngời luôn mấy bà ơi, nó đẹp rạng ngời mà không chơi lóa cho em luôn nè. Cái set này 115.000 nha mấy bà nha, 115.000 một set giùm em luôn mấy chị ơi, nó đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị. Ờ lên lượt người xem nó chắc vô rồi đó, giờ vô rồi đó mấy bà, vô rồi đó. Đây trời ơi mấy chị ơi, cái chân váy mấy chị ơi đẹp mê ly giùm em chưa? Rồi có đầm dập ly không chị? Đầm dập ly cái mẫu em đăng hình đó hả? Quần đang bao nhiêu vậy chị? Quần 115.000 em ơi, quần 115.000. Rồi mấy chị ơi cái nơi mới thiệt sự luôn mấy bà, nó đẹp. Mấy chị ơi, mấy chị nhìn cái nơ của nó đó mấy chị, nó đỉnh dễ sợ không? Nó đỉnh dễ sợ đỉnh chứ mấy bà ơi, đây nè. Trời ơi. Em mới thiệt sự luôn, cái set này mấy bà ơi, không mua là tiếc hùi hụi cho mấy bà, tiếc hùi hụi giùm em luôn. Nè cái chân váy nè. Sỉ mẫu này 102.000 lận mấy bà, lẻ 105.000. Lẻ là 115.000 một set giùm em ha, đẹp mê ly luôn. Chị bà Nguyễn Duyên lấy màu nào vậy, chốt màu giùm em. Cái này em có set màu vàng mấy chị ơi. Màu vàng ha. Màu đen. Và màu nude giùm em. Vàng đen nu nha mọi người nha, vàng đen với lại nu giùm em luôn á chị. Trời ơi cái set này đẹp dữ quá à. Thiệt luôn mấy bà, màu trắng, màu đen với màu nu. Cái form này nhà em là 58kg độ về mặt vừa đó chế. Đây. Cái này mấy chị chốt giùm em là màu trắng nè. Trời ơi nó đẹp gì đó sợ luôn. Ôi ơi má ơi. Một quần jean đen nha chị, ok cho đào thời gia bảo 115 nè. Quần đang mặc còn cái màu xanh giùm em thôi mấy chị, còn cái màu xanh giùm em thôi. Rồi đây mấy bà ơi, trời ơi nó thật sự luôn, nó quá dễ thương luôn. Má ơi nè, cái chân vẫy nè mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Ok bà Tiên La set này có 3 set cho bà luôn, có màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng và lại màu vàng, màu nu giùm em mấy bà ơi, 4 màu giùm em nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn cả nhà, quá đẹp luôn á. Sỉ 102. Lẻ là 115.000 một set giùm em mấy chế. Bây giờ em sẽ lên form cái set này cho bà nha. Màu nào cũng cưng hết, em nói thiệt sự luôn. Màu nào cũng đẹp hết trơn, trời á. Áo em đang mặc còn hàng với bà chị nha. Rồi chấm bài và chia sẻ livestream giùm em. Cái này bên trong nó có lót quần cho mấy chị ha. Hàng này xịn vô đổi luôn. Bà Duyên Lê bà lấy màu gì vậy? Chốt lại màu giùm em nha. Đợi chút xíu em lên cái form cho mấy chị ơi. Em lên cái form cho hàng cao cấp, em lên cái form cho mấy chị tự tin chị lấy. Khách nhà em tội nghiệp lắm. Các bạn mua hàng của bà sợ không à? Cái nơ nó màu gì cho mọi người nha, là cái chân váy nó sẽ cái màu đỏ cho mọi người luôn. Nói chung là cái rất là đẹp nha mấy chị. Ủa cái đẹp quá à mấy chị ơi, cái set này mà ai không lấy là tiếc thì lắm, tiếc mày mới thiệt luôn á. Trời cái vải của nó mềm nha mấy chị, đẹp nha mấy chị, nhìn cái cục hàng của nó thấy không, rất là dày dặn giùm em luôn. Em có thể cái này nó đẹp tới từng cái nơ nha mọi người. Thì cái set này đẹp quá trời đẹp luôn, sang quá trời sang chị ơi, quá trời đỉnh cao luôn. Trời ơi thiệt sự cái set này nó quá trời đỉnh cao mọi người ơi nè. Trời ơi bây giờ chị lên nè em ơi, bây giờ chị la cái set này mà tới thiệt luôn, chị mà bán mà ế cái set này là thiệt có thiệt luôn á, chị nghĩ cho nó khỏe luôn á. Má giờ mới vô được không mà, bây giờ nãy giờ ai cũng comment bây giờ mới vô được không nè. Trời chán ghê không, chán ghê không, chắc tôi sắp chết chuyến này mấy bà ơi. Dễ thương chưa, 115.000 giùm em mấy chị,
Nhìn cái màu nè, nhìn cái nơ đi. Nhìn cái nơ đi mấy bà ơi, nhìn một phát là biết đỉnh của em liền. Nhìn một phát giùm em đi mấy bà ơi, đẹp xuất sắc liền giùm em nha. Có 115.000 một set thôi. Em nói thật sự luôn, mua cái set này là không có uổng 1.000 nào hết nha. Đây, cái form này tầm cho em là 45 cho tới 56, 57 kg để mình mang vừa giúp em ha. Cái áo thì em không nói đâu mấy bà, cái chân váy em sợ đó mấy chị nè. Chị nào mà bự con quá thì làm ơn mình về mình chích eo nhẹ giùm em một cái là ok hết luôn nha. Đỉnh của đỉnh luôn, em nói thật sự luôn. Nhìn cái nơ áo đi mọi người ơi, nó quá là đẹp giùm em luôn mấy chị. Bắt đầu em lên màu, em đang mặc mấy chị chốt giùm em là màu vàng. Đang mặc chốt giùm em là màu vàng ha. Rồi em sẽ chốt theo cái màu chân váy mọi người ơi, em chốt theo cái màu chân váy cho mấy chị nha. Em đang mặc mấy chị chốt giùm em là màu vàng giùm em. Cái này là mấy chị, màu này giùm em, màu đen Thanh à. Kẹp lên lấy móc kẹp lên nhanh. Màu đen giùm em mấy chị. Trời ơi, mới thực sự luôn, set này quá xuất sắc luôn nha. Màu vàng, màu đen. Đây, cái nó là màu trắng đấy Thanh ơi. Cái đó là màu trắng đi. Màu vàng mấy chị ơi, màu trắng giùm em nè. Cái này mấy chị nguyên một set đen luôn. Nguyên một set áo đen chân váy đen luôn nha. Rồi, set đen, áo đen chân váy đen giùm em luôn. Với lại màu nâu mấy bà. Có 4 màu em mới thật sự luôn. 115.000 một set giùm em. Đẹp vô đối luôn, em mới thật sự nhận hàng về cho em. Không đẹp em không lấy tiền nha. Không đẹp em không lấy tiền cái set này cho bà gái của em luôn. 115.000 đẹp kinh khủng khiếp giùm em. Đẹp kinh khủng khiếp, mấy chị coi cái màu nút này mấy bà ơi, nó quá dễ thương luôn. Đây mấy chị, em sợ em lên cái chân váy trắng mấy chị khó mang, em lên luôn cái chân váy màu kèm cho mấy bà chị luôn. Mấy bà chị biết nó đỉnh cỡ nào, em mới thật sự luôn á. Thương vụ cái set nâu em chốt nè, quá đẹp quá đỉnh giùm em luôn mấy chị ơi. Phải mua cái set này giùm em, phải mua cái set này về mà mang cho nó đẹp nha cả nhà nha. Đẹp quá giùm em luôn. Rồi ok, bà Trần Duyên nó set đen, thương vụ cái set nâu nè. Trần Duyên nó set nguyên set đen luôn đúng không? Nè ok nè, Trần Duy nó xách đen nè, ok nè. Em thật sự luôn, có 115.000 quá trời rẻ mấy chị, mà nó đẹp mê ly giùm em nha. Đẹp mê ly giùm em luôn, áo trắng chân váy đen nha mấy chị. Áo trắng là chân váy đen giùm em luôn mấy bà ơi, nó quá dễ thương luôn mọi người. Đẹp quá, em mới thiệt mê. 30 trắng hả em ơi nè. 30 trắng nè. Trời ơi, có 3 màu mà nó còn lửa nữa bá ơi. Ok la, cái set này đẹp quá mấy chị ơi, mới thiệt sự luôn nè. Các bạn không lấy bà tí cán chịu luôn, hàng quá đẹp giùm em luôn. Vàng cho Nga Suka nè, vàng cho Nga Suka, xếp vàng chị đổ quê nè. Quá đẹp quá đẹp, quá đẹp quá dễ thương mấy chị ơi. Chốt màu giùm em đi cả nhà ơi, màu kèm xuyên thỏ giùm em luôn. Đang mặc luôn anh. Ok luôn nè. Rồi ok, cho em coi xếp trắng đây gái ơi. Trắng nè em, trắng là chân váy đen thôi khách ơi. Trắng là chân váy đen giùm em, đen là chân váy đen luôn. Trắng là chân váy đen, đen là chân váy đen. Nói chung là chân váy rất là dễ mang mọi người ha. Chân váy rất là dễ mang giùm em luôn mấy chị. Và nu, màu nu, chân váy nu giùm em. Set vàng em hết rồi phải không? Vàng vàng anh. Vàng còn một set giùm em nè. Cho chị Candy Baby nè, ok luôn. Rồi, thiếu màu gì vậy? Màu trắng đúng không? Nè. Ok nè. Màu đen cho chị Ngọc Suri. Màu đen chị Ngọc Suri có 115.000 set rồi mấy chị ơi. Quá rẻ, quá đẹp luôn. 115.000 Ngọc Suri nè, ok nè. Nguyễn Thị Yến Vy lấy xích đen nè. Ok em yêu luôn, vàng em hết mọi người. Em còn một cái nu nữa thôi. Màu nu giùm em nha mọi người. Nói chung là thật sự cái set này mấy chị ơi, đáng đồng tiền bát gạo mấy chị ơi. Không mua là tiếc, gán chịu luôn mấy chị. Mấy chị nhìn cái nơ của em nè mọi người, may nó định ghê không. Trời ơi mấy chị, cái này mấy chị ơi, mặc Tết tư lễ Tết đi chơi cho em là xỉu liền luôn. 48kg chị, ok em yêu. Đẹp lắm, Thanh kéo màu nu lên nữa. Quá đẹp cho em nha mấy bạn. Em lên màu lại liền luôn đây. Xinh xỉu giùm em mấy chị ơi, xinh xỉu nó thật sự luôn á. Đó là hồi đầu la phải lên cái này trước cho nó rạo rực rồi mấy bà. Màu trắng, màu đen và màu nu giùm em, trắng đen và nu nha. Quá dễ thương luôn mấy chị ơi, quá dễ thương giùm em luôn. Chốt màu kèm xinh thọ giùm em liền. Màu vàng em hết nha, màu vàng em hết. Đây, nguyên set đen. Cái này là màu trắng, chân váy màu đen giùm em luôn và màu nu chân váy màu nu mấy chị. Trời ơi, có 115.000 đẹp quá trời, đẹp sang quá trời sang thật sự luôn, ngoài sức tưởng tượng của em. Ngoài sức tưởng tượng của em luôn mọi người ơi. Em không ngờ nó đẹp như vậy luôn á mấy bà chị ơi. Coi cái vai áo của nó đi, quá trời xuất sắc trời may giùm em luôn cả nhà ơi. Đây, em bây giờ sẽ lên set màu đen nha. Em sẽ lên nguyên set màu đen này cho bà luôn. Rồi em còn nu trắng đen mấy chị ơi, 115.000 chốt liền giùm em cái set này luôn. Thật sự luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Đẹp hơn ở ngoài rất rất, đẹp hơn ở trong hình luôn á mọi người.
Em Phân trên like rất là nhiều luôn, quá dễ thương luôn nè, kéo xuống giùm cái coi trời. Cao quá không kéo được luôn. Mau kèm xuống thỏi giùm em nha cả nhà ơi, quá dễ thương em nó thiệt sự luôn. Set này em phải bán thôi, túi có bán không chế không em ơi. Túi đang về nha bà. Túi đang về, hiện tại đang về giùm em. Rồi có ba màu, đẹp quá à. Thiệt luôn, cái này không bán hết để luôn, để tới Tết bán luôn mọi người. Trời ơi mấy cái set này mấy chị ơi, mặc để Tết cho em là tiền luôn mấy bạn ơi, tại vì nó quá đẹp luôn á chị. Em thiệt sự là đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn á khách. Hồng Duyên Bùi, thấy cái gì vậy? Hồng Duyên Bùi ơi, đơn tủ chưa có nhận nè cái ơi. Hả? Mấy chị ơi, mấy chị đừng có chia sẻ lên nhóm kính nha. Mấy chị chia sẻ cho nhóm kính nó hắt clip của mình đó mọi người. Trời ơi, mới thiệt sự luôn, em ngại cái set này quá mấy chị ơi, em ngại cái set này quá mấy chị, tại vì nó quá đẹp luôn. Em ngại cái set này quá luôn mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chắc em chết thiệt sự luôn mấy chị ơi, nó quá đẹp giùm em luôn nha. Rồi ok nè, Thanh Em một trắng nè. Trời ơi, con hồ thì nghĩa nó không lấy trắng nó khùng mà mày ơi. Màu nu nè, màu nu cho chế nào đây. Màu nu cho chị Nguyễn Thúy nè. Nguyễn Thúy nè, ok luôn nè. 115.000 nè mấy chị, nó đẹp ghê hồn luôn. Em thật sự nó đẹp ghê hồn giùm em luôn á. Rồi em còn hai màu trắng đen nha. Ai nè, nhỏ người, lấy cho em xếp màu đen màu trắng này. Chân váy nó màu đen giùm em luôn. Còn chế nào mà bự mập mất mất mặt lên mình sợ, mình mặc quá mà, lấy cho em xếp màu đen luôn. Em nói thật sự mấy chị ơi, nhìn cái nơ của nhà em đi. Thật sự em nói thật sự là cái set này là đỉnh cao mấy chị nha, đỉnh cao giùm em luôn, đỉnh cao nha, chốt giùm em liền luôn. Set chị mặc ok, set em mặc ok chị xăm xăm trần. Đẹp quá à. Em thật sự luôn, có 115.000 mấy chị, em còn có vài set em hết hàng luôn. 115.000 giùm em. Sang chị sợ không? Thôi coi nè mấy bà ơi, quá chị đỉnh cao rồi, quá chị đỉnh cao rồi mấy chị. Màu đen màu trắng giùm em ha. Đen trắng em còn đúng hai màu, cuối cùng 115. Trời ơi mới thiệt luôn. Set 57kg vừa chứ ơi. Trời ơi cái set đẹp quá mấy chị ơi, có 115.000 nè, trời không biết. Em thật sự không biết ai chỗ nào mà bán cái set này 115.000 luôn mấy chị. Quá đẹp luôn khách ơi, quá dễ thương giùm em luôn nha. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em liền tay mấy bà ơi, quá đẹp luôn. Ôi coi nè mấy chị, dễ thương gì đâu luôn mấy bà ơi, dễ thương gì đâu luôn. Ôi cái nơ của nó quá đẹp luôn. Chưa đồ bộ chị chưa có lên em ơi. Đồ bộ bên đây còn pyjama thôi nha. Không gái ơi, bọn này chị không có bán cái này phải bán người kia nữa, mà đợi hàng về đi chị bán luôn một lần nha. Túi 79.000 mấy chị, mà hàng đang về em chưa có bán được đâu mấy bà ơi. Hai ba bữa nữa hàng về tới nơi thì mấy bà em bán luôn một lần. Chứ bây giờ bán cái này không bán người kia mất công lắm. Tại vì khách ai cũng quen hết mấy bà ơi ha. Ai cũng là khách quen vậy hết trơn trời ấy, bây giờ bán chị này mà không bán chị kia thì nó kỳ mấy bà ơi nha. Rồi ok. Hồng Duyên Bùi nhận hàng đi gái yêu, rồi nhắn tin cho chị nha, chị đi hàng cho nha gái yêu ơi. Rồi ok giùm em luôn. Set nu trắng đen hai màu, em còn có 4 set cuối cùng. Set này bán còn 4 set nè. Hàng đẹp bữa nay bán còn 4 set là thấy biết rồi đó. Ok Ngọc Quỳnh một set trắng ok em. Thì set này hôm nay bán còn 4 set là biết rồi đó. Biết là hôm nay làm sao rồi đó. Nhưng mà đẹp mấy chị, thích quá à. Set này mặc sang ghê luôn, chắc em giữ set này mặc quá mọi người, đẹp quá. Rồi còn hai màu giùm em nha, trắng đen. Trời ơi sang dễ sợ luôn, 115.000 giùm em à. Trời ơi mới thiệt sự mê ly luôn mấy chị ơi. Mê ly luôn. Rồi ai lấy set nữa chút set giùm em nha. Trời ơi có cái nơ này mấy chị nè, may đẹp ghê luôn á, bự chà bảy luôn. Còn hai set cuối ai lấy chút em kèm số điện thoại giùm em luôn ha. Rồi áo chị đem xíu đi nha mọi người nha, áo đem tí xíu luôn nè, lên lại giống như cái mã áo này luôn. Phi size hả chị? Phi size 45 cho tới 58 ôi lộn, như ta 56-57kg. Phi size từ 45 cho tới 56-57kg giùm em. Rồi em lên lại cái mã áo này giùm em luôn nha. Áo này hôm bữa về hàng rồi nè, mà chưa có mà chưa có được kiểu là chốt xong có đỡ tức cái nư mấy bà ơi, đẹp mê ly giùm em luôn. Xuất sắc chưa? Này mặc bẹt vai được, lên tay được cho em nha. 55.000 một áo em, màu nu, màu xanh, màu đen, màu trắng và màu hồng. Nu xanh trắng đen hồng. Mẫu này hôm trước ai chưa có phải chốt liền cho em liền mấy chị. Đây mấy bà ơi. Cái này nha mấy bà. Thì mấy chị thấy không? Cái màu hồng mấy bà, màu hồng màu trắng mấy chị thường thường mấy chị hay có sợ mỏng không nha. Tại vì nhà em làm nè. Màu trắng em làm hai lớp cho mấy bà chế đàng hoàng luôn. Màu trắng, màu đen làm hai lớp cho mấy chị đàng hoàng. Không có bị mỏng nha. Không có hề bị mỏng cho bà luôn. Hàng hai lớp cho em luôn, cực kỳ xịn sò cho bà luôn nha. Mẫu này cho em 55.000 một áo. Nói chung là cái màu nào cũng lên hai lớp hết trơn á.
riêng cái phần ngay chỗ cái phần ngực của mọi người nào lên hai lớp luôn, mà có 55.000 một áo thiệt sự luôn. Cái áo này em không tin vào mắt mình là giá quá quá rẻ mấy chị. Cái tay của nó mấy chị nè, cái chất của nó là hàng tơ kiến cho em ha. 55 cân đổ về mặt đẹp, 55 cân đổ về mặt đẹp giùm em nha. Bà Tiên La lấy ba áo mà ok cho bà Tiên La nè. Tiên La ba áo nè, màu quất rất là dễ thương luôn, ai thích màu nào mình chốt màu giùm em luôn, em thật sự luôn. Sỉ có 38 lẻ có 55 ngàn một cái mấy chị ơi. Hàng này áo hot hot xịn sò giùm em luôn nha. Hàng chất tơ kiến mặc lên thích lắm mấy chị, thực sự rất là thích luôn. Lên chung lại chân váy này cho em. Út Nguyễn ba có xanh là ok cho Út Nguyễn nè. 1 2 thêm cái nu này cho bà Tiên La nè. Út Nguyễn ba có xanh là ok cho Út Nguyễn nè, quá dễ thương luôn. Rồi lên màu kèm thân hỏi giùm em liền tay mấy chị ơi. Em có thực sự luôn, màu nào cũng cân hết trơn trời. Và hàng này là mê mệt giùm em nha khách nha. Hàng này là mê mệt cho em luôn mấy chị ơi. Form nó đẹp lắm mấy chị, màu nó rất là xuất sắc luôn. Đây, màu đen, màu xanh, màu hồng, màu nâu với lại màu trắng. Màu trắng nó thật sự luôn, lên nó quần jean mấy chị ơi, đỉnh cao luôn nha mấy bà nha. Rồi áo này em mình báo chị có chưa? Chưa chị ơi, Kinh đi Big Big có chưa? Có rồi chị ơi, em có chưa rồi chị, em có chưa rồi. 55.000 mấy chị, đẹp mê giùm em luôn mấy bà ơi. Cái chất vải mọi người ơi, hàng tơ ký giùm em. Xem đang mặc từ 45 đến 56 57 ký mặc vừa giùm em nha tình yêu nha. Đẹp quá à. Set này em còn hai màu nha. Em có hai màu đen với trắng thôi. Em còn có hai set cuối cùng. Hai set cuối cùng giùm em luôn, 115.000 một set, đẹp xuất sắc trời mây. Đẹp xuất sắc trời mây giùm em mấy chị. Cái nơ quá đỉnh luôn. Rồi, ok. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em liền tay mấy bà ơi. Em còn có mấy cái không mấy chị? Đẹp lắm. Quá xuất sắc. Thêm một cái màu trắng cho Út Nguyễn nè. Xinh quá luôn. Xinh quá, đẹp quá, đỉnh quá luôn các bà ơi. Rồi lên màu giùm em. Anh rồi trắng xanh đen nu hồng, trắng xanh đen nu hồng giùm em nha. Trắng xanh đen nu hồng mấy chị ơi, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Mấy chị có 5 màu như thế này thôi, đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy bà có muốn coi mặc lại thì lát hồi nó coi lại cái like cũ giùm em nha. Đã nè, nếu em like rồi em mặc rồi mấy chị. Rồi 55.000 một áo giùm em luôn, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em. Rồi qua tiếp mẫu giùm em. Trời ơi, set này còn hai set là xuất sắc ghê không. Đang mấy chị đợi em tí nha, nó bụng con xanh rồi. Rồi lên áo vậy. Xếp để em xíu nha mấy bà nha, rồi em lên đồ bộ cho. Em lên cái áo rồi xong đi em lên đồ bộ tiếp cho. Áo Adidas. Ấy nó nghe nè mấy bà, cái áo Adidas này mấy chị mặc chung với cái quần hồi nãy là hết sạch vô 7 luôn á. Áo hồng chị bé vui nè. Áo hồng chị bé vui chốt nè, quá đẹp quá à. Áo này dễ thương lắm mấy chị ơi, có 55.000 à mấy chế, mặc sướng lắm luôn nha mọi người. Mặc em thật sự là sướng lắm luôn á. Trời ơi. Adidas dáng dài mấy chị ơi. Adidas dáng dài luôn mấy chị, đẹp ghê không? Trời ơi Adidas mấy chị ơi, cái hàng Watson mấy bà ơi, đẹp mê ly giùm em luôn. Nha. Áo này giùm em mấy bà, xỉ là 40 và lẻ, mẫu này cho em luôn là 55.000 dáng dài nha các chế. Mặc rất là đẹp luôn mấy chị, màu nè mọi người. Bên này có màu xanh lê ong nữa nè. Đây có màu xanh lê ong nữa, vàng xanh trắng đỏ đen, vàng xanh trắng đỏ đen giùm em. Ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em, kèm em số điện thoại luôn. Áo Adidas trắng cho Hùng, cho chị Huỳnh Vĩnh Phúc em chốt nè. 55.000 Huỳnh Vĩnh Phúc, 55.000 rất là đẹp mấy chị. Cái chất này là bô zip nguyên cây nha, bô zip nguyên cây mà là dáng dài giùm em luôn ha, rất là xịn sò luôn. Mẫu này lên chung chị đẹp mấy bạn. Quần ngố quần jean cho em đẹp mê ly. Lên một ri không xanh. Trời ơi con này nó sao ta. 8, 9 nè, 10 nè. Ok. Út Nguyễn lấy ba áo có xanh nè. Cái này phải lấy màu xanh mấy bà ơi. Màu xanh đẹp lắm mấy chị ơi. Màu xanh là đỉnh cao của chất lượng giùm em luôn nha. Xanh đẹp kiểu. Xanh có mấy cái, một ri nó còn cái một rồi mọi người. Một ri nó có được một cái một thôi. Ok. Ai dùng đơn nha, ai báo em tí mấy chị ơi. Để em biết đường nha mọi người nha. Ai Huỳnh chê chưa có số điện thoại nhà em nè, chị Huỳnh Vĩnh Phúc ơi. Sao vậy? Ok, lấy xanh luôn chị, ok Huỳnh Vĩnh Phúc. Huỳnh chê chưa có số điện thoại nè, gái ơi lên thông tin giùm em liền. Lên thông tin giùm em liền nha, cục cưng ơi. Nè ok nè. Rồi, lên màu với chị. Rồi, mới thiệt luôn, áo này dễ thương lắm. Cái áo này mấy chị thấy không, vô hàng bịch cho mấy bà chế đàng hoàng, biết hàng đẹp rồi đó mấy bà ơi. Hàng xuất sắc giùm em luôn. Cái gì con? Trời ơi, màu vàng nè. Vàng quá dễ thương quá chị ơi. Trời ơi.
áo này lên chung với lại cái quần bét ghi giùm em. Quần bét ghi này em còn cái size L nha mọi người nha. Size L giùm em mấy chị, 115.000 một quần. Size L 115.000 một quần giùm em. Áo vàng, đen, đỏ, trắng, màu nào cũng cưng hết trơn á trời á. Áo thật sự là màu nào cũng cưng luôn. Màu đen nè, xuất sắc chưa. Màu đỏ mấy chị ơi, Tết Tư mặc cho em luôn là hết tại quà bảy luôn. Sao nó thấy bụng rồi, nó thấy ị, sao nó thấy bụng rồi đó. Màu đỏ, màu đen, màu trắng. Đây nha, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn các chị. Rồi hiện tại màu này em còn 4 màu. Bây giờ em sẽ lên form cho bà luôn. Xem em đang mang là còn được 2 màu nha. Đen với lại trắng đằng sau lưng giùm em luôn các chị ơi. Set nơ, set nơ còn 2 màu đen trắng giúp em luôn. Nè Thanh kéo thương chị nha. Lấy em đỏ trần nhật thôi ok em. Trời áo này dễ thương lắm các chị ơi. Em nói thiệt luôn á. Này treo lên luôn. Xếp lên cái phong áo đó bà trẻ. Trời ơi, lên màu vàng luôn nè. Màu vàng cho rạng rồi, chói lóa mấy bà ơi. Hai mấy chị, cái áo của nó là nó thiệt luôn á. Mấy buổi trước em về là dáng ngắn không à. Nhiều bà nói ừ sao về dáng ngắn không mà khó mang khó bận mấy chị. Đợt này em về cho bà trẻ dáng dài ha. Mình lên phong cho dễ mang dễ bận giùm em luôn nè mấy bà ơi. Rồi lên màu giùm em mấy chị. Vàng nè, trời ơi cái màu trắng em thiệt luôn. Cái hàng quát thì mặc sướng lắm luôn á. Ốp là chim ở đây luôn quá. Chứ bán mẫu nào cũng còn ế hai ba cái hoài luôn rồi trời. Trắng, vàng, đỏ, đen giùm em nha. Trắng, vàng, đỏ, đen mấy chị ơi. Ai lấy mẫu nào mình chốt màu giùm em luôn mấy chị. Thì dễ thương lắm. Vàng còn cái mấy chị. Vàng còn luôn. Nè màu đen nè. Mặt chất chưa. Chất chơi người dơ dễ sợ không. Lên nãy giờ không được 7-80 người luôn á. Like hoài mai mệt quá. Màu trắng, màu đỏ, quần riêng chỉ còn cái size L, một cái duy nhất size L giùm chị luôn, rất là đẹp luôn đó. Ai lấy quần chốt em luôn nha mọi người nha, L giùm em luôn. Mì thi lấy 4 áo nè. À, đẹp quá trời đẹp luôn, trời ơi tao tức đó bay ơi. Quần 115.000, áo 55.000 giùm em. Quần 115, áo 55. Rồi ok, Linh Trần lấy áo vàng trắng, Trần Nhật áo đỏ nè. Rồi vàng đỏ trắng đen mấy chị ơi, còn có mấy cái hết hàng mấy chị. Làm ơn làm phước mua giùm em một mẫu cho nó hết sạch đình xanh coi trời. Nãy giờ em like không có mẫu nào đứt luôn á trời. Về ít cũng ế mà về nhiều cũng ế gì kỳ vậy. Đây mấy bà 55.000 nha. Trời ơi thì cái áo này mặc sướng lắm. Coi nè, bao nhiêu ký mặc cũng được hết. Giá là dáng áo dài giùm em ha. Lên cái form quá trời đỉnh cao luôn. Xinh quá trời mấy bà ơi. Đây em cái đỏ cho hình Vĩnh Phúc luôn nè. Ok. Rồi em còn trắng còn đen với lại còn vàng, ba màu đỏ hết nha mấy bà. Áo quá đẹp luôn. Áo cho bé Phương, hình Vĩnh Phúc. Áo giấy cổ tim đi chị. Áo giấy cổ tim là mã nào ta? Em chưa có lên chứ ơi, đợi chút đi chế. Giờ mà hàng ế vậy làm biến lên quá. Rồi trắng đen vàng giùm em. Đưa cái trắng lại giùm Trang đi. Ok, lấy cái vàng đang mặc cho Trần Nhật Thơ. Còn trắng đen hai màu. Còn trắng đen hai màu giùm em. Lên màu đen nha mấy bà nha. Lên màu đen đi. Màu đen nè, đen cho chị Ngọc Suri còn cái trắng. Còn một cái trắng cuối cùng và cúng cùi giùm em đấy bà ơi. Trắng cúng cùi và cuối cùng giùm em mấy chế. Trời ơi, nãy giờ cũng được một mẫu. Gần hết, xém hết. Một cái màu trắng cuối cùng của chị Duyên Đặng. Trời ơi mừng quá. Một mẫu đầu tiên trong cái livestream này được hết. Má ơi. Rinh một nút hết hàng rồi gái ơi. Rinh một nút hết hàng nha. Quá đẹp luôn á chị ơi. Đẹp ha. Quần này em còn có một cái một size L giùm em mà hết hàng luôn mấy chị. 105.000. Ờ 115.000 giùm em. Xếp giả chiếu lên gái ơi, xếp giả chiếu lên nha. Rồi đây mấy chị. Quá đẹp luôn. Chân váy nào này em có like nè mấy chị nha. Mẫu này nhà em có size mấy chị, sỉ là 40 lẻ là 55.000 một size, một quần một chân váy giùm em. Cái này là bên trong là cái quần và bên ngoài là cái chân váy mấy chị, nó hơi nhú nhẹ như thế này nha mọi người. Mọi người mặc lên phong nó ôm sát dáng giùm em luôn, siêu xinh nha giùm em luôn ha. Mẫu này nhà em là 55.000.
55.000 một chân váy. Em có size mấy chị S, M và L. Và có hai màu giùm em luôn mấy chị ha. Đen và trắng giùm em mọi người ơi. Đen và trắng giùm em luôn. Ai lấy chân váy size nào mình chốt size, chốt màu, chốt size kèm số điện thoại giùm em luôn. Chân váy này lên cái form mình nhìn một phát là biết đẹp liền. Xinh xịn liền giùm em liền ha. Nút bọc mấy chị phối hai cái túi giả. Rất là xinh luôn ha. Làm hai cái túi cho vui thôi, không đựng những gì hết. Màu trắng đẹp xỉu nha. Rồi mấy chị. Mẫu này mấy bà mang chúng lại cái chân váy trắng giùm em. Trời ơi tôi nói thiệt luôn, công chúa hiện hình mấy bà ơi, đẹp lắm, dễ thương lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ lên thử cho mấy chị có cái set này nha, đẹp cực kỳ luôn. Tức quá cái áo mà vẫn không được xỉu luôn á. Lên bộ tiểu thư đi chị, bộ tiểu thư đợi chút xíu chị chú lên một em thôi. Bộ tiểu thư chị hết hàng rồi, bộ tiểu thư mà eo quỳ chị hết hàng rồi nha. Bây giờ chị còn chỉ có pyjama thôi, chỉ có pyjama thôi nha gái ơi. Đợi em tí xíu đi mọi người ơi. Ôi quên quên, trả lại trả lại. Trời ơi, trong cái này đẹp mê luôn khách ơi. Em lên pyjama mấy chị ơi, bộ tiểu thư em hết rồi mấy chị. Bộ tiểu thư em còn có hai mẫu giá cao thôi. Còn cái hàng giá rẻ em hết hàng rồi nha. Báo trước cho mấy chị, cho mấy chị hụt hận. Đẹp quá, cái áo này dễ thương gần chết. Có đồ bộ tiểu thư không chị? Có đồ bộ tiểu thư nhưng mà hàng giá cao nha. Hàng trái dâu nè. Trời ơi, thiệt luôn á trời, cái này mà bán không được tức dễ sợ. Tức dễ sợ. Trời ơi mấy chị ơi, lấy giùm em mấy chị 55.000. Tao nói thiệt luôn, cái này mà mặc lễ Tết mấy bà ơi. Ai lại mình chiếc này đi mọi người. Không ai lại mình nha các bác nha. Siêu dễ thương cho em nha các bác ơi. Trời ơi, bộ tiểu thư có nhiều giá lắm bà ơi. Bộ này 105.000 giùm em là còn vài bộ thôi. Cái bộ này là bộ về thêm cho khách á. Tại vì em bộ em về mà em không có đủ hàng. Em về thêm em chia cho khách, còn mua lại vài bộ cho mọi người nha. 105.000 một bộ giùm em luôn, siêu đẹp. Bộ này là em nói thật sự luôn là đỉnh cao luôn á. Mọi người ơi, đẹp rõa luôn. Em Vân chân váy em mờ luôn, ok cho em Vân. Chân váy trắng là đẹp lắm mấy chị. Mặc lên là tao nói là nhức nhói con tim tái tê tuyệt tình. Bộ tiểu thư 105.000 bộ em nè, em lên cái bộ trái dâu củ cà rốt cho mấy chị. Ok, cà rốt hồng cho chị Kiều Vy. Cà rốt hồng chị Kiều Vy nè, đây bộ mới nè. Cà rốt hồng cho Kiều Vy nè, ok nè. Em có cà rốt vàng. Cà rốt vàng, cà rốt hồng á chị. Pyjama có hàng em. Quần sọt đi trang, quần sọt phải chế đệm tí xíu luôn. Cà rốt vàng nè cho chị red nail tay linh, tay ninh nè, ok chiêu nè. Vàng hồng giùm em ha, vàng hồng giúp em chị ơi, hai màu à, dễ thương lắm. Có 105.000 bộ thôi nha. Bijumi cà rốt vàng. Rồi ok, Huỳnh Vĩnh Phúc lấy cà rốt hồng. Bộ em đang cầm cho chị Như Khánh, 105. Set trắng đen ngoài sau là gì vậy Trang, chỗ set nơ chứ đẹp lắm, còn có hai set cuối cùng luôn. Nè chị, 105.000, cái set chân váy nha. Chân váy và lại áo giùm em luôn, rất là đẹp luôn tình yêu ơi. Chân váy trắng, chân váy thì một màu đen, áo nó có hai màu trắng đen giùm em 52kg vừa không, bao vừa em ơi. Lê mơ bộ này có chưa chùa cho em rồi sao á, có chùa chưa? Ủa chùa rồi Phật mà. Nè còn một bộ à, Như Như một bộ hồng rồi, ra cho chị xin thông tin luôn Như Như ơi. Một bộ hồng chị xin thông tin luôn em yêu. Một bộ hồng cho chị xin thông tin luôn nè. Như Như nè, ok nè. Trời ơi cáo tôi đang mang đẹp quá trời luôn. Bao nhiêu ký vừa, dạ cái form nó tầm như ta 45 cho tới 50, 55, 56 kg rồi đó chế ơi. Cỡ đó vừa giùm em nha. Còn cao hơn thì không có vừa nữa chứ. Rồi lên trên cái mã này luôn các bà ơi. Cái đó có 1 ly rồi hả? 2 ly mà đúng không? Rồi đây mấy chị, em về cái bộ pyjama nè. Bữa nay pyjama này giá rẻ lắm nha. Bữa nay pyjama này giá rất là rẻ nha mấy chị nha. Thị mẫu này cho em là chỉ có 48.000 thôi, tay ngắn. Cho em xem vàng tiểu thư hết rồi em ơi. Huỳnh Vĩnh Phúc chị hết rồi em nè. Ảnh cái gì ta, bé Phương nè, bé Phương một ri nè. Trời ơi cái bộ này nó thật sự luôn, ở đây về chứ nó rất là dễ thương mấy chị ơi, nó dễ thương lạ lùng giùm em luôn mà rẻ nữa mấy chị. Rồi lẻ mẫu này cho em có 59.000 bộ hả? Ủa xị 48 lẻ 65 hả? 59.000 đi mấy bà, 59.000 một bộ luôn. Rồi bán tương tác luôn mọi người ơi, bán bộ này lấy tương tác giùm em luôn, quá đẹp luôn mấy chị ơi. 60kg mặc vừa giùm em, cái này là chất hàng lụa hàng châu ha, lụa hàng châu giùm em luôn, rất là đẹp. Đây
Trời ơi coi nè mấy bà viền nè, xuất sắc luôn. Quần giùm em mấy chị ơi, 60kg mặc bao dừa luôn ha. 5 bộ cho Hạnh lên nè, đẹp quá. Rồi ok, áo chị mặc nu đen cho Nhi Dương ok em. 55.000 Nhi Dương hai màu nè. Hạnh lên đấy 5 bộ nè, màu của nó dễ dễ thương cực kỳ. Với cái màu dễ thương lắm. 1, 2, 3, 4, 5 bộ cho Hạnh lên nè. Bữa nay về màu đẹp lắm. Rinh một nút hết hàng em ơi, rinh một nút hết hàng giùm chị. Rồi em có màu mấy chị ơi. À, Kiều Vy chừa em chưa? Mẫu nào vậy Kiều Vy, em nói chị mẫu nào mà chừa vậy bé ơi, em lên màu mấy bà ơi. Áo đang mặc em còn, Vũ Thị Trang ơi, áo này về nhiều lắm, áo này em về cả 100 cái lận. Đây mọi người, em có Gucci nè, tại vì cái này nó rất là đẹp, cái nó thật luôn. Mấy bà nhận hàng dễ bà sẽ rất là ghiền luôn cái áo này của em. Cái này mấy chị có thể mặc lên tay được nè, mặc bẹt vai được luôn. Nói chung là do mình thôi, thích mặc sao mặc vậy giùm em luôn. Mặc chung với lại chân váy của em đó là hết bài luôn. Rồi mấy chị ơi, màu rất là dễ thương luôn. Đây ha, bộ đủ màu cho em ri nè bé ơi. Nói chung là màu nè, dễ thương không? Ha. Trời ơi, nói chung là đủ hình hết trơn. Trời ơi, bữa nay màu đẹp quá trời. Thật sự bữa nay màu đẹp quá trời mấy chị ơi, không mua tiếc quá. Bộ pyjama chị đang cầm cho chị Nga Nguyễn ok. Tiểu thư ác á hả? Kiều My lấy cái gì vậy em ơi? Bé Phương 6 bộ cho em, bộ chị cầm hết. Bộ chị cầm trong ri của em có rồi đó bé. Bộ chị cầm trong ri em có rồi đó. Bộ chị cầm là trong ri của em có đó bé, yêu yên tâm đi. Bé Phương, trời chị quan cho từng ri rồi Phương ơi. Ê, lấy lại giùm em coi. Lấy trong Phương 6 bộ cho bảo ơi. Lấy Phương 6 bộ thôi. Nè một bộ cầm nè. Cho ai đây? Nga Nguyễn, Nga Nguyễn. Em đâu? Em có bộ dâu không chị? Bộ dâu có cho em rồi, bộ chị có chùa cho em rồi. Áo đang mặc 5 cho Vũ Thị Trang. Áo mặc 5 cho Vũ Thị Trang nè, ok nè. Gucci nha chị. Đúng rồi, Gucci đó gái ơi. Rồi em còn vàng gấu mấy chị ơi. Vàng gấu nè. Áo chị mặc có màu không? Có nhiều màu lấy em ơi. Tiểu thư á hồng. Tiểu thư hả? Tiểu thư mẫu nào trời? Em đợi chút xíu nha gái ơi, đợi chút xíu giùm chị nha. Ủa Trang, Trang quăng cho Lemon ri chưa? Nè cho Lemon ri nè. Lemon một ri. Như Như lên thông tin giùm em, Như Như ơi, quăng bộ đó. Hồi nãy em quăng cho bé Phương mà sao anh ghi Lemon? Vô đây, năm bộ cho bé Phương đi. Đây. Cái đó của Hạnh Lê, cái đó của Lê Mơ. Anh đưa cái thi đó cho em. Ok, gái đợi chút xíu chị lên lại màu cho nha. Gì đây? Chừa em một ri rồi hả chị? Ừ, chị chừa một ri rồi. Chị chừa một ri cho em rồi nè. Chị chừa cho em luôn đi nha. Rồi cái bộ này em còn có 3 bộ cuối mấy chị ơi, 3 bộ cuối hết hàng giùm em luôn. Rồi nãy giờ cà rốt hồng chị ok rồi mà. Kiều Vy có rồi em, ok rồi là có rồi đó em. Ok rồi là có rồi đó bé yêu ơi nha. Rồi mấy chị ơi dễ thương lắm, mấy thiệt luôn nè mấy bà. Màu xanh nè, to men jerry nó rất là đẹp mấy chị ơi. Có 59.000 bộ mấy bà. 59.000 giùm em nha mọi người. To men jerry như vô cái thông tin rồi kìa. To men jerry Hello Kitty hồng. Trời ơi Hello Kitty hồng này là xuất sắc luôn. Cái này là lụa hàng châu giùm em nha mấy chị nha. Lụa hàng châu mọi người ơi, mặc sướng lắm. Mặc sướng cực kỳ giùm em luôn. Đây, đẹp ha. Trời ơi, má ơi. Ok, lụa hàng châu giùm em luôn. Rồi mấy chị, em lấy cái này sang sẽ lên sách giả cho bà luôn, đẹp lắm. Lụa hàng châu, mặc lên là nhức nhói giùm em luôn. Màu xanh nè. Rồi em còn một cái màu đen này nè mấy chị. Xanh cho Nguyễn Tuyền nè. Đây mấy chị, cái này mấy chị chốt giùm em nè. Màu Gucci đi mọi người, Gucci nha. Nguyễn Tuyền nay tôi có quần trơn một nút chị bà chưa bà ơi. Màu đó chưa có về kịp ơi. Đợi tôi 2-3 ngày nữa nha. Tom and Jerry nè, cho Nguyễn Tuyền nè. Bộ hồng cho chị Kim Ngọc nè. Rồi em còn một cái bộ này thôi mấy chị ơi, Gucci thôi hết hàng luôn. Cái màu này mặc sang lắm nè. Một bộ duy nhất giùm em luôn. Cái này là chầm màu chầm ha mọi người ha. Chị nào mặc mà ở nhà mà sợ trà lết quất xả lấy bộ này giùm em. Còn mấy chị nè, chốt em luôn ha. Hay là caro mấy chị ơi, caro hoặc là Gucci đều được nha. Caro hoặc là Gucci đều được giùm em luôn. Còn có một bộ một giùm em thôi. Caro hoặc là Gucci giùm em.
cái mẫu đó chị like ngày hôm qua đây em ơi, cái mẫu đó chị like ngày hôm qua rồi nha. Rồi áo em đang mang mấy bà ơi nè, có 5 màu giùm em thôi, rất là đẹp với chị. 55.000 một áo, màu nu em đang mang, màu nu, màu trắng, màu đen, màu xanh, màu hồng, nu, trắng, đen, xanh, hồng giùm em. Áo này chỉ có 55.000 cái à, đẹp lắm mấy chị, cái chất là hàng tơ kiến của loại 1 giùm em luôn, rất là xịn mấy bà. Hàng mấy chị coi nè ha, cái tay này may một lớp ha mấy chị. Caro cho chị Trần An, caro cho Trần An. Dạ đây, hàng bên trong nè mọi người, cái này nó sẽ may hai lớp và cái tay của nó là lên một lớp giùm em nha. Để mấy chị thấy không, hàng đẹp lắm mấy chị ơi, may rất là kỹ luôn mọi người thấy không. Đó, nếu như có thiệt sự 55.000 ta may một lớp đi ngang qua thôi mấy chị, không ai mà rảnh rỗi đó mấy bà ơi ha, mà may giống chị hai lớp như này thôi đâu mấy bà, mà hàng em may hai lớp luôn có 55.000 cái à, thiệt sự luôn, rất là đẹp luôn ha. Form này 55kg độ về, mang đẹp giùm em ha, muốn mặc đẹp thì 55kg độ về, còn chị nào mà 55kg mà cố tình mua là mặc gì không đẹp đừng nói em, nhưng mà tội nghiệp em nha. Rồi màu xanh quá trời xinh luôn, ai thích bánh bèo hốt cho em cái màu hồng này liền nha, hốt cho em cái màu hồng này liền. Màu đen, màu trắng, màu nâu, đây là ba cái màu căn bản mình về mình dễ phối đồ, mình dễ mang dễ bận nha. Rồi có 5 màu như thế này giùm em thôi, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh hết, quan trọng mình thích màu nào mấy chị. Nếu mà thích hai cái thì mua hai cái đi, tại vì cái này lâu lâu mới có hàng đẹp rẻ như vậy thôi mấy bà ơi, chứ không có, không phải lúc nào cũng có đâu nha mọi người nha. Rồi 55.000 một áo giùm em thôi, rất là dễ thương luôn, chốt liền giùm em liền kèm xin thoại. Trần Hàng đấy, Trần Hàng áo hồng ok tình yêu luôn, 55.000 mấy chị hai lớp nha, hàng hai lớp giùm em luôn, rất là xịn sò cho mấy bà gái của em luôn nha. Cái áo này em về 100 cái mấy chị, em còn có mười mấy cái em hết hàng rồi. Thêm áo màu đang mặc đủ màu luôn cho Vũ Thùy Trang, màu rất là xinh luôn. Ok, áo xanh chân váy đen em mời cho Kim Ngọc. Áo xanh nè, chân váy đen em mời cho Kim Ngọc luôn. Chân váy em đang mặc có 55.000 cả mấy chị, nguyên set này có 101.000 à. Em nói thật sự luôn, ra đường là quá rẻ luôn. Mà nó thiệt nó sang muốn chết con người luôn mấy bà ơi. Kim Ngọc áo xanh chân váy em mời nè. Cái này mấy chị không mua đâu mấy chị, tiếc lắm em nói thiệt luôn á. Tại vì cái phơm chân váy này nó quá đẹp mấy chị. Nó vừa có size ha, nó vừa có lót quần bên trong, mà cái lên vé nó còn đẹp nữa. Không ai làm lại em chiếc này luôn á. Em mờ nè. Rồi ok, Nguyễn Thoại Lão Nu nè. Nguyễn Thoại Lão Nu nè. Rin dài 3 nút có về không bà? Chưa có về mẫu đó bà ơi. Hôm nay không có quần jean dài nó trơn, có mẫu baggy mà hết trơn rồi. Áo có 55.000 cái mấy bà ơi, hết hồn ha. Trời em thiệt luôn. Áo này có 55.000 là hết hồn giùm em liền. Màu trắng nè. Trời ơi mấy chị mặc vô thấy không, nhìn tượng hàng 70-80 ngàn nhưng mà không, mấy chị có 55.000 à. Quá trời chưa. Ok, lên mơ léo đủ màu nè, em nói thiệt cái áo này đẹp lắm luôn mọi người. Hồi đầu like là mấy bà chưa vô đủ quá nên là em bán cũng bị rớt lại á chứ thiệt. Nếu mà vô đủ á, như bình thường em like không bao giờ có giá như vậy đâu ha. Có thật sự mấy chị em mua luôn á. Ok luôn, chân váy em mờ dồn cho chị Nhiên Dương. Chân váy có 55.000, áo có 55.000, nguyên set có 101.000. Đi đâu ra kiếm có mấy chị, không bao giờ có luôn. Mà cái chân váy này nhà em mấy chị ha, hàng hai lớp mọi người coi nè, hàng may lúc nào có hai lớp hết trơn á nè, thấy không, lớp quần nè mấy chị, lót nè, xịn sò lắm. Em mới thật sự luôn, có 55.000, hàng vừa có size mà lên form mấy chị ha, nút bọc đồ nữa. Em nói thiệt luôn, may mấy hàng nút bọc này nó cực lắm mấy bà ơi. Đây ha, nếu như mấy chị không bọc từng nút của mọi người, nó sẽ bị lệch cái tông vải của nó, sẽ không đẹp mọi người ha. May là từng nút luôn, rất là xịn sò cho em luôn, 55.000, đẹp chưa. Hai màu đen và trắng thôi, thích màu nào chốt em màu đỏ kèm số. Áo có 55.000 cái thôi, quá đẹp luôn. Trời ơi mấy chị coi nè ha, mấy chị coi nhìn cái đường nhúng nha em đi mọi người, cái đường nhúng nó đẹp cỡ nào. Cái đường nhúng mấy chị coi ha, đẹp ghê không. Phải lên hàng xịn hàng đẹp thì mới ra được cái form cái dáng như thế này giùm em không mấy bà ha. Đây mấy bà ơi, chân váy thì lưng là siêu cao giùm em. Chân váy phải gọi là lưng siêu cao luôn. Chị em đây gái ơi, chân váy của nó đây em, không hề bị lộ mông nha, không hề bị lộ mông. Tại đằng sau của nó một cái lớp váy nữa mấy chị thấy không, đằng sau một cái lớp váy nữa, đằng trước là nói chung là nó là cái chân váy mọi người, bên trong nó có cái quần cho mọi người thôi ha. Không hề bị lộ mông luôn, mông cao mông thấp gì mặc cũng ok hết, đẹp ha. 155.000 một chân váy và 55.000 một cái áo thôi, rất là rẻ luôn. Mặc áo thì có hai màu trắng đen nữa. Nguyễn Thị Trúc Ly cho chị xin thông tin luôn, Nguyễn Thị Trúc Ly cho chị xin thông tin luôn nha em ơi. Ok, chân váy em mờ áo hai màu luôn nè, đẹp. Nói cái áo cái này mà con gái nào mà không mua là tiếc lắm, thật sự luôn, quá xịn sò cho mấy em nha, đẹp quá mấy bà ơi, không mua tiếc đó mấy bà. Em mờ nè, áo một trắng một xanh phải không, một trắng một xanh nè. Trời ơi cái áo này em về 100 cái mấy chị, còn mấy cái hết hàng luôn, em muốn tin luôn đó mọi người. Em tin cái áo này thiệt luôn mấy bà, em nói thiệt nó quá đẹp luôn, em phải lấy nhiều luôn á. Mấy chị ơi, mấy chị lấy chân váy mấy chị kèm size giúp em nha. Hàng nghe em hàng rẻ thì mà có size với mấy chị luôn.
Mặc dù là hàng rẻ thiệt nhưng mà phải làm sai cho mấy chị về là mấy chị tự tin, mấy chị mang cái gì hết trơn trời á nha. Rồi, áo tay dài nó em còn mấy cái nè. Hàng này đẹp lắm mấy chị ơi, 55 ngàn luôn nha, 55 nghìn giùm em luôn, rất là xinh luôn ha. Form cổ mấy chị bèo, form này là form của lọ bèo nha mấy chị nha, có 55 nghìn thôi, rất là đẹp luôn. Cái vải nè xuất sắc trời, mai ai lấy chốt em kèm em xin thợ luôn qua mẫu giúp em. Dạ rồi nay mấy chị. Trời ơi, cái set dạ này mới thiệt luôn, tiền nào là của đó mấy chị ơi. Size S cho chị Huỳnh, Huỳnh Hồng Dân, size S nè, màu đen nè, S đen Huỳnh Hồng Dân nè. Ok la luôn. Trời ơi, cái áo này cũng đẹp mà cái chân váy cũng đẹp luôn. Trời ơi mấy à. Trời ơi, cái set này có thật luôn. 145.000 một set giùm em nha mấy bà nha, đẹp lắm. Trời ơi trời, coi mấy bà ơi, chết người thiệt sự không? Em thiệt sự cái set này chết người luôn á. Đơn em thứ 6 đi chưa chị? Nga xi lùng á. Đi chưa? Đi rồi chứ ơi. Trời ơi mấy chị có cái sợi vải giùm em đi mấy chị ơi, 145.000 một set giùm em nha cả nhà nha. Đây. Trời ơi mấy thiệt sự luôn, đẹp mê ly mấy chị. Chờ neo hoa hồng. Chờ neo hoa hồng, mẫu này xỉ tới 130 lận. Áo đang mặc có mấy màu vậy chị? Đây chị lên màu nè gái ơi, còn được có mấy cái thôi nha. Trắng xanh hồng đen nu. Nu còn cái đang mang luôn. Trắng xanh hồng đen nu nha. Rồi. Siêu siêu đẹp giùm em luôn. Áo đang mang 55.000 áo giùm em ha. Rồi bây giờ em tính không, em biết có nên set này không, tại ít người xem quá mấy chị ơi. Cái set này giá cao lắm mấy bà, nhưng mà tiền nào là của đó mấy chị ơi. Tiền nào là của đó giùm em luôn ha mấy bà ha. Rất là xinh luôn. Tên gì? Nguyên thì chúc lên thông tin giùm em. Cái vải mấy chị. Hàng nữa nè, coi giùm em luôn ha. Quá đỉnh của đỉnh luôn. 145.000 một set giùm em. 145.000. Chờ neo hoa hồng, quá đẹp luôn. Đây ha, xuất sắc giùm em luôn mấy chị ơi. Em có màu nè, màu hồng, màu vàng, màu trắng và màu đen. Hồng vàng trắng đen, 145 giùm em nha. Cái này nó cao thiệt mấy chị, nhưng mà tiền nào thì của đó. Bây giờ em sẽ lên phone cho bạn gái coi. Cái em này mặc lên chắc nhất nhói luôn. Em lên màu trắng nha. Lên set hoa 95 chưa chị? Em mới vô. Set hoa 95 là set nào trời? Chưa em ơi, à biết rồi, chưa có lên. Cái ơi, cái mẫu đó phải 95 nghìn luôn nè. Ôi giá cao quá. Em đủ cho Phương Huệ. Ok, nói thiệt sự luôn này, nó đẹp dữ lắm mấy bà ơi, tiền hào của đó mấy bà. Thiệt. Cái này mấy chị mặc đi chơi cho em là xuất sắc hết bài luôn á. Này đẹp lắm. Trời ơi má ơi, nó sang quá đi. Hồi đầu là em tính lên set này đầu tiên luôn á mấy chị. Em nói thiệt, hồi đầu là em tính lên set này đầu tiên cho mấy bà luôn á. Trời ơi này đẹp quá à mấy chị ơi, dễ thương ghê luôn á mấy bà ơi, coi nè. Phải lên hàng đẹp, hàng đỉnh như vậy nha mấy bà chế nha. Set đen phía sau, set đen phía sau 115.000 dùm chế. Set đen phía sau 115.000 nha. Gái ơi lựa hàng liên tục dùm chị. Đừng có để đầu là đầu tháng lựa xong rồi cuối tháng mới chốt là không có giữ đơn được nha cục cơm. Không giữ đơn được nha. Rồi lên năm nay mấy chị, set chờ neo luôn, quá dễ thương giùm em. Có 4 5 màu cho mấy chị luôn, ai lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn cả nhà ơi. Ok. Quá đẹp luôn á cả nhà ơi, cái chủ là chủ thêu luôn nha cả nhà, chủ thêu giùm em luôn. Áo em mặc màu xanh dồn cho chị Huỳnh, Huỳnh Hồng Thảo ok chế. Huỳnh Hồng Hồng Dân chứ lộn, màu xanh nè. Huỳnh Hồng Dân ok. Rồi lên màu giùm em. Em đang mang có màu đen mấy chị. Trời ơi có thiệt luôn cái set này. Cái set này phải nói là quá đẹp luôn nha cả nhà nha. Hàng theo giùm em luôn á chị ơi. Ôi thiệt màu đen nè khách ơi. Sang hết sảy qua bảy giùm em luôn á chị ơi. Cái màu hồng còn chết nữa. Cái bộ này là thiệt sự luôn, có tiền nào là của đó á chị ơi. Mua về mang cho em là đáng đồng tiền bát gạo nha. Đáng đồng tiền bát gạo luôn, màu đen. Đây. Xuất sắc luôn, hàng theo giùm em loại 1 nha. Hàng theo loại 1 cho em luôn, nhức nhói luôn. Đấy bà ơi, màu hồng nè mấy chị. Đẹp ghê luôn á trời. Đây. Ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn. Màu hồng, màu trắng, màu đen. Đó, 145.000 giùm em, chéo lên giùm em thôi, ba màu nè. Treo lên, treo lên. Nói chung cái set này nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn, nó dễ thương lắm mấy chị. Quan trọng là cái chất của nó mấy chị không? Nó lên là lên cái sợi vải đầm mà hồi đó em hay bán cho bà chế luôn á. Hàng này đẹp mê ly giùm em luôn. Ừ.
lỗi rồi, màu hồng rồi. Một set đen cho chị Đào Thùy Gia Bảo nè, 145.000 nè. Này hồng nè, hồng xanh trắng nu, đẹp quá à. Màu nào cũng cưng hết trơn á. Lên sườn xám chưa chị, chưa em ơi. Sườn xám chị chưa lên nha, chị cưng nha. Rồi, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số mấy em luôn cả nhà ơi. Rồi qua mẫu giùm em, áo giấy cổ tim. Áo giấy cổ tim giờ tôi biết nằm đâu, mấy bà phải đợi tôi nha. Thiệt sự luôn, em chưa có lên được mấy bà ơi. Rồi em lên một cái mã này cho mấy bà nha. Bộ tiểu thư này, em lên cái bộ tiểu thư này sao các bạn nè. Lên cái bộ tiểu thư này giùm em. Bỏ đây lên còn thằng Linh Linh cái gì. Hồng cho chị Huỳnh Nguyễn Thị Yến Nhi. Nè, cái gì? Hết móc hả? Hết móc hả? Nè, nó màu đỏ đi. Rồi ok, mở màu nu cho em xem giới. À quên ha, còn màu nu nữa, anh rút cho em cái bộ nu anh. Ri nó có một cái màu nu và trời. Nhưng mà đẹp lắm nha mấy bà. Đợi chút xíu em. Rồi em lên cái bộ siêu phẩm cho mấy chị nè, bộ tiểu thư nè. Bộ tiểu thư 99.000 giùm em. Ủa set chân máy giả chưa về hả bà? Chưa bà ơi. À có rồi mà đợi chút xíu đi, không biết đủ hàng chi không đây. Cho em set đen treo, cho em coi set đen treo đi chị, đây này đấy ơi. 115.000 set giùm em nha mấy bà nha, cái này đẹp dữ lắm, cái thiệt luôn, em còn có 2 set thôi. Cái chân váy là chân váy xòe, áo là áo nơ giùm em. Trời ơi, em nói thiệt cái nơ nè, người coi đi. Đáng đồng tiền bát gạo lúa đồ cha bà. Nha. Cái này em có đỏ, hồi nãy em có mang rồi mấy bạn, em còn có 2 set thôi. Anh lấy chốt em luôn nha mọi người, cái set này đẹp lắm. Cái set này em có thật sự luôn, đáng đồng tiền bát gạo, chợ nên mua nha mọi người. Set nơi xong chị thấy không biết nữa. Đây nha tình yêu ơi, màu nu giùm em nè. Trời ơi, nu đẹp quá luôn. Cho em một set đen nha chị, ok, anh đầu trần. Đây đây còn set nữa nè. Anh đầu trần 115. Ủa set đen nào gái ơi? Sét đen chờ nail hay là sét đen chữ sét đen nơ vậy em ơi? Anh Đào Trần lấy sét đen chữ là sét đen nơ, báo lại giùm chị nha. Rồi. Sét đen một, sét nu giùm em. Ờ đúng rồi. Sét nu nha cả nhà ơi, ai lấy màu nào chốt em luôn nha mấy bà nha. Màu này đẹp quá. 145.000 mấy chị, tiền nào của đó, hàng đẹp xuất sắc luôn. Cái này là miễn chê nha mấy bà nha. Hàng này mới thiệt luôn á. Mua về mặt là ghiền nha, 115.000. Có lộn 145.000 một set giùm em. Set đen nơ nha chị, ok gái yêu. Rồi, qua tiếp mẫu giùm em mấy bà ơi. Đẹp quá nè. Trời ơi má ơi, tiểu thư lọ lem mấy bà ơi. Tiểu thư lọ lem cho em luôn mấy bà ơi, rất là đẹp luôn. Cái bộ này có 99.000 bộ giùm em thôi mấy bà. 99.000 giùm em nha mọi người nha, rất là xinh chưa. Đây ha, sỉ bộ này là 85 và lẻ là 99.000 một bộ. Quần có túi cho em luôn mấy chị, đỉnh chưa? Màu nè, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu tím. Đỏ, xanh, vàng, hồng, tím cho em. Huỳnh Vĩnh Phúc một đỏ nè, 99.000 bộ mấy chị, 99.000 giùm em nha. Đỏ nè, xanh nè. Ôi màu nào cũng thương hết trơn, sao giờ trời. Rồi ai? Huỳnh Vĩnh Phúc ơi chứ ơi, của chế xấu sản phẩm nha chế, chứ muốn mua thêm chứ cọc tiền giúp em. Để tránh trường hợp đặt nhiều quá rồi không chốt đơn, không ấy, không lấy nữa, mất công mệt lắm. Em xả đơn, em ngáo đá luôn á. Hà thì Trúc Lệ nè. Rồi ok, Kiều Vy lấy bộ xanh nè. Kiều Vy lấy bộ xanh nè. Rồi ok nè. Xanh vàng giùm em mấy chị ơi. Xanh vàng hồng tím. Cái màu xanh lạ chứ mà màu tím nè. Màu xanh lạ dễ thương lắm. Bộ xanh cho chị Red Nail Tây Linh nè. Đẹp quá không? 115 mấy chị. Ôi lộn, 99.000 bộ luôn. Quá rẻ, quá đẹp giùm em luôn. 99.000 nha. Red Nail Tây Linh nè. Ai hỏi em cái đầm dập ly nè mấy bà ơi. Rồi lát hồi lên lại cái đầm dập ly sao. Rồi màu vàng giùm em. Dạ chứ ơi thông cảm giùm em nha. Tại em bị nhiều người chơi bậy bạ, em mệt lắm chứ ơi. Thông cảm giùm em nha cả nhà ơi. Muốn ấy thì cọc tiền giúp em đi chế, cọc 50.000 đi chứ, muốn lụa nhiêu chứ lụa chứ ơi. Ha, đằng nào cũng vậy thì mới chế cọc 50 thì em trừ tiền trong tiền hàng của mọi người cũng vậy thôi à. Dạ đây nha. Khách quen còn bơm nữa chứ nói gì khách lạ, mấy bà ơi thông cảm giùm em ha. Đây màu vàng giùm em luôn, vàng đỏ hồng quá xuất sắc luôn, hồng toàn bộ nè. Cho em coi cái quần sọt rồi chốt đơn nha Trang, ok. Ngọc tôi đây đợi chút xíu luôn, anh đã lấy cái quần sọt ở trên cái xe giùm em luôn đi. Trời ơi cái màu hồng má ơi, lên mà lấy đủ không đỏ nè.
đậu không đỏ còn 3 bộ nha. Lên mua lấy đậu không đỏ nè, còn 3 bộ nè. Ê, rồi bây giờ còn màu này màu xanh lạ hay màu tím thì cũng được mấy chị. Cái này màu tím nó hơi pha xanh nhẹ giùm em nha. Nói chung cái màu này cũng dễ thương lắm. Rồi em còn 3 bộ 3 màu mấy chị ơi. Quá đẹp quá dễ thương luôn. Ôi cưng chưa. Dạ ngố hả chết. Ngố mặc size gì vậy? Tại ngố em còn lẻ size không à nha. Em hết hồng. Chị Như Khánh lấy vàng. Chị Như Khánh lấy vàng. Ai dặn em cái ri quần này em quên mất tiêu à. Cái quần này bao nhiêu ri vậy? Mấy ri? 4 ri. Sao lấy con ri vô vậy? Như Khánh lấy một vàng. Ok. Rồi em còn một đỏ và lại một tím. Tím pha xanh dễ thương lắm. Em size L á chị. Chết rồi. Size L bà tầm 58kg không? Nó bà 58kg bà lấy giùm em cái màu này cũng đẹp lắm nè. Ờ gì ta? 85. Rồi Vũ Duy 4 chữ lấy đỏ nè, ok la nè. Rồi em còn tím á chị ơi. Em còn tím 99.000 nha mọi người nha. Rồi ok. Ai? Ngọc Suri ơi, gửi địa chỉ mới hay chị địa chỉ cũ cho nè, tím dễ thương á chị, còn đúng con bộ thôi dễ thương cực kỳ. Đẹp lắm cái phần này nè. Cái hỏa tiết gì nè, mày muốn gì vậy? Nói vậy kêu mày đi muốn gì ăn đói bụng á. Hỏa tiết. Trời ơi dễ thương lắm luôn, tím con bộ thôi à. Xuân Thu một bộ tím ok tình yêu luôn, rồi qua mẫu luôn. 51kg. Trời ơi 51kg mà mặc M được rồi, bà đừng có mặc L. 51kg mặc M được rồi, em lấy cho bà cái size quần này nè, bao vừa luôn nha, quần rất là đã luôn. Thanh Thương em hết đỏ. Đây. Bà mặc M sẽ là ok rồi. Đây nè. Em sẽ lấy cho bà những cái quần bà mặc vừa nha. Em coi quần nào còn size mặc vừa em lấy cho. 51kg mà mặc thì chứ L dữ vậy bà. Đây. Cái mẫu rách này em xe thì có 85.000 thôi nha. Bộ mặt còn không? Dạ còn chị Tuyết Mai. Còn đủ màu giùm em luôn nè. Đen hồng trắng. Đen hồng trắng em nha. Rồi ok. Đây. Cái này mấy chị chốt em nè mấy bà ơi. Mã 2 nút nha. 105.000 một quần giùm em. Em còn thứ có một cái một nên em sale 99.000 luôn nha. Rồi mấy chị chốt em nè. Cái này mấy chị chốt em xanh nhạt đi cho nó dễ nha. Nhạt cũng được hoặc là 2 nút cũng được. Cái này mấy chị chốt em mã đậm nè. Đậm hoặc là nhẹ giùm em luôn, em sale 99.000 cái luôn nha mọi người. Em còn có size M thôi. Còn size M, cỏ này em sale 85.000 giùm em. Dạ hết size L rồi chứ ơi. Còn S với M không à, quần này còn S với M không à. A còn L chứ. Hết hết L, hết L, hết L. Còn SM không à, chứ ơi, hết SM giùm em luôn nha. Rồi ok mấy bà ơi. Quần này đẹp lắm mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn. Ai lấy chốt em kèo tính thoại mấy chị. Rồi vậy sẽ lên với chị một cái mã này. Cho xin một lên một cái mã áo. Trời cái áo vú. Nó nghe nè, like cái mã áo vú này đi, cái quần này đi. Rồi mấy chị. Trời cái áo vú này em thiệt luôn á trời. Trời trời cái áo vú này sao kỳ vậy, bữa hôm giá khác mà nay giá khác vậy. Bữa hôm xỉ có 40. Bữa hôm xỉ có 4 mấy mà sau nay giờ xỉ 5 mấy luôn vậy không? Sao kỳ vậy trời. Đầu đem coi lại cái bill coi sao kỳ vậy. Áo này khoan đi sao giá gì trên trời vậy. Áo 65.000 mấy má. Ồ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Áo được. Ủa phóng ông ta sao kỳ vậy ta. Chụp lại cho em coi. Không bữa giá nhiêu mà nay để giá này vậy. Không nhớ luôn. Ờ bữa bán lẻ có 60.000 à. Nhớ vậy luôn á. 60 hay 65. 60.000 à, sao nay bán gì giá cao vậy ta không biết luôn, đợi coi lại coi mấy bà ơi. Áo đó từ từ chốt sau nha. Ngố đó có dạng không Trang? Dạng ngố nha em là dạng hết đó chế. Rồi. Quần các chế ơi. Rồi mẫu này cho em ha, xỉ mẫu này 35.000, lẻ mẫu này cho em luôn. 50.000 một quần, 3 size ML. Ủa, quần này nha em, một ri của nó là chỉ có 2 size ML thôi khách ơi. Quần này chỉ có 2 size ML thôi nha, không có S. Cái này là M là khoảng chừng cho em là 45 cho tới 53kg. M là từ 53 cho tới 55kg. Đó nó chỉ có 2 size ML thôi nha. Không có S. Báo chú với bà chế luôn ha. Quần này tại vì S nó nhỏ xíu xíu qua mấy bà. Nhỏ xíu xíu luôn. Tại em có về S nha mọi người nha. Em chỉ có về cái mẫu này thôi nè. 2 size ML thôi. S nhỏ quá không dám lấy. Cái này chịu cho Lemon 1 ri. Ngọc Suri quần L nè.
Dạ 50.000 cái quần giùm em mấy chị ơi, 50.000 ha mọi người ha. Lấy thì chốt size kèm sơn thọ giùm em luôn, rất là đẹp. Rồi sỉ mẫu này 35 nha mọi người nha, lẻ mẫu này 45.000 một quần giùm em thôi mấy chị. À lấy chốt em kèm em sơn thọ luôn đó nè. Cái gì? Cái quần 50.000 một quần. 50.000 một quần giùm em. Trời cái đầm sườn xám tôi quá trời mẫu luôn, sao về tôi ít mẫu dữ ta. Ok ok gái, ok gái yêu. Ok chị Tuyết Mai lấy một bộ đang mặc màu đen. Tuyết Mai lấy một bộ đang mặc màu đen. Em còn trắng á chị, còn trắng còn hồng nha. Rồi đầm sườn xám giùm em luôn á chị ơi. 90. Rồi đầm sườn xám em á chị 99.000. Quá đẹp luôn. Trời ơi trời, cái đầm này nó thiệt sự luôn các bạn ơi. Quá trời xuất sắc luôn. Dây kéo đằng sau lưng giùm em luôn ha cả nhà ha. Dây kéo đằng sau lưng như thế này giùm em luôn. 99.000 một đầm nha mọi người nha. Sườn xám. Quá trời dễ thương luôn. Cái này là dáng xòe nha cả nhà. Bữa hôm giờ là dáng ôm, bữa nay em về cho mấy chị là dáng xòe giùm em luôn nha. Một màu đỏ duy nhất giúp em mấy chị ơi. Sỉ bộ này là 99 cái gì? Sỉ bộ này 88. Từ từ để chút xíu vào để hỏi lại cái giá cho chắc cũ quá đã. Sao bữa hôm giá khác, hôm nay giá khác không biết đường bán mấy bà ơi. Không, tôi bán vào cho tôi bán mắt bán ngơ rồi kia nữa. À lên xích vest nữa mấy chị, để em la cái đầu sau lên xích vest cho mấy bà nha. Đẹp lắm. Rồi 44kg mặc size gì chị Trang? Mặc M đi gái, cũng nhỏ lắm nè. Mặc M là ok rồi đó. Đổ qua lấy quần nè. Mặc M là ok nha. Rồi mấy chị ơi, đầm giùm em mấy chị ơi, 99.000 giùm em nè mọi người. Đẹp lắm luôn. Lên form với bà luôn đây. Tôi nghĩ phẻ ra rồi để ai mượn tôi hành tôi vậy trời. Sếp chị ăn mặc 145.000 em ơi. Trời ơi cái này đẹp quá mấy bà ơi, bán 99.000 quá hụt luôn. Nơ giùm em nha. Ơ lộn. Đầm 99.000 được có 10 cái nha mọi người. Quá hot luôn mấy chị ơi, quá hot giùm em. Không có size nha gái ơi, chị hot size rồi, còn S không em ơi, nhưng mà cưng mận không vừa đâu. S chỉ có cái mẫu rách thôi, mẫu rách 55.000 luôn, trời ơi má ơi nó đẹp dữ thằng gì trời. Rồi ai lấy chốt em á chị ơi, sườn xám kèm sơn thỏi giùm em ha. Sườn xám kèm sơn thỏi em 99.000, trời ơi em thiệt sự luôn, nó đẹp mấy chị. Mê ly chưa, xuất sắc chưa. Em lấy một set màu ruốc nha chị, nãy này phong em 145 nè. Cái dâu cà rốt dài, áo giấy dài cổ tim với chị. Cái mẫu đó chị từ chị chưa có lên được đâu em yêu ơi, nó nằm dưới đâu này chị chưa có tìm thấy, là chị lên hàng cho em luôn đó bé ơi, đợi chút xíu nha em. Set gấm đỏ còn loại này, set gấm đó còn kiểu nào nữa không chị, còn em đợi chút chị lên cho bé. Rồi 99.000 nhung giùm em nha mọi người nha. Nhung sườn xám á chị ơi. Trời ơi cái nhung này đẹp quá trời quá đất luôn nè. Bắt tôi lên sườn xám xẻ nè mọi người nè. Sến mà sang rồi im ru im re luôn. Sườn xám xẻ giùm em nha. Cái này được ít lắm mấy bà ơi. Ở đây chốt thôi, mấy cái hàng này dày lắm mấy bà. Hàng bên trong nè mấy chị, nó là hai lớp cho em luôn mấy chị. Hàng nhung là hai lớp ha. Bên trong là em lớp cho mấy chị một cái lớp lót mát là đẹp lắm. Áo khoác chưa lên bà ơi, đợi chút. Quần 50k có co dạng nha em ơi. Có co dạng giùm chị luôn. Có co dạng bình thường. Áo mút ngực quá chị, đợi em tí xíu nha. Áo mút ngực đây em like sau với chị. Em like sau, cái giá nó trên trời quá. Không biết đường mà mò. Cái đầm này đợi qua đây đi. Đưa hàng nó khùng. Tâm thần phân liệt.
Chị lên set gắm em lựa thêm. Nãy chị mới lên set gắm luôn á. Chị mới lên set gắm luôn á, còn set dạ thôi em. Set gắm hết rồi, có mẫu đó đó. Có một mẫu set gắm hồi nãy gì chị mới mặc thôi đó, set Chanel đó, anh treo set Chanel lên em. Ok. M 50kg nè. Tại chút xíu cho bé yêu. Nè. Đây Thanh thấy quần này nè, quần kia bỏ lại, quần kia bỏ lại. Rồi ok. Rồi em lên cái mẫu này với bà đây, cái mẫu này phải lên áo. Rồi cái mẫu này phải mặc vô cái bà ơi. Hai màu trắng đen giùm em nha. Xị mẫu này 42, lẻ mẫu này 55 nghìn một áo luôn. Hai màu trắng đen y hình giúp em. Rồi, lên áo trắng. Lên chung quần ngõ cho bà chế luôn nè, để bà chế tự tính bà chế lấy nè. Đầm em còn màu đỏ nha, đầm có một màu đỏ duy nhất cho em thôi. Trời ơi, cái đầm sườn sáng đẹp nhất xỉu luôn á trời. Chéo đầm dung lên. Cái đầm này bằng em bán ở đấy là cái tàu lao super cao của Kana Shimu vậy đó. Bị lỗi bà ơi. Lên mỏng quá trời quá đất luôn, làm sao mà ra không biết nữa. Nó mỏng quá luôn. Mấy bộ áo trắng còn mỏng chắc chắn được, cái áo trắng mỏng quá luôn sao mà lên không biết. Trời nãy cái áo hồi nãy nè mấy bà đúng giá đúng rồi, 65 ngàn một áo giùm em ha. Biết sao nữa, bên sự nó kêu bữa hôm tính lộn giá cho em, giờ không biết nữa. Mấy bà nào lấy được lấy giùm em luôn, 65 ngàn nhưng mà đẹp lắm. Thì sự luôn, bữa hôm bán 60 thì em bán 65 hơn, không có 5 ngàn vậy mới chết. Đẹp luôn, xuất sắc trời, may giùm em luôn ha. Cái này hôm bữa mấy bà ơi, khách em về đặt rất rất là nhiều nha mọi người nha. Em không có hàng cho mấy chị, đợt này mới về thêm cho mấy chị mà được cũng được ít lắm. Cũng được có 10 cái thôi. Còn lẹ lại ở trong kho là có 10 cái thôi mọi người. Cái này em về tới 50 cái lận ha mấy chị ha. Rồi em có màu nè mấy chị. Màu xanh, màu nâu, màu đen và màu trắng giùm em luôn. Áo này cực kỳ đẹp cho mấy bà trẻ của em ha. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em mấy chị. Siêu phẩm mấy chị ơi. Siêu phẩm là đây nha mấy bà nha. Đẹp mê ly luôn. Đây. Áo mút ngực giùm em mấy chị nha. Đẹp lắm. Trời ơi lên cái form nè mấy chị ơi. Xuất sắc trời may luôn. Bây giờ tuần sau tôi mới rầu rĩ rầu ri nữa bà. Tuần sau á hả, tự nhiên không cái bán thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm Noel, thứ sáu Noel, rồi thứ bảy chủ nhật rồi ai mua tôi, trời ơi tôi chán ghê luôn á. Giờ tôi đang không biết làm sao luôn nè. Rồi mấy chị ơi, áo mút giùm em cho mọi người nha, siêu siêu đẹp giùm em luôn mấy chị. Màu trắng, màu đen, màu nâu và màu xanh giùm em, trắng đen nâu xanh mấy chị ơi.
ai lấy màu nào chốt màu giùm em luôn á chị, rất là dễ thương luôn. Trời ơi con áo này khách đặt là một ri không. Đây nha, hàng dán dài giùm em luôn nha. Ai thích màu nào chốt màu giùm em luôn, cái này đẹp lắm. Cái này hôm nay là em mắc phong long phong lá đó, mấy bà này em không có lên hàng, mấy bà khách của em không có vô á, chúng thôi là mấy bà không còn mấy bà mua đâu, nó thiệt sự với bà lấy luôn á. Xách hoa gì vậy trời, sao ai ngồi cái xách hoa, một cái xách hoa là gì luôn á ta. Nãy giờ à, xách hoa hồng của họ phải không, ly dao nè, lấy một áo xanh em chốt nè, áo này 65.000 một áo giùm em nha các chế ơi. À lấy được chốt em kèm cho em xin hỏi mấy chị, có nu có trắng có đen mấy chị ơi, dễ thương lắm. Này được có vài cái thôi nha, xinh cực kỳ với bà luôn nè. Coi nè, trời ơi má ơi cái màu mấy bà ơi, áo này nhìn một phát biết hot girl liền, nhìn một cái biết hot girl liền giùm em luôn nha. Màu trắng, màu nu và màu đen giùm em luôn. À lấy màu nào mình chốt màu giùm em nha cả nhà, quá đẹp luôn, màu đen đẹp mấy chị. Nè con màu đen của nó đây nha. Ok chứ yêu. Ok áo màu 2 cho Phương Huệ là tức dễ sợ luôn. Mấy bữa không có hàng bán nữa mắt. Chán ghê không, giờ về rồi hả. Kén cá chọn canh thấy sợ không. 52. Còn mẫu đầm nữa chế. Nhiều mẫu đầm lắm em ơi, nhiều mẫu đầm lắm chứ không phải là còn mẫu đầm đâu mà nhiều mẫu đầm lắm. Nha. Này áo này cho Hồ Thị Nghĩa luôn nè, bữa đó dặn. Xong tiếp tục giùm em luôn. Nè cái đầm nhập ly em còn 2 cái nha mấy bà. Đầm nhập ly nhà em còn 2 cái mấy chị ơi. Nè 105.000 một cái đầm nhập ly nè. Trời ơi cái đầm nhập ly này mới thiệt luôn á trời, bán đã đời luôn mấy chị. Bán đã đời giùm em luôn á, đây. Đầm nhập ly cho em ha. Cái form này là siêu phẩm mấy chị ơi. Đây mọi người ơi. Đó. Đầm dập ly giùm em. Quá đẹp luôn. Còn đúng hai cái, màu hồng với lại màu trắng 105.000. Cái này khách hỏi nha em rất là nhiều luôn á mấy chị. Khách hỏi cái đầm này nhiều lắm. Đây ha, còn đúng có hai cái chứ cái hệ mặt trời này luôn. Em nói thiệt sự luôn á chứ ơi, cái form này nhà em là từ 40 tới 62 kg, 65 kg mấy chị mặc thoải mái. 40 nha, 62, 65kg mặc thoải mái giùm em luôn. Chưa bị dung mây ơi, hết màu nu rồi em ơi. Hết màu nu rồi, bây giờ chỉ còn hồng với trắng thôi nha bé nha. Đây mấy chị, 105.000 mấy chị. Nó dốc là không ăn tiền mọi người nha. Cái này nó dốc không ăn tiền luôn, đẹp xỉu. Nha, quần ra mặt không có L chứ ơi, quần hết size L rồi chứ. Đầm hồng cho Út Nguyễn. Để chưa? Để rồi gái ơi, Út Nguyễn. Đầm này chỉ còn có hai màu mà gái lấy chị hai cái luôn đi, xỉ mà lựa màu nữa bà. Xỉ giá rẻ lắm gái ơi, có 9 mấy ngàn à. 93.000 cục cưng ơi, lấy anh chị với em. Rồi qua mẫu giùm em. Rồi lên cho mấy chị một cái mã áo đẹp nè. Áo tiếp, áo xong lên xét cho nha. Rồi lên xét quá trời. Xét cho đầm quá trời. Hôm nay là tôi lo tôi bắt cái chuống khí. Trời ơi áo đẹp quá mấy chị ơi, rẻ quá mấy chị. Trời ơi coi nó kìa. Áo này đẹp quá và rẻ quá luôn nha. Rồi bình thường cái mượn cái dáng dài này giùm em giá là dập ly hồng em hết rồi gái, dập ly hồng em hết rồi Nguyễn Ngân Ngân. Đây cả nhà, bình thường áo bu rip em bán giá cho chị giá bao nhiêu? Hàng dáng dài này 55.000 một cái đúng không? Bữa nay cái mẫu này rồi em báo giá là xỉ liền. Đầm đó, đầm đỏ đằng sau bao nhiêu? Dạ đầm đỏ đằng sau này là 99.000 giùm em. Áo giùm em nha tình yêu nha, 45.000 xỉ, mẫu này có 33 thôi, xỉ có 33 mấy chị. Màu nó đều dễ sợ không? Trắng, đỏ, vàng, đen nu. Ha, siêu dễ thương giùm em luôn, mấy má ơi, đẹp xỉu. Zin lẫn like cho chị, zin lẫn là zin gì vậy bà? Zin lẫn là zin ngố đó hả? Quá dễ thương luôn. Ơ, nó đẹp gì đâu á. 45.000 cái mấy chị ơi. Cái này dễ thương quá. Hạnh Lê màu 1 ri nè. Màu đều lắm cả nhà ơi, màu rất là đều luôn nè. Hạnh Lê 1 ri nè. Thảo Baby 1 ri nè. Lê Mơ nè, Lê Mơ cho đủ màu nè. Rồi chốt màu kèm sớm em đi. Bé Phương lấy 3 cái hả? Bé Phương lấy 3 cái nè. Nãy giờ like mấy mẫu rồi Trang, đừng hỏi em mấy mẫu, không đếm được số mẫu luôn gái ơi. Like rất là nhiều rồi tình yêu ơi.
like rất là nhiều dùm em rồi nha. Thêm cái đỏ, thêm còn cái một cái đỏ cuối cùng cho chị Thảo Baby hết hàng. Em lên tiếp mấy chị, bên đây có một cái đầm bút cái đầm đẹp lắm luôn mấy chị, mà trời hôm nay ế quá trời luôn mọi người ơi, không biết có nên lên cho mấy chế hôm nay. Ừ đúng rồi. Ơi không phải, Thảo Baby là một cái màu đỏ cuối cùng thôi, còn cái đó là của cho Lê Mơ. Giá Phương có ba cái rồi phải không? Em canh me cứ bận hoài coi đi. Mẫu nào vậy? Làm gì? Làm nhập ly bà lấy màu gì vậy? Tôi chia cho bạn cái nè bà gái ơi. Màu hồng hả? Màu hồng, màu hồng, chết mẹ có nên làm buôn cải không? Bà đi không nghe máy không? Cải cho bà đi, không có luôn hả? Bà xui dữ vậy bà. Sao xui dữ vậy? Rồi áo này em còn trắng nha mấy chế ơi. Trời áo này đẹp quá trời. Áo này còn đủ màu luôn, đợi chút đi. Trời áo xuất sắc ghê luôn mấy bà chế. Trời ơi cái này em có ít quá mấy chị. Trời ơi áo khoác đẹp mấy chị. Ơi tập trung lên siêu phẩm mấy chị ơi. Áo khoác này giá rất là rẻ mà cái chất vải ok cực kỳ. Em nói vậy đó mấy chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Đẹp lắm. Ủa nó dày nè mấy bà, nặng lắm luôn. Lên set đi chị, dạ rồi má lên liền má ơi, lên set vest liền nè má ơi, like cái này xong lên set vest liền. Trời ơi, cái thiệt sự mấy chị ơi ca. Ôi, cái màu này mấy bà, ở ngoài nó nè mấy chị, trời ơi, cái áo khoác gu xì mấy chị. Xì, màu này 55.000 lẻ 69.000. Trời ơi, cái vải nó đẹp mấy chị nha, cái vải nó đẹp lắm lắm luôn á, em có thiệt sự nó đã lắm. Cái màu này đang mặc nó là màu nâu nâu, hơi pha lông chuột, cái màu này màu lạ nè. Màu hơi nâu nâu mấy chị ha, mà nó pha lông chuột nhẹ nhẹ nữa. Nói chung là nó dễ thương dữ lắm mấy bà ơi, cái dáng áo nè mọi người. Trời ơi, khoác đúng xịn luôn. Khoác đúng xịn nha mấy chị. Phơm cổ nè. Thấy chưa? Kéo rất là cao luôn. Dây nè mấy chị. Đẹp chưa? Dây dây áo nè. Trời ơi, em nói thiệt sự luôn, đúng đẹp nha cả nhà nha. Mít phối tay, hàng thêu luôn, 69.000 một cái áo luôn. Màu là xuất sắc. Cái gì? Set chân váy với áo khoác like chưa chị? Là mẫu nào? Là set vest đúng không bà? Cho cây kéo đi người. Thanh nói vậy lấy cho người ta cây kéo qua kìa. Năm cái cho Hạnh Lê. Trời áo đẹp lắm. Màu trời tôi thiệt sự xuất sắc. Màu xanh rêu nè. Áo mặt bên trong có nhiều màu lắm chị ơi. Đợi chút xíu đi chị. Em về 100 cá là em hết luôn rồi đó. Màu xanh đen nè. Màu xám nè. Màu xám nè mấy chị. Trời em nói thiệt cái áo này em dặn mà nói thiệt luôn em không ngờ nó đẹp như vậy luôn á. Màu hồng với lại màu em đang mặc luôn, năm màu quá dễ thương luôn nè màu rồi mấy chị. Rồi tới giai đoạn em mở tầng màu cho mấy chị coi nha. Chưa chị ơi, em chuẩn bị em lên nè chị, em bắt đầu em mở tầng màu cho cả nhà coi đây. Màu hồng đất. Em nói thiệt luôn cái áo khoác này em quá trời đã luôn. Dạ không chị, em chỉ có áo khoác kiểu này thôi. Hàng nhà em về mấy chế thường thường là like xong rồi nó hết không mấy bà ơi. Xanh rêu dồn đơn chị Trúc. Trúc Châu ok. Trời ơi xanh đen. Trời ơi cái màu xanh đen dễ thương gì đâu. Xanh rêu chị Trúc Châu. Rồi ok lát chạm quăng cho. Một cái hồng đó của chị Tuyết Mai. Áo này đừng hỏi em bao nhiêu ký mặc vừa, là bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. Tại vì cái chất này nó là hàng len tâm, nó rất là co giãn luôn. Trời ơi cái màu xám á chị coi nè, nó dễ thương á chị ơi. Màu xám ok chị Nhi Dương, một áo đang mặc dồn 69. Áo này quá dễ thương, quá xinh đẹp rồi. Các bà không lấy bà tí cán chịu nha. Xanh đen còn có một cái một hết luôn rồi. Hết xanh đen nha mọi người. Nga Nguyễn Hồng Đất. Xám tiêu. Xám tiêu còn cái. Còn đúng cái xám luôn mấy chị ơi, quá hot rồi. Phình thi. Xám tiêu nè. Xám rêu hả? Xanh rêu hay là bà lấy màu gì bà vào phình thi bà comment lại đi, không hiểu. Không hiểu nha, comment không hiểu. Bà phình thi nè. Comment không hiểu nè.
Rồi hạnh lê kem có màu xanh đen nè. Ờ, nó nói chung là cái màu nó thật sự luôn các bạn ơi, quýu với bà nha, màu rất là dễ thương giùm em luôn á. Trời ơi thiệt, cái áo khoác này quá đỉnh mấy chị ơi, đỉnh cao mấy chị. Đẹp ha. Rồi xanh rêu. Với màu em đang mang nữa mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Xanh rêu nè mọi người nè, đẹp quá. Rêu. Xám đen, có lộn xám hồng, hồng đất. Trời ơi cái màu mấy chị. Quá xuất sắc luôn, cái màu đang mặc đẹp. Cái màu này là màu xám xám mà nó hơi pha nâu, mấy chị chốt em màu nâu đi hoặc màu đang mặc cũng được. Nâu hoặc là màu đang mặc gì cũng được nha. Xanh rêu chị Huỳnh Thi nè, xanh rêu đẹp quá. Huỳnh Thi nè. Bạn nào dễ thương hết trơn, trời ơi á. Cái áo khoác này dễ thương ghê mấy bà ơi. Bé bầu xanh rêu. Bé bầu xanh rêu còn cái nè. Rêu. Rồi bây giờ em còn đúng 2-3 màu mấy chị ơi. Em còn xám, còn rêu, còn hồng. Với lại màu đang mặc nha, rất là đẹp. Xám hồng. Xám hồng với lại màu đang mặc màu nâu. Các chị thấy không? Trời ơi cái màu, trời ơi mặc lên nó xinh ghê, dễ sợ chưa? Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số em luôn nha cả nhà. Rồi em sống này lên vé tay. Màu rêu em hết cho chị Nana Lê hết rồi. Nana Lê ơi đổi màu giùm em đi. Cái này mới tay, cái tay nó phối cho mấy chị nè. Trời ơi dễ thương ghê không? Áo phát có 69.000 cái, chị ơi quá rẻ luôn. 69.000 một phát giùm em nha cả nhà nha. Quá rẻ quá đẹp cho mấy chị em của mình luôn, không mua cái này là tiếc thiệt sự luôn, đẹp quá. Rồi ok. Linh Linh nguyện đơn em đi chưa để em lựa thêm. Hả? Em ơi, em không có lựa liên tục chị xả đơn rồi nha bé ơi, lựa lại giúp chị đi. Mấy bà ơi, mấy bà lựa hàng không liên tục không có chốt một đơn đâu mấy bà ơi. Mấy bà gọi điện không nghe máy nữa, gặp bé kia nó dễ thương gì đâu á. Dễ thương thấy sợ luôn á. Nó vừa đặt hàng xong nó đặt 5-7 cái đó mấy bà ơi, nó nhắn tin chỗ, nó nhắn tin nhẹ hiều mọi người, nó nhắn tin nói em một câu em nhắn thiệt. Nó nhẹ như không vậy đó. Chị ơi xả đơn em đi. Chị ơi xả đơn em đi, hỏi còn địa chỉ không. Trời chị đơn xả đơn, nó nhẹ nói chuyện nó nhẹ giống như là thiệt luôn á. Nhẹ như lông hồng nữa bà ơi, chắc nó mới muốn mua ô lông xong hay sao á. Hay là chắc nó xăm mình nó gan quá rồi. Ngân Ngân Nguyễn lấy cái xám nè. Trời ơi trời, cái tóc gì đâu bây ơi. Áo đang mặc em còn nè gái ơi. Còn màu gì ta? Em kêu cọc tiền quá chị. Xong rồi bắt đầu em chịu, em nhắn tin em nói trời bé ơi, bé nói chuyện như không vậy á. Múc bớt rảnh háng giùm chị nha. Nó vô nha, nó gọi điện cho em. Nó tính bơm tôi sao á, nào lê hết xám cái ơi. Còn hai màu nè. Còn hai màu thôi, hồng với nâu. Nó tính bơm em sao với má. Nó nói vậy nè. Chị ơi, vậy thôi chị gửi hàng cho em đi. Rồi ai dám gửi mấy má? Ai dám gửi? Trời ơi, mới bơm hàng xong ta vô ta chửi cái kêu gửi hàng đi. Rồi đó rồi tao gửi hàng tới đó rồi mày không nhận, rồi tiền ship ai chịu? Chắc ông cố nội mày hiện hồn lên chịu cho tao quá. Em đâu có chịu sự gửi mấy bạn, em kêu về gửi cọc tiền đi. Rồi mất tích luôn mấy má. Mất tích luôn, không thấy các bạn mặc đâu luôn. Áo ba màu nè. 55.000 bốn màu nè, 55.000 nha. Hàng này bẹt vai hoặc là lên tay được ok hết. Do mình thôi, thích mặc như thế nào thì mang như vậy giùm em nhé. Áo 55.000 một áo giùm em ha. Rất là dễ thương luôn. Áo đẹp lắm mấy chị ơi, thật sự luôn, xuất sắc luôn. Cái này mà lên quần jean dài là hết sạch qua 7 luôn mà. Em hết quần jean dài rồi đó. Đang mặc trắng cho chị Nguyễn Ngân Ngân. Đẹp lắm, chị ơi có 55.000 thôi. Đẹp xỉu. Nguyễn Ngân Ngân có cái nu rồi, giờ lấy thêm cái trắng nữa hả chị. Đẹp quá, lấy hai cá đi thiệt luôn, không uổng đâu. Ủa danh dự mấy chị em không uổng ngàn nào hết trơn. Rồi áo còn hai màu trắng nu luôn. Đủ màu nè, thêm trắng đen nè. Thảo baby nè. Rồi áo này còn, trời ơi. Em về 100 cái mấy chị coi nè. Còn được 4 cái chứ có thể mặc trời này là nu trắng giùm em nha. Nu và trắng giùm em luôn. Ê, đẹp quá, lấy cái nu mặc đi. Nu đẹp lắm. Áo what? Áo khoác còn không chị, còn gái ơi. Còn giùm chị hai màu cho là tình yêu ơi, hai màu giùm trẻ nha em yêu ơi, đẹp lắm. Trời ơi chị nói thiệt luôn. Cái này tao nói thiệt luôn, nhức nách nó sậm nụ cho mọi người. Nhức nách sậm nụ giùm em luôn, bao đẹp. Nó nghe bộ Burberry em mới về hàng thêm nữa là ai cho cái Burberry, chốt Burberry giùm em nha. Đây. Khoác giùm em mấy chị ơi, 69.000. Thêm một nu màu trắng. Rồi em còn nu mấy chị ơi, còn đúng cái nu cuối cùng. Trời ơi, ai thương tình hốt luôn giùm em, cảm ơn nhiều. Tại em có rồi, em không có lấy nữa mấy chị. Đẹp quá. Trời ơi, cá cái vải tơ kiến nè. Trời em thiệt luôn, cái áo này em thiệt mấy chị, em dạng 100 cái em hết luôn rồi, em hết sạch thành thanh luôn rồi mấy bà. Đúng cái nâu cuối cùng luôn.
Vậy bà lấy màu vàng bà nội ơi. Bà nội nhỏ con ơi. Áo 33. Áo này sỉ 38 lẻ 55 nghìn cho em mà đẹp lắm ấy trời ơi. Khoác hồng cho Kim Ngọc. Khoác hồng cho Kim Ngọc rồi tiếp tục qua mẫu tiếp em. Lên xếp pet đi. Ê lòm đưa ra Thanh ơi, đưa cái khoác hồng cho tao đi. Lấy cho em thêm cái hồng đi chị, ok. Quỳnh Thuy, Hình Thúy vậy nè. Trời ơi, cái sữa cáo này rất là dễ thương luôn. Cái này về mặc chung quần jean dài nha các mẹ. Ôi đẹp ghê luôn á. À lấy chốt em kẹo sinh thoại. Bộ ngố có không chị? Đây, bộ ngố quá. Bộ ngố gì? Trắng đi chị, ok. Nguyễn Ngân Ngân, còn cái nu nào không? Rồi, còn nu thôi. Ai lấy nu chút nu. Trời ơi, chị ơi, nó đẹp dữ lắm á chị ơi. Bộ phản quang mấy chị nha, mấy chị mặc vô bóng tối là cái chỗ này nó phát sáng cho em nè. Rồi, bộ này 85 nghìn mấy chị, em còn màu vàng. Em còn đúng màu vàng duy nhất thôi, ai lấy vàng chút vàng nha, 85 ngàn. Có túi luôn nha mấy chị. Có túi luôn, còn có một bộ duy nhất. Rồi ok, qua mẫu giùm em luôn. Hoàng Huy em lấy quá khắc hồng chị ơi. Có rồi, lên thông tin giùm chị em ơi. Lên thông tin xin thoại giùm chị em ơi. Em lấy cái quát hồng, cái quát hồng là cái đào bà ơi bà. Lấy tôi chưa có bán cái quát nào luôn á bà. Cái quát là cái gì vậy? Trời ơi, nói cái này rẻ dữ vậy trời. Rồi lấy cho em. Mày ơi mày ơi, mày comment lại cho tao đi, chữ khoát nha mày. Mày đọc đánh Hình Thi lấy bộ ngố. Hoàng Huy ơi, áo khoác đúng không? Nhắn tin cho con Phạm Kiều đi, gửi hàng rồi. Cái gì? Màu hồng nó làm sao? Không ai lấy màu trắng hết trơn, anh bỏ lộn chỗ nào rồi đó. Quần chị đang mặc 99 ngàn đang sale cục con. Quần chị đang mặc 99 ngàn đang sale, còn có xem mền nó mới sale đó mấy chị ơi. Quần rinh ngố tại toàn lẻ size mới sale mấy chị ơi, chứ quần rinh ngố vậy em không có hàng đâu mấy chị. Bộ ngố là 85 ngàn giùm em. Đây nè mọi người, em còn hai màu nha. Màu đậm với lại màu nhạt giùm em. Cái quần này là tại vì em còn lẻ size nên em mới dán giá sale cho mọi người nha, chứ còn bình thường không có giá đó đâu mấy chị. Hứa danh dự với mấy chị em là như vậy luôn. Dạ đây mấy chị ơi, nó đẹp, em nói thiệt sự nó đẹp ngoài sức tưởng tượng mấy chị. Bộ này giùm em 99 ngàn nguyên set. Trời ơi mấy chị ơi, có cái tay phòng của nó nè. Có cái tay của nó đỉnh cao quá chị, xỉ 85 lẻ 99 ngàn. Trời ơi trời, xét vét nha cả nhà nha, nguyên bộ vét luôn. Dạ hết lờ rồi mấy bà, hết lờ rồi. Đây màu của nó nè mấy chị. Màu đen, màu nâu, màu đỏ và màu trắng giùm em. Ồ em thiệt luôn, cái xét vét này quá rẻ đúng mấy chị em ơi. Đây nha, 58kg trở lại mặt đẹp giùm em mấy chị. 58kg trở lại mặt đẹp giùm em luôn. Một cái chân váy tới một cái áo khoác vét bên ngoài nữa ha. Cái hàng này thì nó thiệt sự luôn là khỏi chê. Rất là xinh luôn. Trời ơi coi nè. Anna lên trên gác lấy cho em cái áo bờ ra màu đen. Hôm qua đem đi nó đó. Đây. Cái này mặc đi bay là hết sạch quậy luôn nè. Chân váy mấy chị nha, có dây kéo giùm em luôn. Rồi lấy màu đỏ, màu nâu, màu đen, màu trắng. Đây để mở màu cho mọi người xem nha. Cái này đẹp lắm. Cái này em có đăng hình cho mấy chị đó. Trời ơi xích vest của tôi. Tay phòng nó đẹp nhức nhối luôn. Màu trắng mấy chị ơi. Rồi đen nâu 99 ngàn. 99 ngàn nha cả nhà nha. Chủ sách này đẹp quá trời luôn hả trời ơi. Ngay cái chỗ chỗ dưới chân cái giường của con á. Không có treo trong đó đâu anh, trong phòng mình á. Màu nâu, màu đen. Rồi lên màu nha chị ơi. Trời đứa chị, tôi không lên cái set này đâu trời. Lên set này làm chi vậy? Khủng quá trời mấy chị ơi, lộ hàng. Em lên màu nào đây? Em lên màu đỏ nhé. Lên màu đỏ cho nó hợp với lại phong thủy Tết với Noel nha mọi người. Cái này mặc dễ thương lắm. Nguyên set giùm em luôn. 99 ngàn nè.
kêu anh Ly lên thiệt luôn. Ôi xuống đây đây. Lên xét giùm em đây, đẹp quá. Sao đẹp rẻ đẹp quá chứ ơi, thiệt luôn á. Dạ. Lấy cái đầm gì trời ơi, thiệt sự cái set này mà không ai lấy trời tức chết. Mấy chị có cái tay của nó đây đẹp lắm. Trời ơi, bánh chén chưa có kịp chứ ơi, bánh chén chưa có về kịp chứ ơi, bánh chén chưa có làm kịp. Bánh chén chưa có làm kịp chứ, nhiêu tiền bịch vậy không? Nên có mẫu mới thôi, có hàng mới chứ ơi, chứ hàng cũ hết rồi. Chưa có làm kịp chứ ơi. Nên lưu bui. Mười lăm ngàn hả? Đợi chút xíu đi bà, bánh tráng 15 ngàn. Bánh tráng cái này, bánh tráng sa tế tỏi ớt muối nhuyễn, bánh tráng muối nhuyễn. Đợi chút xíu đem lại cái bánh tráng muối nhuyễn này cho, bánh tráng này ăn cũng ngon lắm nè. Lát trộn vô bịch coi, bột cho trộn cho bịch hoành tráng coi. Rồi mấy chị ơi, lên set hot giùm em luôn. Trời ơi, cái set này mà đứng comment mấy má ơi, trời tao lại luôn á. Nên tao nói thì tôi mắc công lâm, mấy bà qua mẫu đi, không có like set này nữa. Lên set vest set làm gì vậy? Cái hàng này đẹp muốn chết luôn vậy á. Bỏ bịch cho em coi người. Cái này 99 ngàn, im lặng mấy má ơi. Chắc tôi chết. Hôm nay tôi đúng là mắt phong long phong lá rồi. Rẻ đẹp mà lấy về chết rồi. Lên. Lạnh luôn trời ơi trời. Qua mẫu quá chơi. 99 ngàn. Kẻ à, sĩ à. Nó hỏi hoài luôn, nó nói thiệt cũng like mà làm gì không tập trung. Ừ. Không biết. Lấy lại đi, mấy bán mà em đâu chịu. Thôi chắc này off tại đây đi. Lên hàng nãy giờ tại kia kia lại quải quá. Đầm đằng sau mà có 85 ngàn mà không lấy là được. Tao nói thiệt 89 ngàn không lấy là tao biết thiệt luôn á. 15 ngàn ấy ơi. Bà cha nó bánh trắng muối nhuyễn em ơi. Làm thử bịch trộn thử bịch ăn coi. Để nó trộn thử bịch đi. Ngon thiệt. Rồi cái áo này. Cái áo này tao biết, tao thiết nghĩ là để ngày mai tao bán đi. Chứ giờ tao bán cái áo này chắc ế, phải có tức chết quá. Để ngày mai bán đi. Ngày bán rồi tức chết á. Tôi đừng có hàng nha. Thôi tức giả đi ơi, tức giả đi. Số lượng có hạn còn vô bịch giờ. Còn mười mấy bịch rồi mấy chị ơi. 15 ngàn bịch mấy chị. Thôi tụi bay ơi, tao lên đầm tụi bay có mua đâu. Tao lên cái set này mà ế là thấy Sukana xíu mũi rồi nè. Cái set này quá hot luôn mọi người ơi. Mà nghĩ sao không lấy cho tôi vậy trời. Đây mấy bà chế một cái áo rớp tớp cho em ha mọi người ha. Trời ơi, cái tay đẹp ghê mấy chị. Cái tay của nó là dán tay phòng cho em nè mọi người. Đẹp ghê chưa. Dán của nó là dán tay phòng giùm em mấy chị ha. Mặc lên không có rớt hàng luôn, đẹp quá trời quá đất. Sách giả nè. Sách giả này tới 105 nghìn lận nha mấy chị. Nó nghe là sách giả tới 105 nghìn lận. Nè. Mình tiếng Vi 2 bịch. Lê Mơ 3 bịch. 15 ngàn bịch mấy chị ơi, mua đại giùm nó đi. Nhưng mà ngon lắm nha mọi người. Trộn cho tao bịch cho tao ăn đi. Cho tao ăn thử coi. Mấy cái này ngon lắm, ăn có mấy lần rồi. Mấy cái này nó có muối nhuyễn, quan trọng bịch muối nhuyễn ngon lắm. Không, gửi bánh tráng cho em luôn nè, gửi cái mẫu cái này mới cho em ăn nha bé ơi. Cái mẫu cái cũ á chưa kịp làm kịp, nó hàng bánh tráng dưới quê chưa gửi lên kịp. Bốn set nó cũng phân hỏa đó. Set chị đang mặc nè, đưa màu lên người ơi.
màu nu, màu đen, màu trắng, màu đỏ em yêu. Nu đen trắng đỏ dùm chế luôn, set này rất là dễ thương. Trời ơi, set này có 99.000 mọi người, set vest mà có 99.000 thật sự luôn là quá rẻ luôn á mấy chị. Nè chân váy nè. Áo nè đẹp quá trời. Ủa set này 9995. Nó nghe mấy bà lộn với bà, cái này 95.000 nè, set vest này có 95.000 mấy chị ơi. Nó nghe nè mấy chị, cái set này có 95.000 nè nha, dễ thương nha. Cái này là cái chân váy và áo vest giùm em mọi người. Áo vest này form nè mọi người coi nè ha. Cái này nó form là giống như là cái phần nó lên màu đen. Đây, cái phần này mọi người nè. Nói chung là nó y hình cho mấy chị luôn. Quan trọng cái tay của nó mấy chị thấy không? Dán là dán tay phòng ha, mặc thích lắm. Ok, Trần Nhật Thơ lấy cái đỏ đi nè. Nguyễn Ngân Ngân lấy hai bánh tráng kìa. Rồi, cái này là sỉ, cái này sỉ giá cao mấy chị ơi. Báo lộn giá coi nè. 105.000 bộ nha. Ủa cái này nó đẹp mấy chị ơi. Nè da tự. Da tự gặp nút giùm em đi mấy bà. Được ít lắm. Nè. Nó trộn xong là được vậy nha mấy chị. Ngon lắm. Thiệt sự luôn có tắt nữa. Không có cười mày. Chua quá mấy má ơi, chạy nước miếng luôn. Trần Nhật Thơ hả? Đang mặc 95.000 à. Xe là có 95.000 mà chị ơi rẻ. Bán lộn giá. Tám tám. Món ngon được không? Ngon mấy chị ơi. Cái này nè. Quăng bịch lên đây coi. Ngon. Quan trọng mấy chị. Sa tế thơm nha, rất thơm. Hành phi. Muối nhuyễn đang hot lắm. Nha. Muối nhuyễn rất là hot. Dạ 58kg vừa. Cặp giùm ta cái nốt đi. Để review bánh chả nha coi. Ngon. Đây nè mấy chị. Ngon đây nè. Cái 15.000 bịch em. Bịch bánh tráng á, nó có đã cho mấy chị cái này đã gì? Lá chuối. Là bánh tráng này nó cũng mềm hết trơn á. Được cái bánh tráng dẻo nha. Lúc nào bánh tráng nó cũng dẻo mềm luôn mọi người ha. Mấy chị. Mấy chị mua chỗ khác nó chuối rạch hết đâu. Nhà Quỳnh lấy hai bịch. Bình thường á mấy chị ơi, mình mua bánh tráng á là bánh tráng cứng nha. Bánh tráng này nè mấy chị, là sẵn lót lá chuối luôn ha. Rồi, sa tế thơm lắm nha, sa tế rất là thơm luôn. Tắt. Nói chung là ngon lắm. Mấy chị mua ăn thử đi, em thấy có 15.000 à, ngon lắm. Còn 5 bịch rồi mấy chị ơi. Đúng rồi. Ê ngon dữ trời. Thì thôi nó 3 bịch rồi, còn 2 bịch cuối cùng. Ngon quá. Ê, 2 bịch đứa cho luôn hả? Thôi, thôi, thôi. Bánh tráng nha. Còn bịch đang cầm. Còn bịch đang cầm, cái này chứa trộn. Có chưa? Hết rồi. Hết. Cái này có tắc chua chua ngon mấy chị. Đợt sau em làm bánh tráng thì bỏ thêm tắc vô cho mấy chị thích mấy chị nặng vô. Ngon lắm. Ngon ghê đó. Em lấy cho. Thêm chị Ngân Nguyễn Ngân Ngân thêm 2-3 bịch kìa. Cháy hàng rồi. Tao tưởng 100-200 bịch. Cho 200 bịch thì còn bên tao. Muốn đặt rồi có liền. Cái này lại bán.
Thế là cho anh thử đi, lần sau mình mua. Đúng không? Nó ngon thì bán. Ngon. Không thử quá. Để cho mấy mấy chị anh thử đi. Đúng, ngon, sắp đến thơm kìa. Mấy trái này ngon thiệt bộ. Mấy trái sữa cay cay quá, ăn không nổi. Ừ, mấy trái sữa cay cay quá. Mấy trái 50 ngàn bạch phải không? Thôi thôi, cay lắm. Trời ơi, sách giả mấy chị ơi. 99 ngàn. Chân váy có lót quần bên trong nè em. Chân váy có lót quần bên trong được có mấy set à? 99 ngàn. Thôi má, vậy thôi má. Bữa hôm á, thà mày bán đại 20 luôn đi. Nó bán giá vốn mấy chị ơi. Bây giờ nó bán giá vốn cho mấy chị á. 15 ngàn à, đợt này 15 ngàn. Rồi sao bán 20 thôi, khỏi nhập luôn đi, khỏi lấy luôn đi mày ơi. Bán gì ai mua? Rồi lên sách giả với chị. Sách giả 99 ngàn đẹp quá. Ở ngoài bán 20 ngàn á. Không có chỗ nào bán cho, bán 15 ngàn rồi. Trời ơi, sách đẹp ghê hồn luôn á trời, giá rẻ luôn. Mười mấy ngàn không mà trời. Có ngon đâu. Giá không ngon nữa. Nè, mình cho chị gì Trần Duyên một bộ nè. Trời ơi trời, cái sách giả quá trời xinh luôn. 99 ngàn. Trời ơi trời, nó đẹp dữ. Nó đẹp rạng ngời mấy chị ơi. Quá rạng ngời giùm em rồi mấy chị. Áo đâu? Quần nè. Nguyên set giùm em mấy chị. Set này có hai màu ha. Màu đang mặc mấy chị, mấy chị chốt giùm em là màu màu gì ta? Mấy chị chốt giùm em là à, màu nu, và cái màu là màu màu xám nha. Nu và xám giùm em mấy chị. Cái này xám có pha hồng mọi người ơi, xám có pha hồng giùm em luôn ha. Rồi 99 ngàn một set mấy bà. 99 ngàn một set giùm em luôn. Ai lấy set giả chốt em, set giả kèm số điện thoại luôn. Rất là dễ thương nha. Dễ thương vô cùng luôn. Ai lấy set màu nào chốt em. Đúng rồi, lấy cho bạn chia set rồi bà Trần Duyên ơi. 57kg dừa hông, dạ hông, dạ dừa nha chị. Dừa giùm em, chân với là chân với chun. Chân với là lưng chun nè khách. Đúng rồi, lưng chun, trời ơi, set này đẹp ghê luôn mấy bà ơi. Xuất sắc ha, được có vài set thôi nha. Một set nuôi chị Kim Ngọc. Chị Trang lên set nơ. Chị Trang set nơ lên chưa lên rồi nha Suka. Ủa set nơ lên rồi mà. Set nơ đằng sau còn nè. Xám cho Nguyễn Tuyền. Ừ tôi lấy cho bà bộ xám bơ. Tôi lấy cho bà bộ xám á. Hay quá vậy ta. Chị tâm tương, cái gì tương thông tương hợp gì đó. 99 ngàn. Đây set nơ tình yêu ơi. Còn màu đen cái này màu trắng. Chân quấy thì một màu đen. Áo thì có hai màu đen trắng nha tình yêu nha. Hết luôn. Trời này đẹp lắm. Rồi cái set này em còn được 3 set mấy chị. Trời ơi trời, cái set này mà lên mà năn nỉ thì trời tôi tức chết mấy bà ơi. Set sáng cho thương vụ. Set sáng cho thương vụ nè. Rồi còn hai cái màu nu. Set có tây phòng á chị. Set đó em lấy rồi. Set nào trời. Ừ, tâm linh tương thông má. Ờ, cảm ơn bà nha, bà nhắc bài giùm tôi. Rồi, biết rồi, biết mẫu đó rồi. Trời ơi, set này bán cũng ế đó trời. Còn hai set là ế luôn, tào lao thì chứ. Đưa cái set nơ con người. Đưa hai cái ri bỏ đây, đeo quỳ đưa đây, đưa đây. Này hot nè mấy chị. Đưa kiềng bỏ nó coi. Đưa kiềng ri nó coi. Rồi nè, người chia được mấy bộ thôi. Cái này mỗi người được có vài bộ like bán cho vui nhà vui cửa nha mọi người nha. Họ quá hot luôn, quá đẹp. Quá đẹp, quá hot mấy chị ơi. Trời ơi, cái này có 5 bộ bán lẻ cho mấy chị thôi nha. Hết hàng luôn. Rồi. Siêu phẩm tiểu thư. Cuối like mới có nè, siêu phẩm tiểu thư cuối like mới có nha mấy chị. Quá dễ thương luôn.
Sỉ 53 lẻ 65 ngàn bộ. Ủa? Sỉ 50... Ừ đúng rồi, sỉ 53 lẻ 65 ngàn bộ mấy chị ơi. Màu đỏ kem hồng vàng xanh, đỏ kem hồng vàng xanh, đỏ kem hồng vàng xanh y hình. Khách ơi, cái bộ này rất là đẹp nha khách nha, khách không phải mua nha khách. Khách không mua là em quỳ lại khách từ dưới khách, em quỳ lại lên luôn đó. Nhé, đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Rồi qua mẫu, họ nói nhiều. Bộ này tôi like nhanh lắm, mà nào chốt rồi chốt. Đừng bắt tôi mở từng màu cho coi, tại không có đủ hàng bán. Đỏ cho Na La Lê một bộ. Ai lấy thì có hàng, còn không lấy thì hết hàng, kém chịu nha. Báo trước cái tình yêu của em nha. Không lầm. Hạnh Lê cho được một bộ, cho được ba bộ, Hạnh Lê cho được ba bộ. Ly phạm bộ hồng hết. Hạnh Lê cho ba bộ, Ly phạm bộ hồng hết. Tiếp tục chương trình giùm em. Hết cho mấy bạn. Hết tập lên xanh. Cho nên cái bộ đó rất là nhanh mà mọi người không tin em mà trời. Cái nơ này là cái nơ di động đó chị ha. Tại sao gọi là cái nơ di động là mình thích đính đâu mình đính giùm em nha khách ơi. Đính đâu đính giùm em mấy chị. Đính trước đính sau đính quần đính áo gì là do mình ha. Không thích cái nơ thì dục. Dục. À lộn gỡ ra dục cũng được luôn. Set nơ giùm em mấy chị ơi. 105 nghìn một set giùm em. Phải không ta? Lộn chín. Bà coi lại giùm tôi cái coi là 105. Ủa 99 ngàn, sorry mấy chị, 99 ngàn, sỉ 85, lẻ 99 ngàn, rất là đẹp luôn. Mã ơi, cái này đẹp xỉu. Tiểu thư hả chế? Giờ chế phải đợi em rồi chế ơi. Tiểu thư giờ chế phải đợi em lục chế ơi. Rồi, set nơ, bé giàu em lấy màu gì em ơi? Có vàng, trời ơi, set này phải gọi là siêu phẩm luôn mọi người, siêu phẩm đêm khuya. Trời ơi, màu đẹp quá, đỏ, nu, đen, vàng, hồng, quá dễ thương. Đỏ, nu, đen và hồng. Có nói nghe nè mấy chị, cái set này em có 20 set thôi nha mấy chị. Em chỉ có 20 set thôi nha. Nên là ai lấy thì tranh thủ hốt cho em liền tay luôn. Nó rất rất là đẹp, bây giờ em sẽ lên form. Set em đang mang em chỉ còn có 2 set cuối cùng thôi. Sao kéo số bao? Mặt đờ quá trời kìa. Sốt nhẹ hả? Chết mẹ. Ê Nhật kể đi. Anh chết mẹ. Mặt hàng cho nãy giờ nó thấy nó lừ đừ. Tiền lấy cái bình nước á, bỏ mấy nước ấm vô cho ông chị đi. Tiền bỏ mấy nước ấm vô ông chị cho nó nút với Tiền. Nước á, nước sôi á. Với lại lấy nước với Tiền, lên lau đi ông chị cái lau mát ông chị cái. Lau đi cho nó đừng có bị xưa. Lên đỏ mất công lắm. Hàng chi đó giờ thấy mặt ngu ngu, ngáo ngáo là tôi nghi nghi lắm rồi. Ca cái gì mà ca? Trời ơi cái set nơ nó đẹp mấy chị ơi. Xuất sắc luôn, 99 ngàn. Anh kéo lên giùm em cái anh. Không không. Bé đầu cái xích vàng. Xích bánh chén hết rồi gái ơi. Mấy giá gì hết cho cục cơm. Trời ơi, thiệt sự mấy chị ơi. Trời ơi, nó đẹp mấy chị. Nhức nhói không? Hả? Ok. Yến Vy thêm 2 bịch kìa. Ai lấy bánh chén nữa mấy chị ơi, nhanh nhanh nha. Nguyễn Ngân thêm 3 bịch ok nè. Trời ơi, cái này là lên cuối la là chết người luôn mọi người ơi. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi, hôm nay em mắc phun lông rồi mấy chị, bán bộ này mới là em tức chết. Em nói thiệt. Hôm nay mà bé Trang bán cái set này, bé Trang ế là bé Trang tức chết nha. Bé Trang tắt livestream, bé Trang nghỉ nha mọi người nha. Nói luôn, hôm nay mà bán set này mà ế là tắt livestream nghỉ luôn. Hạnh Lê cho em cái mộng này đẹp nè Hạnh Lê ơi. Ủa tiểu thư hết hàng.
Hôm nay mà bán cái bộ này mà ế là tôi lắc lên chim tôi nghĩ nè. Bởi vì nó quá đẹp. Mẹ Ngân Ngân lấy bộ vàng phải không? 99.000 một set giùm em. Bé giàu, bé bầu. Ai vậy? Tiên La lấy 3 set. Trời ơi, cái set này nó hot mấy chị, nó đẹp mấy chị. Nó đẹp mấy chị ơi. Chị có hồng không? Có hồng luôn. Má ơi, màu đẹp lắm mấy bà ơi. Em mở màu cho mấy chị coi. 1kg khô gà và Tiên La. Nó không uống đâu, tùy nó nút mà tùy. Bỏ vô cái bình nó mới nút. Màu đỏ. Trời ơi mấy chị, cái nơ này nơ di động cho em nha. Một vàng một nu cho Linh Kiều. Nu nè. Vàng nè. Em thì cái set này đang để lại đất nha mọi người nha. Một vàng một nu cho Linh Kiều nè. Quá đẹp luôn, nó thật luôn á. 99.000 một set thôi mấy chị ơi. Quá dễ thương giùm em luôn. Linh Kiều Red Nail Tây Ninh mua một bộ đỏ một vàng nè. Lấy vàng để mấy bút đẻ xong bận đi chế đẹp lắm. Rồi lên màu tiếp em. Đỏ mấy chị ơi. Màu đỏ giùm em nha mấy bà. Trời ơi, chết người chưa mấy chị. Form này 55-58 cái trở lại mặt đẹp giùm em nha. Màu hồng nè mấy bà. Trời ơi, nó thiệt luôn á trời. Trời ơi, hạnh lên nó lấy 4 kìa bay ơi, nó đẹp lắm bay ơi. Không mua là tiếc chết nha các chế ơi, em mới thật sự luôn á mọi người nè. Set vàng cho chị Nga Suka đang mặc luôn. Vàng cho Nga Suka đang mặc rồi, còn đỏ với chị. Còn đỏ với còn hồng. Còn nâu. Linh Thùy lên thông tin. Chị Nguyễn Ngân Ngân tổng cộng 5 bịch. Linh Thùy lên thông tin giùm em. Linh Kiều lên thông tin giùm em, quá đẹp. Quá đẹp màu hồng. Trời ơi coi này mấy chị, màu hồng nè. Xuất sắc chưa? Quần có túi luôn, quần có túi cho em nha. Quần có túi luôn cho mấy chị đẹp của mình luôn. Quá dễ thương luôn, trời ơi trời. Hốt liền, hốt liền, hốt liền. Cái nơi này là cái nơi di động nha mọi người nha. Mọi người muốn gắn đâu mọi người gắn giúp em nha mọi người ơi. Mọi người thuận bên trái thì mọi người gắn bên trái. Mọi người thuận bên phải, mọi người gắn bên phải nha mọi người nha. Còn mọi người thuận trên cái bàn thờ là mọi người gắn khúc bàn thờ giùm em được luôn nha mấy chị. Quá dễ thương. Vàng hết mấy chị, vàng hết. Còn bây giờ còn hồng, còn đỏ và lại còn nâu giùm em. Bây giờ em sẽ lên màu đỏ cho mấy chị mặc đi chơi lễ Tết nè. Rồi cái này màu hồng, màu nâu thì phải mở nha. Tại vì cái màu nâu là cái màu quá đẹp giùm em. Bé giàu lấy set nơ hồng nữa. Hồi nãy lấy một cái vàng và lấy cái hồng đó là hai set của bé giàu. Ok giùm chị các em ơi. Ok giùm chị các em ơi. Bộ tiểu thư 95 còn không chị? Bộ tiểu thư 95 hết em ơi. Hồng đi nè, ok một bộ hồng nữa nè. Một bộ hồng. Cái bộ hồng này cho chị Tuyết Mai. Dạ túi em không bán chị ơi. Mẹ hồng này chiều mai đưa cũng được. Hồng cho Hạnh lên nè. Đen đen còn bỏ với chị, đen còn bỏ, đen còn bỏ nha. Bây giờ hiện tại bây giờ em còn màu này. Đây, màu đỏ, em lên màu đỏ nha, nhanh liền mấy chị ơi, màu đỏ quá đẹp. Màu đỏ, màu nu với lại màu vàng. Có lộn màu đỏ, màu nu với lại màu đen giùm em luôn, cái bộ này quá đẹp mấy chị. Thiệt sự luôn á. Trời ơi, cái này tôi không biết thì sao mấy bạn, đẹp quá à nè. Màu đỏ giùm em nha mọi người ơi, quá xinh, quá sợ giùm em luôn. Kéo xuống giùm em cái coi trời ơi, ai ơi. Ai ơi, đang đứng đâu vậy? Mặt đơ đơ, mặt ngu ngu nãy giờ, ngu nãy giờ á. Không ai nói chuyện với ai hết trơn. Nó tội á. Đừng nói chuyện là cười, nói chuyện cười nổi luôn nè, vàng của ai nè. Ở đây cái ghế đi luôn rồi, xuất sắc luôn con gái ơi. Mày chặn cái đường lại đi thánh thánh, sụp cái live stream. Quay cái ghế lại cho nó đi. Em nói cái thế này mẹ mang đó là em ngủ bán mà. Cái nơi này là cái nơi di động cho em nha mấy chị nha.
em lại thuận bên này, đây nó thích gắn bên này. Mọi người muốn gắn đâu tùy ý mọi người. Trời ơi, nó xuất sắc ghê hồn mấy bà ơi, nó xuất sắc ghê hồn giùm em. Đỏ đen. Ừ. Xếp đỏ thì xin đi baby. Trời ơi. Còn 3 set mấy chị 4 set giùm em luôn, rất là đẹp luôn. Đẹp xuất sắc ha. Đây mấy chị ơi. Nu còn bộ nè. Ngọc Vy set đỏ nè, đẹp quá à. Màu đỏ tới lễ Tết mấy chị bán cho mặt cho nó sướng nha. Tới lễ Tết mình bận đồ cho nó đẹp mấy chị. Đi chơi đồ, stand đồ, mấy bà ơi, đồ, bê đồ luôn. Nu đẹp nha mọi người, nu còn có con set một, trời nu đẹp lắm mấy chị ơi. Nu với đen là khỏi nói luôn á trời. Cái màu đồng này mấy chị, cái màu đồng nu này nó rất là sang luôn á mấy chị. Cái này nó thiên về màu đồng nha mọi người nha, nó rất là đẹp luôn. Đẹp quá à. Nè. Nơ thích gắn đâu gắn mấy chế, tùy ý mình nha mọi người nha. Trái phải đen trái gì trang trắng gì cũng được nha mọi người. Còn ba set ba màu cuối cùng luôn trời ơi. Cái này mà con Phương Hoàng nó không lấy trời tao tức ghê bay ơi. Em còn màu đỏ, màu nu với lại màu đen giùm em luôn. Set tay phòng mấy chế ơi, quá sang chảnh luôn. Trời ơi cái này đẹp quá trời quá đất. Cái đẹp quá trời quá đất mấy má ơi. Trời ơi bán buôn mình ăn nỉ này trời. Không lấy cái mẫu này là chết nha mấy bà nha, quá đẹp. Rồi qua mẫu em luôn. Mấy chị ơi, mấy chị có muốn mang áo sơ mi không mấy chị? Anh bỏ hai cái ly áo này có mấy ly à? Một ly, hai ly. Hai ly em bỏ lên. Anh bỏ lên trên cầu thang cho em đi. Rồi qua mẫu tiếp em luôn, chỗ đây tôi bán đúng là cái nghiệp mà có nói nghiệp, nghiệp tồn hàng luôn á. Dạ anh lấy cho em năm. Tức quá lên cái đầm này cho xả phong lông đây. Đầm đỏ mấy chị. Đầm này đẹp nè, đầm này 89 ngàn nè, bán nó hết tức tức giả dạ, mang con ngang còn hàng nhớ lại còn hàng mới nữa. Không. Đâu tiệm đâu. Để em xíu mới rồi. Ai lấy đầm chút đầm này. Đầm này em còn mấy màu với chị. Cái này còn cái móc nè, kẹp nó không vậy? Anh Hàng chơi đấy nó ngồi với anh bảo nó quạo. Thanh kẹp lên trang ơi. Rồi đầm này em có 4 màu nha mọi người nha. Đầm này giùm em mấy chị ơi, đầm này dễ thương lắm. Mặc đi tiền là bao xa mà em luôn. Cái nơ bự cho bảy luôn. Cái nó bự cho bảy giùm em luôn ha. 55, cái gì 89 ngàn một đầm em chị. 89 ngàn giùm em luôn, trời cái đầm lên xuất sắc luôn. Rồi tôi bán hết cái đầm này tôi tức. Không cam tâm nha mọi người nha, không cam tâm. Quá đẹp luôn mà không cam tâm. Bơm hả bà, bơm không có nhưng mà chắc xả hàng một cái á. Bơm hết rồi nhưng mà xác xả hàng một cái cho mấy bà á. Đây mấy chị em lên cái set là Burberry nè mọi người. Set Burberry bữa hôm thiếu quá trời luôn. Áo lẹ đi chị rồi ok. Để chị like cái này xong đã lên set này xong đã gái ơi. Chị lên áo lẹ liền luôn cho nè. Chị có mẫu áo lẹ này đẹp lắm nha. Từ từ đợi chút xíu. Bộ mấy chị ơi 69 ngàn. Quá đẹp luôn mấy chị. Được ít lắm. 69 ngàn Burberry nguyên con gấu theo bự cho bà luôn. Nguyên con gấu theo bự cho bà, bự cho bảy giùm em luôn nha cả nhà nha. Quá đẹp luôn.
Lê lấy 5 bộ nè, thêm trắng đen. Siêu đẹp nha. Hàng theo giùm em luôn, Burberry. Trắng vàng. Trắng vàng nha mấy chị ơi. À là 5 bộ đúng không? Thêm trắng đen quá mà lấy màu 2 bà đi rồi cho xong cho rồi đi. Đó màu 2 đúng chưa? Rồi xong. Đen nữa. Nè. Rồi còn 2 bộ trắng hồng hết hàng. 69 ngàn một bộ mà em. Nóng dữ lắm hả? Người nó khó chịu rồi đó. Cho ngồi dậy đi Thanh. Hai màu giùm em nè bé ba. Màu đỏ nha, màu hồng nha. Thêm trắng đen cho em rồi đó bé. Rồi cái bộ này em còn hồng mấy chị ơi. 69 ngàn một bộ giùm em mấy chị. Cái quần là 60kg mặc vừa luôn, rộng rãi thoải mái luôn mấy má ơi. Rộng rãi thoải mái giùm em luôn nha mấy bà trẻ nha. Trời ơi, có một mẫu zoom xuất sắc luôn trời. Chắc nay tôi bán ế rồi biển lên hàng luôn á trời. Còn trời ơi, lát hồi chị lên cái mẫu này cho Hạnh lên, lấy là Hạnh lên. Đẹp quá. Cho em cái đầm, cho em xem cái đầm chị mặc đi. Ok gái, chị Vũ Duy 4 triệu lấy bộ hồng nè. Còn bộ trắng mấy chị ơi. Còn màu trắng giùm em đúng chị, màu trắng màu đen là mang mắt nhất luôn mấy bà. 69 ngàn bộ giùm em luôn. Cái này giờ số lượng ít nha mọi người nha, tại vì cái này em về thêm cho khách thôi. Đầm chị đang mặc 50kg là bao đẹp luôn, không biết có vừa không nha Thanh Hằng. Mặc là bao đẹp luôn nè, dáng chị đang mặc này bé yêu ơi. Có màu nâu. Đây nó còn như này màu giùm chị luôn nha, màu đỏ, màu đen, màu hồng với lại màu nâu giùm chị. Đầm đang mặc thôi, đầm đang mặc thì khỏi nói mấy bà ơi, đẹp lắm. Rồi bộ trắng là chị red nail tay ninh luôn, xong luôn. Hết mẫu này qua mẫu giùm em. Đây nè mấy chị, cái bộ này là hôm bữa nè mấy bà. Em tính bán mà em không bán nè. Biết sao không, tại nó được ít quá mấy chị. 115.000 một set giùm em luôn mà nó thiệt sự với mấy bà luôn, nó đẹp lắm. Một cái áo sơ mi giùm em với mấy chị ơi. Trời ơi cái set này em nó thật sự luôn mấy bà ơi. Em về mấy chị ơi, không biết bao nhiêu lô mấy chị, không được bán. Em không được bán cái set này luôn cả nhà, em không được bán set này luôn. Cái set này là 115.000 một set giùm em nha. Cho ngồi dậy đi Thanh ơi. Đừng bé cháu vậy tội nghiệp đó. Qua ba đi. Lau mát cho nó rồi phong tiền. Lấy cái Rồi cái này có màu đen nha mấy chị nha, một màu đen duy nhất luôn. Trời ơi cái này mấy chị, đá nè mọi người, đá lấp lánh nha mọi người nha. Đá lấp lánh y hình giùm em luôn. Cái set này em về rất là nhiều lần nha mọi người nha, mà em chưa có bán được lô nào hết trơn á mấy chị. Không bán được lô nào luôn á mọi người. Đẹp dữ lắm luôn. 69 ngàn, một màu duy nhất màu đen em, 115 ngàn một set nha. Em còn đúng 3 set cuối cùng. Hàng này khách em đặt rất là nhiều nha mấy bà nha. Có túi giùm em luôn. À đây chốt em thôi, cái này em lên hàng nhanh nhanh mấy chị ơi. Tại vì cái này em còn có 3 set thôi à. Và em không có còn hàng bán cho mấy chị nữa. Chị nào lấy thì lấy thôi. Đúng rồi, set này rất là đẹp luôn. Chị nào mà lấy cái set này rồi em mới thật sự về ân liền. Cái set này giùm em, ân liền nha. Rất là xinh xịn sò. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị, em còn có 3 set thôi. Nói chung là ai nhận hàng cái set này về là xuất sắc. Cái túi nó làm đá y hình cho em luôn á mọi người. Nhận hàng về đi rồi biết nó đẹp cỡ nào. Xuất sắc lắm các bà ơi. Rồi mà mặc lên cái form nó ra chuẩn lắm nha mọi người. Mọi người không tin thì lát hồi nếu mà mọi người đợi em đây em like xong hết hàng em lên cái mẫu đó cho mấy chị coi. Đầm mà đang mặc có ai lấy được thì chốt cho em nha. Có 89 ngàn một đầm thôi, siêu đẹp luôn. Rồi mấy chị. Đây. Bỏ dầu, xích dầu vô tay cho con đi. Xích chưa? Lạnh quá. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Mẹ ơi lạnh quá. Cái mùi này độc quá. Trời ơi mấy chị ơi, siêu phẩm đây rồi chứ đâu nữa mấy chị. Siêu phẩm đây rồi chứ đâu nữa. Hạnh lên lấy bao nhiêu cái nè. Trời ơi mấy chị ơi, cái này khách em nó chốt như điên như khùng mọi người ơi. Nó đẹp mấy chị. Chất bô zip cho em nha cả nhà nha. Bao nhiêu mấy chị yêu ơi? 80.000, 79.000 hả? Đúng không? 85.000. 85.000 một đồng luôn. 85.000 mấy chị xị 70 lẻ 85.000. Sườn xám xẻ sến mà sang giùm em luôn mấy bà ơi. Có đẹp xỉu. Có set dạ không chị? Đây set dạ đây gái ơi. Còn set mà tình yêu ơi. Set dạ còn set giùm em là giùm chị này gái ơi, 99.000. Đẹp lắm tình yêu. Cái này cái chân vẫy giùm em nha.
99 ngàn. Đó, cái này là chân váy bên trong có lót quần nha cục cưng. Rồi em lên cái đầm mới chị, đầm sườn xám nha, đầm mày đẹp lắm luôn, 85 ngàn một đầm đó chị ơi, bán quá đã luôn. Cái này là em bán quá nhiều, nhưng mà cái đầm này em bán quá nhiều quá đã nha mấy chị nha, lên form kéo xuống giùm Trang cái đi. Cái đầm này nữa đi, còn cái hàng này được thì mai like đi. Cái còn cái gì nữa ta? Cái này tôi thẳng mua để mai cũng được. Đẹp lắm luôn. Còn mấy mẫu à, mai đi mệt quá. Một cái đầm đen 79. Đầm này 85 nghìn lận chứ ơi. Đầm này 85 nghìn lận nha, cân ơi chứ ơi. Mày chín nó chết. 85 ngàn một đầm giùm em luôn. Trời ơi, cái em này ngày mai em lên đầu la chắc chết quá. Chắc xỉu ngang xỉu dọc quá trời. Em nhây gì hả? Mày nhây với ai á? Tuyết Mai nè. Đầm 85 giùm em nha. Đầm này đẹp lắm. Ba cho Tiên La. Trời, cái đầm này nó thiệt luôn, xuất sắc luôn á mọi người ơi. Mọi người ơi. Quá dễ thương giùm em luôn ý. Trên la cái, còn cái cho chị Tuyết Mai. Hôm nay em biết em like ngay chúng ngay ngày mà khách em không biết cho mọi người, nên em còn lọt tọt lại một mẫu, cứ hai ba cái hoài luôn á. Thôi ai lấy đầm nữa thì chốt em nha. Còn mẫu dâm thì cũng đẹp lắm nè. Lên luôn cho bà Tiên La lấy, bà Tiên La đẹp lắm. Trung phỉ nó hơi cao một chút xíu mà đẹp lắm nha. Cái nào? 85. Đen hay đỏ? Tao quăng đen, tao quăng đỏ nè. Đen hả? Đen 85. Này đẹp lắm luôn. Cái dâm nha mấy chị, cái dâm nha mọi người nha. Cái này em chưa có đăng hình nè. Rồi ok. Chịu em rồi bé Phương. Ôi cái gì mà đẹp lắm mấy bà ơi, chất đuổi giùm em nha tình yêu ơi. Đây mấy chị, đẹp ghê không? Để mai like đi. Chưa có cho uống thuốc nè nè. Để mai like nè. Cái này màu đẹp lắm, vải đuổi nha. Vải đuổi nha mấy chị, chất đã lắm luôn. Rồi ai lấy chốt em kèm em xứng thoại nha. Rồi bây giờ em lên hàng một cái mấy chị ơi. Áo khoác em còn mấy chị 69 ngàn nè mọi người nè. Áo khoác 69 ngàn giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị. Khoác 69 em còn hai cái mấy chị. Màu hồng với lại màu nâu tây. Hồng với lại nâu xám mấy chị ơi. Chứ mày nâu tây nâu xám giùm em. Hồng với lại nâu xám giùm em mấy chị. Cái gì vậy? Hút hả? Gì đó con? Dâm đó 105 ngàn. Không bao giờ em bán mấy chị rồi. Cho lộn 105 ngàn đúng không? Dâm 105 ngàn. Mấy chị cũng muốn em lên màu không? Đưa lại. Đưa lại em tao cái dâm coi. Đưa cục màu luôn. Đẹp lắm luôn á. Nó rớt không lông, tôi làm biển bán á. Coi hành đẹp đẹp không à, cái đó. Coi hành đẹp không à. Nè dâm nè. Đắp chéo nha. Xuất sắc chưa? Bữa giờ là toàn về đầm không nha mấy chị. Bữa nay về cái mã dâm này xuất sắc luôn. Chưa có đăng hình luôn. Mới đăng hình chưa ta? Chưa có đăng hình luôn, ngày mai để đăng hình sau. Hôm nay lùi đăng hình nè. Phải nhìn cái cục màu hết hồn không? Nhìn cái cục màu là biết đẹp liền luôn á, màu vải nha mấy chị. Gọi là cái chất đuổi. Đuổi nha, đuổi mịn. Không phải đuổi xốp nha mấy chị, đuổi xốp nó rẻ nha mọi người. Cái này là chất đuổi, đuổi hàng nè. Đuổi hàng châu nè mọi người nè. Chất là thấy không? Nói chung là nó y hình luôn. Ở em chưa có đăng hình, không biết có đăng hình chưa trời. Đây. Vàng 60kg vừa. 60kg cái dâm này vừa nha. Cái dâm này rất là đẹp luôn. Trời ơi cái màu mấy chị ơi. Màu giùm em. Mấy chị muốn coi nào mấy chị comment em mở màu. Chứ cái này em không mở đâu, cái này em tính để ngày mai mới like. Màu hồng, màu đen,
Trời ơi, cái màu xanh đậu xuất sắc với lại cái màu vàng. Em sẽ mở cái màu vàng cho mấy chị coi, cái màu vàng đẹp lắm. Cái màu vàng của thật sự luôn á. Ủa cái vải đuổi nó nặng tay mấy chị ơi, cái vải đuổi mặc sướng lắm. Đây. Đẹp chưa? Cái dùm hú hồn chim én chưa mọi người? Thằng chim nó ngồi ở đây rên hoài luôn. Tay con lạnh không Bảo? Em không cam với bé Phương. Đẹp quá. Cái mẫu này xỉ là 92 nha, lẻ 105.000. Bán cái này mà lời lạ gì không biết nữa, thiệt sự luôn mọi người ơi. Có 102.000, 105.000 cái đầm mà mấy chị, cái zoom mà mấy chị mà nó đẹp, rất đẹp luôn màu nè mọi người. Sao nè. Nó mê ly con kỳ luôn á nè. Thêm cái bọc cho nó đi. Rồi, ai lấy màu nào thì chốt thôi mấy chị ơi, cái này để ngày mai em like nha mọi người nha. Xỉ 92, lẻ 105.000. Nó rất là đẹp luôn. Tiếp tục chương trình giùm em. Tiếp tục chương trình. Áo lẻ. Áo lẻ con mẫu này rất là cưng nè. Đợi chiếu ha mấy bà. Tôi có cục áo lẻ đẹp quá trời. Tôi quên mất tiêu nằm đâu rồi trời. Dâm vàng cho Hà để chúc lễ. Lên đồ bộ chưa bà? Lên đồ bộ rồi. Tôi trẻ quá gái ơi, lên đồ bộ rồi. Hết đồ bộ luôn nha, hết đồ bộ luôn nè. Có đồ bộ. Đồ bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, nói thiệt luôn á, đồ bộ mấy chị không mua hả? Đồ bộ này em sale luôn mấy chị, bộ này bán 90. Bộ này bán 105.000 mấy chị, em sale cho mấy chị luôn nè. 89.000 một bộ giùm em. Bộ này em bán 105.000 nha, không dám nói gian luôn mọi người. Bữa nay em sale cho mấy chị luôn, sale lỗ luôn mấy chị ơi, 88.000. 88.000 giùm em luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Mấy chị coi nè ha. Cái áo cái quần nè mặc lên là sang xỉu giùm em luôn. 88.000 một bộ mấy chị ơi. Bộ này em có màu đen mấy chị, màu trắng với lại màu nâu. 88.000, cái này em sale lỗ nha khách nha. Chào con. Ủa bộ nào á? Cái vải đẹp lắm mấy chị ơi, cái vải đẹp nó thật sự luôn. Dâm 47kg mặc vừa không chị vừa nha em ơi. Đây mấy chị ơi, đẹp lắm cả nhà ơi, nè màu đen nè mấy chị. Em nói thiệt luôn, cái bộ này nhà em phải gọi là siêu phẩm luôn mấy chị. Em sale 88.000 bộ mấy chị nha, cho nó hết luôn. Em còn có vài bộ thôi, nó rất là đẹp mấy chị ơi, cái chất em nó thật sự luôn á. Áo là phân cổ tim giùm em nè mấy chị nè. Mấy cái bộ này mặc lên đã lắm. Cái quần đó là chất quần nhung. Cái quần là vải nhung nha mấy chị nha. Cái quần là vải nhung cho em luôn. Đó, em có màu trắng nè mấy chị nè. Màu trắng là cái sọc rằn ri nó màu đen nha. Thanh cái cục hàng một cái, mày đưa tao cục hàng một cái coi. Rồi, màu đen mấy chị. Sọc ngựa đó màu vàng nè. Trời ơi, cái bộ này 88.000 một bộ giùm em luôn hàng. Cái này là hàng cao cấp mấy chị ơi, hàng này hàng bán shop mấy chị. Đó. Đúng rồi. Kìa có bộ tiểu thư kìa, đưa tao hai bộ tiểu thư đi. Tiểu thư trong á, bộ tiểu thư đó màu hồng với lại màu vàng nè. Trời ơi cái bộ tiểu thư. Bộ tiểu thư này 105.000 mấy chị ơi, đẹp lắm. Cái áo màu bích Mickey luôn kìa, đưa tao qua cái áo Mickey lên luôn. Cho em coi lại giùm được không chị, được em ơi. Em muốn coi màu gì thì em comment màu chị mở ra cho. Bây giờ chị cho em coi cái form nè bé ơi. Nè. Đẹp lắm nha. Trời ơi cái form đẹp lắm mấy chị ơi, mấy chị mặc lên tự ôm dáng mình lại. Cái mẫu đó em tính đợi ngày mai em like mấy chị. 105.000 một bộ giùm em, bao đẹp luôn. Cái bộ này bây giờ em không có hàng em bán nè. Cái bộ này em không có hàng em bán nha, quần có túi mấy chị. Quần có túi giùm em luôn. Rồi còn hai bộ nha, 105.000. Cái áo lẻ đó mất tiêu, cục áo lẻ đó mất tiêu với bà lại chút xíu nha, tôi kiếm cục áo lẻ tôi like với bà cho. Màu xanh giùm em mấy chị ơi, xanh có túi nha mọi người. Xanh có túi nha. Trời ơi, nằm quá rồi. Tiên La 3.
chị la bộ tiểu thư này vào bà lấy cái giùm phải không? Ok bà lấy bốn nữa bà Tiên La ơi, lấy bốn nữa đi, thêm màu đen nữa đi nè Tiên La nè, giùm nè. Rồi cái này em còn hai bộ đó chị ơi, 105.000 tiểu thư nè. Trời ơi bộ tiểu thư này đẹp dữ lắm mấy bà ơi. Hậu bộ hả? Ok bộ này còn có hai bộ thôi. Tiên La nè, còn hai bộ nè. Ừ, không lấy dâm. Ok ok ok. Áo tay phòng giùm em mấy chị. Trời ơi, áo tay phòng xuất sắc luôn. Áo tay phòng xuất sắc mà nhức nách giùm em luôn mấy bà ơi. 49.000. Tay phòng 49 giùm em mấy chị. À lấy tay phòng 49, chốt tay phòng 49. Tay phòng 49.000 giùm em nha. Nè tiểu thư đây còn bộ với chị. Tiểu thư này sale cho mấy chị có 59.000 à, đẹp quá trời luôn. Tiểu thư này sale có 59.000 thôi nha mọi người nha, rất là sang xịn giùm em luôn. Đây. Tiểu thư 59.000. Trời ơi cái tiểu thư này đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nha. Tiểu thư 59.000 giùm em luôn. Trời nguyên hình con mít con chuột Mickey nè. Chuột nhỏ nhắn nhắn giùm em luôn nha. Trời năm sau biểu tượng con trâu, tôi mới con trâu vàng hay sao ta. Năm nay chưa có về họa tiết nữa. Chưa có về họa tiết con trâu nữa mấy bà ơi. Chắc là làm hai cái sần quá, chắc Tết năm nay mấy bà có sần cắm sần đi chơi rồi mấy bà. Tết năm nay mình mỗi người cái dắt cặp sần đi chơi nha. Tết năm nay tôi bán sần trâu quá. Không chắc mỗi bà nào có sần bồ đó cắm sần sẵn rồi đỡ phút công tốn tiền mua sần đi chơi. Anh chán hả? Ừ. Áo còn cái nè, 45.000. Treo cái đầm đang mặc cho Nguyễn Thu. Nguyễn Thu đầm đang mặc. Đầm đang mặc là 85.000 cái mấy chị ơi, rẻ bèo luôn. Hàng hơi bị hot nha. Tiểu thư 59.000 cho Nguyễn Yến. Tiểu thư 59.000 cho Nguyễn Yến. Sườn sám sẻ sến mà sang luôn. Áo Mickey còn cái mấy chị ơi, còn có cái xe 39.000 cho hết luôn nha. Còn có cái xe 39.000 cho hết luôn. Ủa áo này 39.000 hoài lấy trời. Áo nô 39.000 hoài lấy cho em trời, đẹp lắm nha mấy bà. Còn có cái một giùm em thôi. Ôi Phan Hà My là con mà xả hàng đúng không? Nè mấy chị, má ơi cái này định lắm. Lấy liền luôn mấy chị ơi. Đầm đỏ sau lưng nhiêu vậy chị, em mới vô lại. Đầm đỏ sau lưng là 89.000 giùm chị. Quần tay một cái duy nhất giùm em mấy chị ơi, giá bao nhiêu mấy bà ơi? Quần tay một cái duy nhất giùm em, tiểu thư 69.000 nãy còn không chị hết. Ủa chị chốt cho em rồi đó Nguyễn Yến. 69.000 là 59.000 hả? 69.000 chị hết rồi bé ơi. Quần tay mấy chị ơi 75.000, rất là đẹp mấy chị phải mua nha mọi người nha. Em còn đúng có một cái một thôi, rất là đẹp mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn á, quần tay bán xuống. Mặc đẹp lắm cả nhà ơi, quần tay mà rất là đẹp luôn, có 75.000 cái thôi mấy chị. Cái này là em bị con quỷ nè, Phan Hà My là con quỷ mà nó bơm hàng em nha. Con quỷ mà gọi điện mà kêu là xả hàng em ra đi đó. Kim Hoa lấy áo nu nè. Dùm bao nhiêu ký vừa trang? Dạ dùm 40-60 ký mặc vừa em chị ơi. Một đầm đang mặc cho Nguyễn Thu, chốt cho Nguyễn Thu rồi đó. Dạ mấy chị mua hàng xe mấy chị ráng mua đơn trên 70.000 mà em để em đi đơn nha mấy chị ơi. Áo bu mai phản quang mấy chị, cái này là cái chữ phản quang mọi người ha, mọi người cúp điện là cái chữ này sẽ sáng lên giùm em luôn. Rồi bu mai phản quang này nhà em sale cho mấy chị luôn nha, 39.000 giùm em luôn mấy chị. Cái này em sale cho xả hết Phong Long rồi mọi người nè. Sale xả Phong Long, ê tao nhớ tao có cục hàng bơm mất tiêu rồi ta. Rồi 39.000 bu ma mấy bà, 39.000 bu ma xanh nha, cái này mặc rất là dễ thương luôn. 39.000 bu ma xanh, trời ơi má ơi cái bộ đẹp mấy chị. Phản quang màu đen luôn cái bộ giùm em, 85.000 luôn, quá đẹp. 39.000 nè, Trần Nhật Thơ. 39.000 Trần Nhật Thơ. Bộ phản quang quần có túi mấy chị ơi, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị. Bao nhiêu mấy chị? 85.000 à, quá dễ thương chưa? Dễ thương ha, 85.000 à. Buma phản quang xanh, ok cho Đào Huỳnh, Đào Thùy Gia Bảo cộng cái nè.
áo sơ mi không chị, có sơ mi một làn em ơi, sơ mi một đô luôn em ơi. Ai hỏi em tiểu thơ như vậy, tiểu thơ này em còn hai bộ đỏ đây, em sale 79.000 nè, cho hết luôn nè mấy bà ơi, tiểu thư hàng phải đuổi nha, đuổi giùm em luôn. À, em còn màu đỏ mấy chị, ai à, lấy đỏ chút đỏ mấy em luôn, cái bộ này em sale 79.000, 79 kèm số. Bu ma xanh cho Nguyễn Yến, bu ma xanh cho Nguyễn Yến. Rồi ok chị chốt em bu ma 39.000 rồi đó bé. Á gì còn em ơi, còn có hai cái. Rồi bu ma, có lộn, tiểu thư giùm em mấy chị ơi, tiểu thư này em còn nè. Họa tiết là trái chanh mọi người nha, họa tiết trái chanh cho em luôn nè, rồi dễ thương lắm, 79.000 em xe cho hết luôn. Đéo chứ ơi, tết tư đồ mặt cái bộ này cho nó dễ thương ha. Trời ơi, cái bộ này mới thật sự luôn mấy bà ơi, siêu phẩm giùm em 105.000 nè. Trời con bé này nó không lấy tao tức gì à, sợ bé ơi. Em nói thiệt sự là cái bộ này nhà em không có hàng em bán luôn mấy bà. Em không có hàng em bán luôn mấy chị coi nè, cái bộ nơ đằng sau lưng nhà em. Trời ơi, nó đẹp mấy chị. Rồi em còn một bộ, cái bộ này em xe em xả luôn mấy chị, 99.000 nha. Cái bộ này mặc lên đẹp lắm, 99.000 một bộ giùm em luôn. Cái vải mấy chị coi, nhìn cái sợi vải của nó đi, cái này là vải may vét nha mấy chị nha, form đẹp lắm, form là nhức nhói một cuộc tình luôn, đẹp quá mấy bà ơi. Cái này là mấy bà nhìn lên đằng sau là thấy đẹp liền luôn mấy chị coi nè ha. Rồi bộ này 99.000 chốt liền mấy bà chị, rất là đẹp luôn. Cái tay của nó là hàng tơ kiến nha mọi người nha, tay là hàng tơ kiến giùm em luôn, đúng một bộ duy nhất giùm em, 99.000. Áo sơ mi nè mấy bà ơi, sơ mi đẹp xịn luôn, sơ mi em sale rẻ cho mấy bà cho. Trời ơi, cái bộ con rắn của tôi, má ơi tao tức á. Thằng này kia không có cái áo mày. Bộ con rắn không có cái áo. Cái quần không vậy? Đâu? Sơ mi mấy chị. Rồi. Sơ mi chữ giùm em luôn mấy chị ơi. Cái này có màu nè, đủ màu luôn. Sơ mi là đủ màu luôn. Cái đó ngày mai giùm em đi chị. Chị muốn coi, chị muốn lấy ngày mai giùm em đi nha. Lấy bộ nu nha, bộ nu là bộ gì ta? Rồi ok, 99.000 nè. Cho mẹ sữa nè, Jolien Nguyễn. Ừ, 99.000. Rồi, áo sơ mi giùm em mấy chị ơi, sale luôn cho mấy chị luôn nha, 63.000. 63.000 một áo sơ mi giùm em. Em có 3 màu. Cái này là 60kg mặc vừa. Cái này em bị em nè có đặt có tên hết rồi mấy chị. Mà tại vì gọi điện không nghe máy mấy chị ơi nên bị xả ra nha. Yến Nguyễn là Thanh có đơn gì mình không vậy? À không, Nguyễn Nhi gì nè. Trời ơi cái này nó đẹp mấy chị, cái này áo sơ mi này rất là dễ thương luôn mấy thiệt. Áo sơ mi này là cực kỳ xinh nha mấy bà. Rồi 62.000 giùm em. Trời ơi. Đây, bao dễ thương luôn á mấy chị, ngày hôm bữa em có mang rồi. Bữa không có mang cái áo sơ mi này rồi mấy chị ơi, đẹp cực kỳ giùm em luôn, màu nu nha. Màu đen nha mấy chị với lại màu trắng giùm em luôn. Đây áo sơ mi chọn màu đen xuất sắc luôn. Sơ mi nha mấy bà ơi, 62.000. Ai lấy màu nào chút màu đỏ giùm em luôn á chị. Cho tôi lên sơ mi kia không ai lấy một cái gì trời. Ác dễ sợ bây ơi. Áo trắng cho Nguyễn Tiếp, quần tay 50kg vừa không trang giả. Quần tay nó phi size chỉ bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. Mình tuyên là áo trắng nó thiệt sơ mi này đẹp lắm, có 62.000 em sale mà chế. Mình tuyên là áo trắng nè, 60kg vừa không trang giả vừa chị, còn cái nè. Rồi sơ mi này còn hai cái nu cho Huỳnh Trang nè, 62.000 nè. Rồi sơ mi này còn cái đen, đen nu hai màu mà chị ơi, đen nu hai màu, trời áo sơ mi đẹp lắm thật sự luôn á, 62.000 quá đẹp luôn, dễ thương lắm nha, bữa không có mặt rồi. Sơ mi đen 52kg gì 60 52, 6, mấy 62 ạ? 50kg vừa không? Vừa nha gái ơi. Vừa giùm em mà em còn đen. Em còn đen với lại màu nu đó.
Trần Thị Ngọc Hằng nè, lên xin hỏi luôn. 62.000 nè, trời ơi tội nghiệp quá à. Vàng hơn cục vàng. Rồi bộ siêu phẩm mấy chị ơi, 45.000. Sơ mi đen ok chế, ráng mua 2 sản phẩm giùm em, ráng mua đơn cho 70.000 giùm em. 45.000 một bộ duy nhất. Chốt em mã rắn. Mã rắn nha mấy chị, rất là đẹp luôn, bộ này mặc rất là sexy store. Các bạn đợi em tí cái zoom đi, để lát hồi em coi em quay mặt lên cho em là coi. Nè nè nè, sexy store nha mọi người, còn đúng một cái một. Xe 39.000 cho mấy chị luôn, còn đúng một cái duy nhất. Rồi áo 39.000 mấy chị ơi, áo 39.000, áo này cho em còn màu nu nữa nè mọi người. Áo này gọi là áo style mọi người ơi, áo style 39.000. Em có màu. Ai lấy màu nào chốt em luôn. Anh nghe bữa nay nghe có tiếp tiếp không anh? Anh ơi, áo không để ý đúng hả? Áo hồng 39.000 cho Trần An. Trần An 39.000. Rồi áo này sale cho mấy chị luôn, 59.000. Áo baby doll nha mọi người nha, caro rất là dễ thương luôn, sale 59.000 nha em. Sale luôn cho nó hết nè. Còn cái hai cái gì. Mấy cái bọn em hết sạch rồi mấy bà ơi. Cái hàng này là em về đâu á hả, 3-4 lô luôn mấy chế. Trời ơi mặc cưng lắm mấy bà ơi nè, xinh lắm nha, 59.000. Có đầm ôm body không chị? Đang mặc ôm body nè cục cưng ơi. Nu 39 cho chị Phan, Ly Phan. Nu 39 cho chị Ly Phan. Áo 59.000 giùm em. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi. Em bán sỉ là 65.000 rồi đó mấy bà. Em bán lẻ có 59.000 thôi. Em bán lỗ đó mấy bà ơi. Đấy đi lấy ủng lắm nha. Mua là tiếc chán chịu quá mọi người. Áo 39 này em còn cái vàng nữa nè mấy chế. Áo 39 em còn cái vàng nữa nha mọi người nha. Ai lấy nu, ai lấy chốt vàng style, chốt vàng style giùm em luôn nè. Áo Burberry giùm em còn cái duy nhất mấy chị ơi. Bộ rắn 39.000 cho Trần Duyên. Áo Burberry còn cái 39.000 mấy chị. Burberry đen 39.000. Áo cổ tròn giùm em mấy bà. Áo cổ tròn này có 3 màu nè, 39.000 luôn. Màu nâu, màu đen với lại màu trắng cho mọi người nha. Cổ tròn giùm em. Thun giấy cổ tròn mấy chị ơi, thun giấy cổ tròn. Đen trắng nâu 3 màu. Đen nè, trắng nè, nu nè, ba màu giùm em. Rồi tiếp em mấy chị. Áo 39 còn cái nào mới lấy thử. Đây chị nè, hỏi em body nè. Body có 65.000 cái mấy chị, rất là xinh nha mọi người nha, body tây phòng. 69 mà em sale lại cho mấy chế còn 65 luôn, hơi sale cho mấy chị luôn. 59.000 cho nó hết nha. 59.000 giùm em. Trời ơi sao mà tiếc thương quá vậy, làm gì vậy con, nóng lắm hả? Ấm ấm hầm hầm phải không? Hai màu giùm em. Không bú nữa hả? Hai màu giùm em nè mấy chị. Đây nha, màu nâu, có lộn màu màu xám với lại màu màu đen giùm em luôn. Em xe cho mấy chế luôn 59.000 luôn nha cho nó hết luôn nè, còn được hai cái body. Body này đẹp lắm, body này mặc là bao xinh luôn. Ai lấy body chốt body giùm em luôn nha. Áo vàng 39 cho chị Trần An luôn, còn cái nè. Vàng 39 Trần An. Rồi áo khoác này em còn cái đó chị ơi, 69.000. Khoác dáng ngắn nha mọi người nha, chạy viền. Rồi ai lấy chốt em luôn nha, phát
5-6-9 ngàn mấy chị, còn đúng cái một. Trời ơi, cái bộ này bộ Thái nha mấy chị ơi, bộ này Thái mặc rất là đã luôn, 65 ngàn bộ nha. Bộ Thái giùm em mấy chị ơi, màu đỏ nha mấy chị. Bộ Thái màu đỏ quần xòe 65 ngàn bộ. Hình xe ô tô, bao cân luôn. Cái này mà gái đã mua hàng rồi mấy chị ơi, mà gọi điện không nghe máy, mua có một cái một à. Đây là Kiều An hả? Mấy bạn mới kêu mình giữ hàng hoài, mấy bạn không vô mấy bạn lựa gì hết trơn á. Cứ kêu mình giữ hàng hoài, bảo mẹ đâu vô lựa hết trơn, trời không biết sao bán nữa. Phát cho chị Kim Hoa hả? À? Kim Hoa phát 69 ngàn nè, phát. Rồi bộ này em xem mấy chị. Bộ này bao đẹp luôn nè mấy chị ơi. Trời ơi xuất sắc không mấy bà ơi. Rồi bộ này em xem cho bà chế nè. Cái quần giùm em mấy bà ơi, cái quần là quần ống ôm nha. Quần này quần ống quần tay dạng ống ôm nha mấy chị nha. Rồi em xem cái bộ này cho mấy bà chế luôn, 89 ngàn bộ. Rất là đẹp luôn mọi người ơi, quần dài giùm em luôn, có bút ngực bên trong nha. Cái bộ này còn 2 bộ nè, nu. Nu với xanh. Trời ơi, đẹp quá à. Lên màu nào giờ đi mấy chị? Em mặc màu nào lên cho bà coi được đây, cái này đẹp lắm mấy bà ơi. 89 ngàn một bộ giùm em nha. Cái bộ này em mới bán 105 á mấy chị. Em sẽ 89 ngàn luôn. Quần nè, áo nè. Cái này 89 là bao đẹp luôn rồi, còn có 2 set à. Cái này sang vậy sợ không có túi cho em luôn nha. Ở đây set chốt set 89 ngàn, còn được 2 set cuối cùng. Mấy bạn có coi nó không vậy trời. Viết đường like coi. Nè em còn cái đầm body trơn, mấy bạn ơi sale 55 nghìn là lấy cái đầm body thì mấy chị đẹp lắm. Đây em còn cái đầm body trơn mấy chị ơi, 55 ngàn giùm em nha. Body trơn mấy chị. Body trơn, dáng dài giống như kiểu maxi vậy mấy chị. Có xẻ tà nhẹ nha. 55 ngàn. Rồi mặt đỏ quét luôn rồi kìa. Cho đúng ống dạ đi bà. Trong túi áo khoác của em á. Cái túi áo khoác của chị đúng ống dạ. 55 ngàn. Rồi bộ này em bán nhanh luôn mấy chị ơi. 49 ngàn một bộ giùm em nha mọi người nha. Bộ tiểu thư ren. Ngon sổ nó không? Bé đứng dậy đi. Không phải áo khoác đó, áo khoác trắng á. Khoác hồng á. Rồi lái này xong nghỉ rồi, con bệnh rồi. Rầu quá rầu. 49 ngàn bộ em mấy chị ơi, bán nhanh cho mọi người nha. Bán nhanh cho mấy chị biết cái bộ này nha. Đây 49 ngàn bộ giùm em luôn nè. Đây màu nè mấy chị. 49 ngàn nha bà nha, like nhanh luôn. Cho nó hết.
màu vàng. Thôi mấy bà ơi, cho mấy bà không lấy em nghỉ nghe, chứ giờ em lên hàng chứ không lấy đâu, cho biết ba lên gì. Lên gì hết trơn á trời, lên này cũng không lấy luôn, lấy gì bán gì giờ, 49.000 bộ cũng không lấy luôn, bán gì giờ trời ơi. Tiểu thư về cho chị Kim Hoa 49.000, có 49.000 mà gái không lấy không biết bán gì thiệt luôn á. Nè Kim Hoa 49, 49 mấy chị ơi, còn ai lấy màu nào mà không comment cho em đi, còn ai coi em không mấy chị. Ok chị Nguyễn Hiến, áo này đẹp lắm mấy bà, theo cái áo này cho nè. Đây, áo trắng giùm em nha mấy chị nha. Rồi 39.000, áo trắng này còn được 3 cái 39.000 nè. Trời, tôi nhập 42, tôi sale 39.000 luôn. Ok, áo giùm em mấy chị, đẹp quá à. Ai Nguyễn Tuyền hai like chứ em đi đơn nghe chứ ơi, áo này sang mấy chứ ơi. Rồi em sale cho mấy chị luôn cái áo này nè mấy bà ơi, bộ hông cáo này em bán là 60.000 một áo mấy chị, em sale luôn với bà chế luôn là 45.000 nha. Em còn được ba cái một màu, ba cái một màu, cái này mặc sang lắm bà, mặc chung mấy cái quần tây với chị lên cao thì em luôn. Rồi thôi mấy chị ơi, bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều đón xem like của em. Ok Ly Phạm, chị Nguyễn Tuyền, Nguyễn Tuyền hàng đi rồi nha chị ơi, lộn hàng chị rửa hai like, em có dồn thêm nữa nha chị ơi.